Xin chào bà các thính giả kênh trên Hèm ngôn tình. Ngày hôm nay Huyền Lô Di sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cô vợ xả bộ ngoan. Thưa các bạn, ngay từ nhỏ vừa mới sinh ra thì cô đã mất đi ba mẹ và sau đó tự như một quả bóng bị để qua để lại rơi những người họ hàng thân thích để sống kiếp sống ăn nhờ ở đậu. Chính vì vậy đã tạo dựng cho cô bé có một tính cách vô cùng khôn ngoan. Lợi dụng vẻ bề ngoài thanh thuần, xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu để lừa gạt tất cả mọi người ở bên trong lại là một cô nhóc với quỷ kế đa gan tất cả lợi ích đều là tiền trên trên hết và ngay sau khi cô truyền vào nhà của anh lợi dụng tên tuổi của anh vô cùng nổi tiếng đã không ngừng biến anh trở thành một cái cây để mà kiếm tiền cho cô bé và anh đừng đừng là một thân trưởng thành đội trường đội bóng rổ không người nào dám chọc kẹo lại có thể bị một cô nhóc chín tuổi đùa dẫn trong lòng bàn tay mà lại càng đáng giận hơn là sau khi cô rời đi khỏi gia đình của anh lại có thể hại anh một trận thê thảm nằm ở trên giường, không thể nào dậy được. Nhưng, mối duyên nghiệp của bọn họ vẫn tiếp tục sau 15 năm sau. Khi cô một lần nữa gặp lại anh, thì anh lần này đã quyết định, cô nhóc đáng ghét này sẽ phải trả giá toàn bộ những hành vi đã đùa cợt anh ở trong quá khứ. Anh sẽ trả thù cô, sẽ ăn sạch xanh xanh cô, khiến cho cô phải nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lucy cùng theo dõi những tình tiết vô cùng thú vị của câu chuyện này nhé trên đường cái trung tâm khu phố phồn hoa một tòa cao ốc màu lam cao chát vót giá xây dựng cao ốc kinh người bên trong trang hoàng tráng lệ có thể thuê chỗ này đều là những xí nghiệp tương tâm lừng lẫy trong và ngoài nước đá cẩm thạch màu đen lát đường ở bên ngoài thang máy biểu thị các thần tương ứng của các công ty trong đó, phúc nhĩ ma ra, chiếm hết ba tầng. Thang máy đình một tiếng rồi dừng lại ở tầng 9. Hai bên cửa thang máy mở ra. để giải cú bước ra khỏi thang máy. Cô tiếp tân vội vàng đứng dậy. Còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tình người đã ngang ngược xông vào. Trong phòng làm việc vô cùng bận rộn, hắn lại như nhìn không thấy. Đi đến trước phòng họp rồi tự để cửa ra. Cửa gỗ đánh ở trên vách tường phát ra tiếng kêu vang. Hội nghị bị gián đoạn Tiếng nói dễ nghe lay động trong phòng bỗng dưng ngừng lại. Tất cả mọi người đều quay đầu kinh ngạc, nhìn về phía cửa. Đó là một người đàn ông cao lớn. Hắn đứng trước cửa lạnh lùng nhìn mọi người. thân hình to lớn gần như chắn hết khung cửa. Trên qua mặt ngăm đen, mang vẻ mệt mỏi nồng đậm. Chẳng những quần áo tả tươi, ngay cả râu cũng không cạo sạch sẽ. dáng vẻ chật vật lỗ mãng, qua thật giống như là tội phạm mới trốn ra khỏi trại phẩy. Cậu đến muộn. Lăng Vân mở miệng, trên môi có một nụ cười nhẹ tao nhã. Hắn trả lời lại chính là một tiếng hừ lạnh. Người đàn ông cất bước đi vào, tô lỗ kéo kế sửa, đặt mông ngồi xuống. Tiếp theo cặp chân dài mà mạnh mẽ nhấc lên, Đế giày cứ như vậy mà đặt ở trên bàn. Gần như lúc hắn ngồi xuống, vài vị cán bộ đột nhiên nhẹ dựng lên, lăn một vòng trốn đến chỗ khác của bàn hội nghị, rung vào một chỗ để mà John lầy bay. Cách phải chỗ trống, hướng cường những mày rậm tò mò đặt câu hỏi ngoại trừ thô bảo cùng với giấc phá hoại cậu có thể dùng phương pháp khác để mở cửa hay không hả ít nhiều là đi tôi phải chạy làm việc mấy ngày mấy đêm đến bây giờ còn chưa được chập mắt đâu người đàn ông không hề thân thiện nói nhỏ hai mắt đỏ bừng mang theo vẻ không kiên nhẫn hung ác liếc cái hội nghị chết tiệt này tốt nhất thật sự là đáng giá để tôi bỏ giấc ngủ suốt đêm lái xe tới đây đi lăng vân mỉm cười trong giọng nói hơi có sự ý hiếp thật là có lỗi khi gián đoạn bài phân tích của cô Hiện tại tất cả thành viên đều đã đến đông đủ. Xin mời cô tiếp tục. Hắn nhìn về phía trước nói, ngữ điệu không nhanh không chậm, thật là lễ phép không chê vào đâu được. Kỳ Thư mi mì một mình đứng ở phía trước bàn hội nghị, chớp chớp đôi mắt to sáng mỉm cười, ngón tay thon nhỏ lật tài liệu. Mời các vị xem phần tư liệu tiếp theo. Đây là tất cả hàng hóa của công ty chúng tôi, được bán ở các đại lý trong vòng 3 năm qua. Vẻ mặt cô cô tự nhiên, tiếp tục giới thiệu một chút cũng không bị ảnh hưởng về phần hàng hóa của quý công ty, chúng tôi đã có kế hoạch hoàn thiện các. Khi âm thanh dạy nghe kia vang lên một lần nữa, thì lực chú ý của mọi người toàn bộ bị cô bắt làm tù vinh. Kỳ thư mi tôi rằng tuổi trẻ diệt mạo xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là lý lịch của cô lạnh nông cạn trái ngược. Cô chính là thương nhân đại diện ưu tú nhất của những năm gần đây, từng tranh thủ đến những nơi hàng hóa bán chạy. Có tình hình đồ rất gì xảy ra, thì cô đều có thể ứng phó một cách tự nhiên thành thạo không cần biết là bàn kế hoạch tuyệt hồng mà cô đưa ra hay là vẻ đẹp của cô thì tất cả đều làm cho mọi người không thể kháng cự. Hội nghị thuận lợi tiến hành, thẳng đến nửa giờ sau giải thích kết thúc. Cô tới đặt văn kiện xuống, đôi môi đỏ mọc khẽ nhích lặng lặng nhìn mọi người xung quanh. Xác thực là hấp dẫn người. Lăng Văn lầm nhầm tài liệu trước mắt, ngón tay than dài gõ gõ ở trên mặt bàn. Người đàn ông ngồi một mình đằng kia cũng mở miệng tán thưởng. Tôi đồng ý đôi mắt đen sâu không lường được nhìn theo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế chuyển qua dáng người yêu điệu ẩn dưới bộ đồ công sở ánh mắt lộn liễu kia mang theo tính xâm lược mạnh mẽ hoàn toàn khác với ánh nhìn chằm chằm của những kẻ lễ độ kia lăng vân cười nhẹ vài tiếng nghe ra là ý thạch ngôn ngoài cậu tới qua trễ bỏ lỡ phần tự giới thiệu của kỳ tiểu thư rồi hắn đặc biệt tới giới thiệu từng câu từng chữ nói đến sự phá lệ thong thả mà cẩn thận vị này chính là tiểu thư Kỳ Thư Mi, đại diện cho xí nghiệp làm thị ở nước Mỹ, đến Đài Loan để bàn bạc hợp tác công việc. Đôi mắt đen sẫm nhau lại đảo qua gương mặt xinh đẹp. Kỳ thư mỹ ư, hắn nhẹ giọng chứng thực. Xin chào ngài. Cô nở ra một nụ cười chuyên nghiệp, đưa tài liệu tới trước mặt của hắn. Đây là bản kế hoạch của công ty chúng tôi, xin mời xem qua. Hắn còn liếc mắt một cái, đôi mắt đen vẫn khóa trụ cô, tìm kiếm manh mối mà chỉ hắn mới có thể biết được bỗng dưng có một chút ánh sáng thắp sáng trong đôi con ngươi. lão cô. Hắn đưa xuống kết luận, khóe miệng nhích lên nở ra một nụ cười quỷ dị. Cô không hiểu ra sao, bị hắn ta nhìn đến mức già đầu có một chút run run. Cô còn nhớ tôi sao? Hắn nhíu mày hỏi, hai tay chống lên bàn chân nhẫn, nghe người đi lên phía trước, đem khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mắt cổ cô. Gương mặt tươi cười của thơ mi cứng đờ, ánh mắt quê lẽ ra sự tức giận, quét nhìn cô giống như đùa cợt lại giống như kiêu căng cười lạnh, hiệu quả khiến cho cô nhớ lại. Cô hít một ngụm khí lạnh, hàng mi nhanh chóng buông xuống che giấu sự kiếp sợ trong lòng. Không thể nào, là hắn, là hắn, thật sự là hắn sao? Lúc cô còn đang nghi ngờ ngạc nhiên, khuôn mặt tuấn tú kia tiếp tục tới gần hơn. Tôi là anh trai thân yêu nhất của cô, trường triệt nhất. Hắn khẳng khái cung cấp đáp án, ngỡ điệu mềm nhẹ làm cho người ta run run, nụ cười cũng trở nên dữ thận mà tàn khốc. Bình cầu Đôi vai mảnh cảnh nhẹ nhàng run lên Tuy rằng đã sợ sớm tới mức hồn phi phách tán Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn duy trì sự mỉm cười Tôi không có anh trai Thư mi trấn định nói Hết sức giấu giếm sự sờ hở Cuối cái cổ trắng mềm yếu xuống Tránh đi tầm mắt bức người kia Lại còn chậm rái thu lại tài liệu quan trọng vào cặp Có phải không? Lời nói của Trương Triệt Nhất mang theo vẻ chăm chọc, đôi mắt bắn răng ngàn tia sáng lạnh. Vậy thì dù sao cô cũng nên nhớ rõ. 15 năm trước từng có một kẻ, từ chút nữa đã bị cô hại độc mà chết. Trần Tinh Sinh à, khẳng định là anh đã nhận sai người rồi. Thư mi liều chết không chịu nhận nợ, dùng động tác tao nhã mà khóa cặp tài liệu. Đây là danh thiếp của tôi, mời anh cẩn thận xác nhận một chút. Cô đưa ra danh thiếp, vô tội chớp mắt mấy cái, lại còn thẳng nhiên mỉm cười về hắn. Nụ cười tuyệt mỹ kia làm hắn thật sự có một chút sao động hắn hổ nghi nhớ mày thu lại ánh mắt sắc bén đào qua tấm danh thiếp kia có sợ hở cô bắt lấy cơ hội trong nghe mắt thờ dịp hắn để tâm trước đem quần áo cắt vừa người xe chiếc váy ở trên đầu gối để tiện cho việc chạy trốn tiếp theo cô nắm cặp tài liệu đôi chân thân dài mời ra chạy như điên về phía trước cửa ai cái gì mà buôn bán quyền đại lý chứ lúc này đều bị cô quăng lên chín tầng mây ký Kế kết còn nhiều công việc có thể thông qua bản sao chép để mà xác nhận chi tiết cũng có thể để cho người khác thay mặt đến đàm phán. Tóm lại, tình huống nguy cấp ở trước mắt, cô chạy thoát, chết chính là quan trọng hơn. Cô vội vàng chạy qua văn phòng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cô tiếp tân, lao thẳng tới cửa thang máy, bàn tay run run bấm nút. Nhanh lên nhanh lên, làm ơn nhanh lên một chút nào. Cô thơ gấp, hai mắt nhìn chằm chằm vào đèn hiển thị, quả thực là một giây như kéo dài cả năm. Đình, cửa thang máy chậm rãi được mở ra. Cô vội vàng chân vào, khẩn cấp nhấn nút đóng. Cơ dần dần đóng lại, cô mới dựa vào sát vách tường, run run thở ra một hơi. Ôi trời ạ, à, thật sự là quá mức nguy hiểm rồi. Hoàn hảo là cô chạy trốn rất nhanh, vừa kịp trốn thoát, nếu không thì thật sự lọt vào tay của trơn triệt nhất. Cho dù không bị bắp chết tươi, thì cô cũng sẽ bị lột ra. Đột nhiên có một bàn tay to lớn thò vào, dưới chút nữa giữa chặt vào vai cổ cô. Thơ mi kinh hãi hết lên một tiếng, té lùi đến thẳng góc còn em cặp tài liệu làm tâm chắn che ở trước ngực. Cửa thang máy sắp đóng, nhưng lại bị Trương Triệt nhất đáng sợ thua bạo đẩy ra, bị mạnh mẽ phận bùng từng tức một, quần mặt tuấn tú xanh mét kia lại một lần đã đánh vào mắt của cô. Cô trốn không thoát đâu. Hắn hung tợn lườm cô, môi mỏng dương lên, cất chân bước vào trong thang máy. Cửa thang máy vừa đóng, hắn liền vùng một quả đấm, dễ dàng đánh vỡ thiết bị hỏa hoạn. Thang máy không chịu nổi, kêu đối giữ xô lỗi như thế, và ra tiếng ầm vang trầm đục sau chấp lên vài cái rất nhỏ chính thức tuyên cáo bãi công thuận tiện cũng cắt đốt luôn con đường chạy trốn của cô bốn phía im lặng chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của cô cô co rốm thân mình lại biết rốt cuộc là mình tránh không khỏi lúc này đây mới thu nhặt một chút dũng khí còn sắp lại cứng rắn mà ngẩng đầu lên tôi chờ ngày này đã rất lâu rồi trường kệt nhất nhẹ giọng tuyên bố hai tay chống ở bên váy của cô, không có ý tốt mà đến gần. Trong lúc khẩn cấp, ánh đèn màu bạc yếu ớt chiếu xuống, làm nụ cười của hắn có vẻ dữ tợn hơn bình thường. Toàn thân của Thơ Mi rất run, trong đầu trống sống, căn bàn là không dám tưởng tượng. Người đàn ông này chuẩn bị phương thức gì để mà trả thù cô? Ôi trời ơi, có ai? Có ai có thể tới cứu cô hay không chứ? Quen trưng trận nhất năm ấy, Thư Mi mới 9 tuổi, vừa mới vào tiểu học. Đó là một buổi chiều mưa bay tán lạnh trời âm u, mặt trời lần mất không thấy bóng dáng, gió lạnh thổi ù ù, trong con đường tắt không thấy bóng người. Nơi này gần khu vực trường học, môi trường cực kỳ yên tĩnh mà trang nhã. Cửa lớn của mấy hộ nhà riêng, sân kiều nhật được khóa kỹ, nóc nhà ngói đen như mực, trong sân bóng cây chiếu thật là sâu, rất giống như mấy cảnh trong phim hoạt hình quay nhật, phẳng vất sẽ thật sự là có Totoro ngẫu nhiên ló đầu ra nhìn. Một chiếc xe vận tải chuyển hoa cỏ Theo đường tắt kia mà nhanh chân chạy đến Đến trước căn nhà Nhật Bản máy bằng ở hướng nam thì dừng xe lại Cửa xe được mở ra Một thân ảnh nhỏ nhỏ Mang theo chiếc mũ màu cam nhảy phốc xuống xe Cảm ơn anh ạ à. thanh Thành âm non hết lễ phép chu đáo nói lời cảm ơn Còn kèm theo tiếng thở dốc Có cần giúp đỡ không Không cần đâu Em, em có thể chuyển được mà. Tơ mi hít một hơi thật sâu, cử động cánh tay gầy nhỏ, cố gắng suy nghĩ đem cái vali to bằng ra kéo ra khỏi xe phần tải hai bím tóc dài bởi vì độc thấp của bé mà không ngừng lắc lư ở phía sau lưng cái và dê ra quá nặng cho dù bé có dùng hết sức lực mỗi lần cũng chỉ có thể xây dịch được vài cm bé quật cường cắn chặt hàm răng khéo léo từ chối sự giúp đỡ kiên trì một mình đem vali mang ra trong đầu còn nhận lên giai điệu nhạc thiếu nhi dô ta dô ta nhổ cổ cải rớt cuộc ba phút sau cái vali to bị rơi một tiếng xuống. Cảm ơn, cảm ơn ạ. Bé lại nói lời cảm ơn. Trên khuôn mặt trẻ con trắng nõn thanh tú mỉm cười ngọt ngào. Đôi lông mi dày và dày, cùng cái môi hoa hồng hơi hơi mở ra, khiến cho người nhìn thấy lần đầu tiên liền cực kỳ yêu thích. thanh niên ngồi trên khoang lái gật đầu, thò người ra đóng cửa xe, giờ lại mấy cảnh hoa cúc tươi rồi rời đi, chỉ để lại trong không khí mùi hoa nhàn nhạt, nhạt Thơ trước tên vẫy vẫy cánh tay hơi đau, rồi mới kéo cái pha lê ra có chiều cao không sai biệt so với bé là mấy. Đi xuyên qua đường hàng rào tre xanh, tiêu sái đi vào trong sân nhà. Mái nhà bằng cũ kỹ lại rộng lớn vô cùng, vòng cách có vẻ cổ xưa mà thoải mái. Ở trước nhà, sau nhà, khoảng sân lớn như vậy. Trước cửa, hiền chật ních các bồn hoa do phụ huynh của các học sinh đưa. Sau nhà có cây tương tư với phiến lá nhỏ bóng cây có thể che gió che mưa còn có thể che đi ngày hè nóng mức. bức bức tường màu trắng ở phía trên lát ngói đèn chiếu đầy dây thường xuân cảnh vật xem ra là ồ tĩnh hợp lòng người nơi này chính là chỗ ở tạm thời của bé thời mi đứng ở ngoài cửa cái đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải lại nhìn không thấy bóng dáng chuông điện bé bám vào khung cửa kiễng mũi chân duỗi thẳng cổ kêu to vào phía bên trong xin chào xin hỏi có ai hay không ạ à? không có tiếng động nào đáp lại. Cô giáo kha, cô có ở nhà không? Con là Thư Mi đây. Ở trong nhà vẫn im mắng, không nghe thấy một chút tiếng động nào cả. Đúng là kỳ quái. Lòng mày cẩn thận nhướng lên, bé thối lưu từng bước, thử kéo cánh cửa, phát hiện cửa lại không có khóa. Cô giáo kha, con đi vào nhé. Bé dường giọng kêu rồi cười dày ra, kéo và lê ra đi vào. Chân nhỏ đi một đôi tất trắng được giặt rất sạch sẽ. Lại nhìn ra có một chút cỗ nát nó vốn có thể bó sát chân nhỏ nhưng sau tính là nổi thay rồi chỉ trông vào hai dây cọng chun miễn cưỡng mà giữ lại đi không đến vài bước đôi tất trắng nhỏ liền đi vào trong nước cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt một đường chạy theo gan bàn chân làm hai bả vai của bé run lên thư mi hồ nhỏ một tiếng lùi lại mấy bước đôi mắt quay tròn tìm kiếm tên đầu sò cây nên lại phát hiện trên sàn gỗ đầy nước ứ động như là vừa mới trình diễn một trận đại chiến bóng nước vậy. À nha, thế này làm sao được chứ? Loại sàn gỗ này sợ nhất là dính nước. Bình thường khi vệ sinh, đều phải lau khăn khô. Làm sao có thể giống như vậy? Vậy nước ăn mừng hay sao mà lại nước khắp nơi như thế này? Còn như thế mặc như vậy, thì sớm hay muộn sàn nhà cũng sẽ bị mục sữa mà thôi. Bé quyết định thật nhanh, cởi chiếc mũ nồi màu cam, lấy dây chuồn ra buộc lại mái tóc dài cho gọn rồi tiếp theo liền thình thịch thình thịch vọt vào phòng bếp, thuận thuộc tìm ra căn sạch sẽ, quỳ rạp ở trên mặt sàn thu dọn hậu quả. Một lát sau, phòng ngủ ở quấy hành lang, trên ra tiếng kêu sợ hãi. Sắp một rưỡi rồi, cốt ngay cốt ngay. Một giọng nữ mềm mại quát, rồi sau đó chính là tiếng đàn ông kêu trên, cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, giống như là có người bị hung hăng đá xuống giường. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, ở trong phòng ngủ loạn một phòng váy của em đâu rồi có phải là bị anh đè lên hay không hả à? này này đừng có mà nằm bất động trên đất nữa mau đứng lên chuẩn bị đi Chồng ta vào cổng xã hội đã đồng ý hẹn ba giờ phải đi đón người đó quyền à vẫn còn giờ ra thời gian đi cửa phòng mở ra người phụ nữ mặt đỏ bừng đi ra vội vàng cài lại cúc áo gà trải rừng còn chưa chảy sàn nhà còn chưa lau khô ngay cả hoa baby mới mua còn để ở trong hộp trời ạ à, làm sao em có thể làm xong kịp được đây người đàn ông trung niên cũng bước ra cửa phòng lời biếng mặc lên chiếc quần dài, một bên thấp giọng cười khẽ. Coi như có đủ thời gian, anh cũng không trông cậy vào em có thể làm xong mọi chuyện đi. Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn chồng một cái, tuy rằng tuổi không còn trẻ nữa, nhưng vẫn mỹ mạo như cũ, giờ tay nhấc chân đều có phong thái của một người phụ nữ trưởng thành. Đều là do anh, quấy rồi em cả buổi, nếu muốn để tư mi đợi lâu vậy thì... Cô giáo kha. Một thâm anh nhỏ như là mũi kêu từ phía sau ghế sofa chuyển đến lại còn theo kèm theo tiếng thở dốc là một nam một nữ đồng thời ngây ngần cả người chỉ thấy sau sofa có một cái đầu nhỏ một đôi mắt tên to chớp chớp cái tay nhỏ nhỏ của bé con vẫn đang còn cầm khăn lau chậm rãi tiêu sái đi ra cô đừng lo lắng con đã đến đây rồi bé mỉm cười lo mồ hôi trên trán kha tú quyền hồi nhỏ một tiếng vội vàng trốn ở phía sau chồng chỉ hãy ra khuôn mặt đỏ bừng hai tay còn thu lại ở trên cổ áo tơ mi Thưa mì à, con, con tự mình đến đây sao? Cô thấp thỏm không yên, cúi đầu kiểm tra dông nhan, chỉ sợ quần áo không chỉnh tề, khiến cô gái nhỏ đoán ra. Vợ chồng bọn họ vừa rồi ở trong lòng, làm một chút chuyện gì đó. Có vị hướng tên sinh đều hòa, đến ở trong cục. Chị xã công tác nói, anh ấy vừa vặn ở gần đây, nhờ anh ấy tiện đường đưa con tới đây, nên hai người đỡ phải đi một chuyến nha. Bé Như Thuận báo cáo, bởi vì trong lúc vô tình gặp được hình ảnh vợ chồng thân mật, Về mặt cũng có một chút không được tự nhiên. Không xong rồi, mẹ còn chưa thu dọn tốt. Cả Tú quyên ào não nói, mới cuối đầu, không ngờ phát hiện ván gỗ lúc đầu vốn ẩm ướt, lúc này đã được trả lao sáng bóng. Sản phòng cách này là con lau sao? Cô cắt tiếng hỏi. Ừ, ngay cả hành lang con cũng lau xong rồi nhá. Cái đầu nhỏ nhẹ cúi xuống, cái tay nhỏ nhỏ còn đem khăn gấp gọn gàng, nước động trong thùng. Xin hỏi, còn chỗ chỗ nào cần tôi dọn lại không ạ? Trường trấn những mày, đánh giá sàn nhà không nhiễm một chút bụi. Quên à, năng lực làm việc nhà của em không bằng một cô bé chín tuổi nha. Hà Nai ra càng nghĩ, đồ lấy là một cái đá của vợ yêu. Sau khi xác định cúc áo đã cài trình tề, mà váy cũng được kéo khóa, và tôi quyền mới từ phía sau lưng chồng đi ra. Không vội, con mau để khăn xuống đi. Không sao ạ, đây là thói quen của con. Bé con môi mỉm cười để thùng nước sang bên trái, nhìn sang phía bên phải, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Bé trời sinh rất đáng thương. Mới sinh ra không lâu thì ba mẹ liền bị tai nạn xe cộ, mà mất. Từ đó về sau, bà bắt đầu kiếp sống của một quả bóng cao su, bị đa tới đã lui trong nhiều nhà thân thích. Ăn nhờ ở đậu chỉ có thể phụ thuộc vào sống qua ngày. Tuổi của bé còn quá nhỏ, không có nửa điểm hiệu quả và lợi ích kinh tế. Chỉ có lãng phí lương thực và tiền của, thần thích không nỡ mất tiền bởi vì bù lại tuần thất, ngược lại ép bé phải lao động. Vài năm qua lại khiến bé tôi luyện thành một thân công vô tốt. Hễ là giặt quần áo, nấu cơm, vệ sinh, quét tước, thì mọi thứ đều không làm khó được bé. Không lâu sau trong nhà thân thích, có thằng con trai chơi bời lêu lồng gặp phải rắc rối, bị người mật báo là buôn lậu thuốc phiện, sau đó bị cảnh sát truy nã. Nhân viên xã công tìm tới cửa, lại phát hiện bè mẹ nuôi của bé đã cao chạy xa bay, Chốn biệt không thấy bóng sáng, bảo lại đứa bé là bé đây ở nhà tự sinh tự diệt người giám hộ thứ nhất người giám hộ thứ hai hoàn toàn chạy trốn không thấy bóng dáng từ mi còn nghĩ rằng lần này khẳng định sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi không nghĩ tới cô giáo cao tú quyên giúp đỡ lại còn chủ động với cục xã hội xin và quyết định phải trở thành gia đình nuôi cô bé người nhà họ trương đơn thuần chỉ có một đôi vợ chồng và một con vợ chồng đều đảm nhiệm chức giáo chức Mấy năm qua chỉ giáo dục anh tài, dạy không biết mệt. Người dân trên trấn chỉ cần nhắc tới nhà họ Trương thì ai ai cũng giơ ngón tay cái lên để mà khen người. Xã Công tới chơi hỏi qua vài lần, vô cùng vừa lòng. Xác nhận gia đình này thật sự có đầy đủ tình yêu thương cùng với kiên nhẫn. Kết quả quan tòa quyết định, từ mi nhỏ bé đáng thương, không nhà đề về. Biến hóa nhanh chóng trở thành thành viên mới của nhà họ Trương. Từ hôm nay trở đi, chỗ này chính là nơi che gió, tránh mưa của bé nhìn cánh tay gầy nhỏ, miệng cứng để ở trong thùng nước, lại còn cẩn thận lau trong chuỗi tay, mọi nơi vô cùng bận rộn. Tổ quen nhìn không được mà một trận đau lòng. Ngừng lại đi, đi tới bên này xem đã, nhìn xem chúng ta chuẩn bị phòng cho con. Cô dắt tay cô gái nhỏ đi vào trong phòng, còn vội ném cho chồng một ánh mắt. Ám chỉ hắn nhanh chóng đem khăn lau thùng nước cắt đi. Nhưng mà cô giáo kha, con... Về sau đều là người một nhà. Đừng có một câu cô giáo hay cô câu giáo nữa. Còn đó, cần phải nhanh một chút mà sờ sang lại. Mẹ nghe không quen đâu nha. Tô quyền vườn ngón tròn lắc lắc rồi mở cửa phòng. Màu đen đây, về sau nơi này chính là phòng của con. Thơ mi đứng ở cửa, mắt nhỏ thoáng chốc tròn tròn. Phòng bố trí đen giản nhưng thật là ấm áp. Bàn giường bằng gỗ, tỏa ra hương gỗ thoang thoảng. Điểm phía trên được trải ga văng màu hồng phấn, trang trí đầy họa tiết con mèo. Một con gấu chất đi to ngồi ngay ngắn ở đầu giường, chờ chủ nhân mới đi vào. Tâm ý hoan nghênh bé của người nhà này rõ ràng là đối lập mạnh mẽ với bà mẹ nuôi độc ác của bé. Cảm giác ấm áp cảm động đột nhiên trào dâng. Bé ôm lấy con gấu chất đi mềm mại, hai mắt đẫm lệ lưng tròng gần như là muốn khóc. Cửa bị người đóng sầm thật là mạnh. Các gian phòng như vừa bị chấn động. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, rồi tiếp theo đó là tiếng bóng rổ bình bị là anh ấy sao? Thật sự là anh ấy sao? Trái tim của Thơ Mi đập nhanh hai mắt sáng lên, khẩn cấp ôm chặt con gấu tét đi vào trong lòng. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, bởi vì căng thẳng mà hồng lên. Cái thằng không biết lễ phép này, mang nó mấy trăm lần rồi, vào nhà mà có lẽ cứ dùng chân đá gọi là sao hả? Tổ quyền không phát hiện ra biểu tình khác thường của cô gái nhỏ. Chào mày xoay người đi đến phòng khách, chuẩn bị trách mắng đưa con thô lỗ. Thơ Mi cũng vội vàng ném gấu bông bà bước thành hai bước hướng ra bên ngoài bộ dáng nhảy nhót kia quả thực cứ như dân đói muốn lao vào bữa tiệc noel lớn một thanh niên tay dài chân dài bước vào trong phòng đôi giày thể thao thật là to bị cầu tùy ý đá vào góc tường bóng rổ thì xoay tròn ở trên đầu ngón tay trên con mặt đẹp trai tràn đầy ngạo nghĩa ngông cuồng mái tóc đen hơi ẩm ướt không biết là gió mắc mưa hay là mồ hôi sau khi vận động thật đúng là đường triệt nhất Bè hưng phấn đến mức chân như là nhốn ra, nhìn cậu chăm chăm, đôi mắt nhỏ lén tiếp không dám chớp dù chỉ một chút. Trường triệt nhất này là một nhân vật làm mơ làm gió ở trên trấn nhỏ. Cậu chẳng những có thành tích nổi trội xuất sắc, còn là đội trường đội bóng rổ trung học hiện nay, chuyên đánh tiên phong, dáng người cao to, kỹ thuật chơi bóng hạng nhất. Khi thi đấu ở trên sân bóng, mị lực bức người cùng với đẹp trai đến mức không ai đỡ nổi. Ở lần gần, các thiếu nữ trung học liếu ríu thảo luận đủ loại về cậu. phàm là ngày sinh tháng đẻ, chẳng sao nhắm máu. Thậm chí ngay cả nhẫn hiệu quần lót cậu mặc đều là thông tin bí mật khiến các thiếu nữ khao khát được biết đến. Nhưng cậu tuy rằng anh Tuấn mê người, tính tình lại làm cho người ta không dám khen tặng. Theo như là lời đồn, thì qua mặt Tuấn tú kia, chỉ lộ ra nụ cười là khi đối thủ bị đau đớn hoặc khi huấn luyện viên đối phương ôm đầu khóc thét. Làm sao về sớm vậy chứ? Trương Trấn ngồi trên sofa lật xem báo hỏi. Có một thầy giáo dạy toán muốn đổi mới hoàn toàn lớp phụ đạo khoa sau, cho nên được về sớm. Cậu nhún nhún vai, cầm vạt áo chơi bóng lầu mồ hôi trên mặt, một cái khăn được ném tới. Có khăn mặt tại sao con lại không dùng, mà cứ thích dùng áo lau mặt hả? Còn ngại quần áo chơi bóng còn chưa đồ bẩn hay sao? Tú Quyên cất tiếng lại nhảy. Làm sao ba mẹ còn chưa đi đón người chứ? Cậu đem khăn mặt được ném tới tùy ý để ở trên vai. Đối với những lời giải bảo của mẹ già là ngoảnh mặt làm ngơ. Mới không cần nữa nha. tú Quyên quay đầu, hướng của bé ở cửa hành lang đối diện mà ngoắc ngoắc. Lại đây, đừng có bị khuôn mặt tối của nó hồ dạ. Mẹ cảm đàn thằng bé sẽ không cắn người đâu. Cậu đào qua tầm mắt, chuẩn xác giống như chim ưng lợi hại. Từ mì cô lấy dũng khí, bàn tay nhỏ bé nắm chặt làn váy. Trông đỡ đôi chân như mấn nhuễn ra, mà chậm rãi tiếu sái tiến lên bé trước hít sâu mấy hơi, ngừng tụ dũng khí, rồi mới thèn thùng ngừng đầu lên, ngóng nhìn thanh niên ở phía trước mắt. Ánh mắt kia không phải sùng bái, không phải ái mộ, mà lại nhiệt tình mênh mông kích động vô cùng. Chỉ có hơn chứ không có kém. Đúng vậy, đúng vậy. Chính là khuôn mặt đẹp trai này, khiến cho bé hương phấn mấy ngày nay, đêm đều là không ngủ được. Nghĩ đến những ngày sau này, được ở chung dưới một mái nhà cùng với trương triệt nhất, Thư Mi nằm mơ mấy ngày đều cười ra tiếng. Trường trệt nhất ngồi xuống trên sofa, nhau ánh mắt lại, mặt không một chút thay đổi mà nhìn bé. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Ở trong tủ lạnh có gì ăn không? Có đó, ở giữa trưa còn nồi nồi thịt nạm bò nha. Tứ Quyên trả lời. Sao hả? À? Còn đói bụng sao? Mới giải vợ trước, thằng bé vừa ăn xong ba bát cơm trắng đó nha. Cô bắt đầu hoài nghi, có phải con trai ở tầng tuổi này đều có cái bụng không đáy hay không? Cậu lắc đầu tiến lên vài bước, một tay xách cái vật thể nhỏ bé kia nâng lên trước mắt. Đứa bé gái này ngon ngào, giống như viên mứt hoa quả dáng long lanh. Bất luận kẻ nào nhìn vào trong đôi mắt to vô tội kia, liền phát sinh ý muốn, muốn bảo vệ khó có thể khắc chế. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, dáng hình tinh tế đáng yêu, khiến cho lòng người như nhũn ra. Ngậm trong miệng thì sợ tan, mà nâng trên tay thì sợ rơi. Nhưng mà trọng lượng nhẹ như lông tơ kia, khiến cho trương triệt nhất còn một chút vui vẻ nhớ mày nhanh đi làm cái gì cho con bé ăn đi nó xem chừng là đói để không thể đứng vững được nữa rồi đó cậu hoài nghi người chăm sóc trước kia của bé có phải là chưa từng cho bé ăn cơm hay không nhìn ánh mắt của cô nhóc này quả thực như một con thú hoang nhỏ nhìn thấy thịt tươi thèm ăn đến sắp chảy nước miếng bộ dáng thèm ăn của mình bị người khác nói ra bé vội vàng cúi thấp đầu khắc chế không để cậu nhìn ra biểu tình đói khát không nên không nên, bé cần phải cất chế một chút, trong ngàn lần không thể nào để lộ ra dấu vết. Nếu để cho bất luận kẻ nào, nhìn ra cái ý đồ không thần khiết bé giấu ở trong lòng kia, lúc đó đừng nói là được ở cùng với trương triệt nhất, nói không chừng lại còn thành hàng trả lại tội nghiệp bị trả về cuộc xã hội. Nhưng mà lúc trở về, cậu nói đến từ đói kia, thì bé mới phát hiện bản thân mình thật sự rất là đói bụng. Từ sáng đến giờ bé tự như là một con quay, làm đông làm tây, lúc thì thu thập hành lý, lúc thì cùng mấy chị trong nhóm xã hội công ôm tạm biệt, căn bàn là không có thời gian ăn cơm, lúc này trong bụng cũng đã trống trơn rồi. Úng ục, ùng ục, âm thanh vang dội rõ ràng thay thế cho câu trả lời. Tôi quyền tự trách muốn đi nhảy lầu. Ôi trời ạ, à, mẹ vậy mà lại quên mất không hỏi con đã ăn cơm chưa? Đề bù lại, cô vọt ngay vào trong phòng bếp, ba chân bướng cành mà tủ lạnh ra lấy nồi, rồi đặt lên trên bếp ga. Ôi trời ơi, nóng quá. Một tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Trường Trấn thở dài một hơi bỏ báo xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp giúp. Chia dỡ lát nữa đồ ăn còn chưa có trên bàn, thì phòng bếp đã bị vợ thiêu mất. Phòng cách to như vậy chỉ còn có hai người. Cái kia anh, anh trai, bé nhỏ giọng kêu, nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, chân nhỏ vùng loạn xạ. Có thể để cho em xuống dưới không? Nếu là đó cần nặng thì xong rồi, Cậu có thể bưng tay thằng người được chứ Bé cũng không phải là thịt cô Không cần treo ở giữa công trùng để mà hong nha Trừng triệt nhất đi qua Bàn tay to ta bưng ra đặt bé xuống sàn nhà Xoay người ngồi trở lại sofa Không phát hiện ánh mắt xinh đẹp kia Chính là đang lén lút nhìn cậu Qua wow, không chỉ có gương mặt anh Tuấn đẹp trai Ngay cả dáng người cũng rất là đáng nhìn nha Thần hình thon gầy Ngồi dựa vào ghế sofa Chân dài sao ở mắt cá chân Từ thái xem ra thông rong thanh thần cho dù gió lạnh mùa đông thôi vù vù, cũng chỉ mặc một cái áo chơi bóng không tay. Cánh tay chân trắng chắc để trong không khí lạnh như băng, xem ra gầy gò mà mạnh mẽ, có thể làm cho con gái thèm nhỏ rãi. Không xong, không xong rồi, nước miếng của cô lại sắp nhỏ xuống rồi. Từ mi hít sâu một hơi, vội vàng dây chuyền tầm mắt, tránh đi dụ hoặc to lớn kia. Tiếp theo bé bước đuôi chân nhỏ, tình tịch tình tịch chạy đến chỗ để hành lý. Trước đêm cái vali thật là cẩn thận đầy ngã rồi kéo khóa. Bàn tay nhỏ bé ở bên trong sờ soạn một lúc, rốt cuộc mang ra một cái máy ảnh thời cũ công cành. Anh trai à, bé rồi rè kêu lên. Hừ Cậu nhiễu mày cảm thấy danh hiệu này có một chút dễ nghe. Tuy nói cậu mang tiếng ác là thiếu niên bất lương ở bên ngoài, làm không ít người đau đầu. Khi nghe danh của cậu hai chân như nhũn ra, nhưng là khi ở nhà, cái tính tình thô lỗ tối tăm kia, thế nhưng lại biến mất. Còn người đen lợi hại cũng không làm cho người ta hoảng sợ nữa. Đây là cái máy chụp ảnh mà ba để lại cho em. bé cố hết sức khiến máy chụp ảnh đi đến sofa, khát vọng vô hạn mà nhìn cậu. Xin hỏi, anh, anh có đồng ý cho em chụp một chút được không? Cậu thân cao lớn, cho dù là ngồi, xem ra trong mắt của bé vẫn cao lớn như là ngọn núi. Anh không thích chụp ảnh. Cậu từ trên cao nhìn xuống lít nhìn bé một cái. Nghe thấy vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn cuối xuống ê oải như là đến ngày tận thế vậy Cảm giác tội ác Sâu ở trong lòng thoáng chốc nảy lên Trường triệt nhất nhíu mày Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng thương Đang trực chờ khóc Cảm thấy chính mình như đang bị đạp một con thú nhỏ đáng thương Một lúc lâu sau Cậu rồi nhỏ mở tiếng Không tình nguyện mờ mờ miệng Em thích chụp ảnh sao Có nha, cô có hy vọng nha Thích ạ à? Từ mì thỉnh thịt chạy đến Về mặt ai oán biến mất cái đầu nhỏ dùng sức vài cái trong hai mắt trong suốt lê ra như là chầm sao ở phía chân trời ánh mắt vẻ vẻ mặt như vậy cho dù là người có ý chí sắt đá thì cũng không thể nào cự tuyệt được trường chết nhất không nói một lời yên lặng mà nhìn bé sắt xưa này không muốn thành kính dưới đôi mắt nhỏ cầu xin kia lại giống như là núi băng gặp cỡ mặt trời từ giọt từng giọt bị hỏa tan tôi đây rồi em chụp đi cậu không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay khó có lúc phá giới chính là khuôn mặt tuấn tú đen lạnh khó coi giống như đang chuẩn bị chụp ảnh ngược lại giống như là sắp chịu khổ hình vậy Từ mi hoan lên một tiếng nếu không phải lần đầu tiên gặp mặt có một chút mới lạ có khi bé đã tiến đến mà răng tặng phải nụ hôn càng kích rồi tiếng máy chụp ảnh liên tiếp vang lên tia chấp láo liên không ngừng bé nắm chắc cơ hội nhìn xuyên qua màn ảnh bắt đầu giữ lấy thần thái cứng ngắc có một chút không được tự nhiên của chân triệt nhất trong lòng lại liên tục tán thưởng đẹp trai trước mắt thật sự là kiệt tác của trời ngồi trên sofa người mẫu đẹp trai bất động như núi đôi mắt đen sắc bén lạnh lùng nhìn màn ảnh đừng nói là mỉm cười hoặc là bày ra cái thư thế gì cậu chỉ là ngồi một chỗ cho phép bé chụp ảnh cũng là trời cao ban ân bé tự động tự phát giống như là ông mật bay vòng vòng cao thường góc độ lấy cảnh cao thấp trái phải mãnh liệt chụp, không bưng tha bất cứ một pha chân quý nào. Thẳng đến khi dùng hết phim, thì Tư Mi mới lưu luyến dừng tay, vẻ mặt hạnh phúc vuốt ve máy chụp ảnh, phẳng phất như đó là báu vật vô giá. Ai thật là thích muốn chết mà. Bé cảnh định người duy nhất trong chắn có thể chụp ảnh được của cậu, lại không bị cậu thét đến quỳ xuống đất cốc lóc cầu xin tha tứ, ngoan ngoãn sao ra ảnh chụp. À, bé nên mau chóng đem ảnh đi rửa, rồi sau đó, sau đó là... Từ mì à, đồ ăn đã nóng lên rồi đúng lúc này trong phòng bếp truyền đến tiếng kêu to bé dương giọng đáp lại rồi quay đầu ngọt ngào cười anh trai à cảm ơn anh trường triệt nhất lạnh lùng gật gật đầu mở tay tùy ý chụp bóng rổ còn người đèn lợi ra một chút ánh sáng tia sáng kia làm dịu đi dáng vẻ nghiêm túc của hắn các thiếu nữ điên cuồng vì cậu nếu như may mắn có thể thấy được vẻ mặt này thì càng định ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng đã bay đi Khuôn mặt của Thơ Mi đỏ lên không dám ở lại lâu, vội vàng ôm máy chụp ảnh, đi đến bàn ăn tỏa hương, bổ sung cho cái bụng đang trống sống. Phía sau quả bóng rổ không ngừng đập xuống mặt đất, tiết tấu bình bịch, bình bịch, cực kỳ giống trái tim đang đập vì hương vấn và sung sướng của bé. 4 giờ chiều, cửa của trường trung học vô cùng náo nhiệt, đám đông học sinh chấm dứt một ngày học tập, đạp hoàng hôn trở về. Lúc này Thơ Mi lưng đeo cặp sách bê túi giấy bước từng bước tới công trường. Trên vai con tay đều đảm nhận hết sức nặng nề. Bé cố hết sức đi, đi được vài bước phải dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ còn thiếu là không sử dụng tứ chi quỳ xuống mà bò. Rốt cuộc khi đám đông tan hết, lúc đuổi duy trì trật tự cũng chuẩn bị kết thúc công việc, thì bé rốt cuộc thơ hồn hình tới điểm kết thúc. Đường dây bóng rầm ở cổng trường ôm túi giấy mà thở liên tục. Lại lao động này cũng không phải là lần đầu tiên làm. Sống nhờ của nhà họ Trương hơn 2 tháng qua, chỉ cần có cơ hội thì bé liền dồn sức chạy đến trường trung học. Có lẽ làm bóng cao số đã lâu, cũng có lẽ là do nhà họ Trương quả thập cung cấp 10 trường đặc biệt tốt, bé không có chút nào là không thích ứng được, dễ dàng trở thành thành viên của nhà họ Trương, không những có thể chia sẻ việc nhà, đối với cuộc sống hàng ngày của trường triệt nhất lại phá lệ dụng tâm chăm sóc. Mỗi ngày thư mi tan học trở về, sẽ tự động tự phát vì cậu mà giặt quần áo, vì cậu mà làm cơm hộp, còn vì cậu mà thô dọn phòng. Vợ chồng nhà họ Trương lúc đầu chỉ nghĩ, bé làm là vì cảm ơn, muốn cung cấp phục vụ lao động miễn phí. Sau lại phát hiện bé làm thật là không biết mệt, cho dù khuyên cũng không nghe. Bọn họ chỉ có thể nhượng bộ, nhận cái ham muốn thần bí này của bé. Không ai biết được, từ mi một chút cũng không cảm thấy vất vả. Trong những hành vi đó, bé đã có được thu hoạch vượt quá tưởng tượng của mọi người. Suy nghĩ lại, Mở cái tay nhỏ chậm rãi sờ soạn ở trong túi sách, lặng lẽ dốc lên một góc. Bé cắn môi, ngắm nhìn đồ lại hoang hóa ở bên trong, lập tức tâm hoa nở rộ. Nhảy mắt đã quên hết mệt nhọc, mắt nhắm lại nở ra nụ cười ngọt ngào. Lúc thư mi đang lùi ở trong góc cười trộm, thành viên của đội bóng dừng xe từ trong xe đi ra, phát hiện ra bé thì lập tức nhiệt tình đến gần. Xin chào tiểu mi. Làm sao em lại tới đây nữa chứ Tay ngầm sang sàng vang lên trên đầu của bé Mặc áo chơi bóng số 7 là hướng cương Thân mật mỉm cười với bé Bé hoảng sợ vội vàng đậy nắp túi sách lại À xin chào xin chào Bé thất thầm không yên Một tay còn đè túi sách chờ giờ bị người khác phát hiện bên trong có gì khác Là em mang áo chơi bóng đến cho anh trai Bé chấn định cong môi mỉm cười May mắn bản thân phản ứng rất nhanh nếu như bị phát hiện trong túi có gì đó, bé khẳng định sẽ không xong đâu. Vài thanh niên cao lớn lục tục xuống lại đây. Mặc áo số 7, mang kính mắt viền vàng, xem ra tư thái văn nhã, vừa mơ miệng thì lại nói móc. Ngay cả một cậu bé cậu cũng không vâng tha sao? Tớ cũng không có ý đồ là nhốn chằm mầm non quốc gia nha. Tớ biết cái cậu muốn nhốn chằm là trong nhà tớ kia kìa. Mọi người một câu, tôi một câu, ở trên đầu của thơ mi hàn huyên. Những người này đều là thành viên của đội bóng rổ, là anh em kết nghĩa của Trương Triệt nhất. Vài người trong đó bé nhìn rất là quen mắt, nhưng lại vĩnh viễn không nhớ được tên của bọn họ. Thứ nhất, khi Trương Triệt nhất về nhà, rất ít đề cập đến tình hình ở trường. Thứ hai, thành viên của đội bóng này, ở trong mắt bé xem ra là đồng dạng cây yếu, đồng dạng anh tuấn. Khác biệt chính là ở chỗ khí chất lạnh lùng hoặc nhiệt tình. Bé chỉ có thể miễn cưỡng dùng số áo để mà nhận biết. Nếu bỏ áo chơi bóng ra thì bé khẳng định sẽ không nhận ra được ai với ai cả. Quả nhiên có một quả bóng phóng tới. Cách sao con bé một chút đi. Trơn trận nhất cất bước đi tới. Ở trên người còn mặc đồng phục. Còn người đen nhìn vật thể nhỏ bé ở trong đám người. Sao lại là em? Cậu nhớ mày lại hỏi. Là ba mẹ đều bận việc. Cho nên em tự đến đây đem áo cho anh. Bé cung kính nói. Hai tay cầm túi đưa lên. Giống như là cô hầu nhỏ hầu hạ thiếu xa. Đúng là kỳ thật, cho dù vợ chồng nhà họ Trương có rảnh, thì bé cũng sẽ cố gắng sắp xếp tranh thủ, nắm chắc cơ hội để mà tiếp cận trơn triệt nhất, đuổi theo đảo quanh phía sau của cậu. Này, đội trưởng, về sao cậu luôn không mang theo quần áo chơi bóng hả? Lại còn cố tình muốn vèn toái tiểu mi tới đưa riêng chứ? Mắt thấy đội trưởng đang có phúc mà không biết hưởng, có người không nhìn được bên vực lẽ phải nói. Thật là có em gái đáng yêu như vậy, mỗi khi có trận đấu giao hữu nghị, xây sau đó sẽ không ngại vất vả đưa áo đến đội trưởng cũng không những không biết quý trọng mà lại còn đưa ra cái mặt lạnh lùng như vậy trường triệt nhất còn chưa có mở miệng thì tư mi đã gấp gáp nói không phiền tái mà em rất là nguyện ý thay anh trai bé vội vàng giày thế nhưng lời nói còn chưa xong thì khuôn mặt nhỏ liền biến thành quả táo đỏ mọi người liếc mắt nhìn một cái ở trong lòng tất cả đều biết rõ ràng nghị lực của đội trưởng phổ hàn chẳng những làm cho phần đông tâm hồn Theo nữ u mê, lên ngay cả đứa bé gái nhỏ 9 tuổi này cũng bị cậu mê cho thần hồn đen đảo, lại còn tự miệng làm nữ giúp việc. Trường triệt nhất tiếp nhận túi giấy, lấy ra cái áo và chơi bóng ở bên trong, nhìn thấy áo mới tinh thì mải kiếm lại nhướng lên. Làm sao lại mới chứ? Bộ cũ kia đâu rồi? À, bộ kia, bộ kia. Bé ấp á ấp úng trả lời, cái đầu nhỏ lại càng cúi thấp. Cũng bị gió thổi bay trời sao? Dạo này không biết cơn gió quái quỷ nào Không thổi bài áo của cậu Không thấy bóng Thì chính là thổi rơi xuống mương Khi cậu tan học về nhà Lại là trông thấy bộ quần áo mới tinh Cùng vẻ mặt ái náy của thơ mi Cô nhóc sợ hãi gật gật đầu Ngày đó gió rất là lớn Quần áo ở trên sào đều bị thổi vào khe nước Tuy rằng em đã lấy đậy được vài bộ Nhưng phải đều bị thấm nước bùn Căn bằng là tẩy không sạch được nha Bé hít hít cái mũi về mặt tự trách nói Anh trai ạ à, Xin anh đừng tức giận Em đã lấy tiền tiêu vặt thay anh mua một ít quần áo mới Anh đừng lo lắng Em sẽ không để anh phải bỏ tiền Đây là do em sai Là do em Càng nói lại càng thương tâm Đôi môi đỏ mọng mím lại Trước đầu nhỏ vùi vào hai tay bắt đầu khóc nức nở Nước, nước mắt còn chờ trào ra Một đoàn thành viên đội bóng liền tiến đến Muốn ăn ủi bé Đôi tay dài rộng vỗ nhẹ trên đầu Đừng khóc đừng khóc nữa mà Cũng không phải là lỗi của em Đúng vậy đúng vậy Chẳng qua là vài bộ quần áo cũ, Còn sớm hay muộn thì cũng phải bỏ thôi. Này, khăn giấy, ai mang khăn giấy lại đây đi. Mấy người thanh niên cao lớn, vì em gái đang yêu mà rớt lặn tay chân, vì bé mà kiếm khăn giấy dỗ dành, chỉ cầu bé có thể nín khóc và mỉm cười, đừng nói là làm cho bé rất nước mắt, chỉ cần manh liễu của bé vừa nhíu lại, ngực của mọi người liền giống như bị nhéo trong một phát mà thương yêu vô cùng. Trái lại với vẻ cẩn trương của mọi người, Trường triệt nhất lại thờ ơ lạnh nhạt, không có gia nhập vào đại đội an ủi. Đứng một bên không hé răng, tầm mắt lạnh nhạt nhìn qua mặt đong đầy nước mắt, không buông tha rồi chỉ là một biểu tình rất nhỏ. Lăng Vân khoanh tay, mỉm cười mà nhìn đội trưởng, có lẽ trong nhà cũng có em gái. Đối mặt với nước mắt của con gái, cậu ta đã sớm miễn dịch. Cậu thật sự nổi giận sao? Không có. Nếu như không có, vì sao sắc mặt còn khó cho anh như vậy chứ? Cậu ta tò mò hỏi, trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười. Còn người đen đào qua, nhìn bà tốt một cái. Tiếp theo cậu ta trầm mặc đưa tay lấy ra hộp cơm bằng sắt ở trong túi. À, con bé lại thầm thay cậu làm hộp cơm nữa kìa. Lăng Văn Tán thường nói, thuận tay đem nắp hộp mở ra. Mới có hai tháng ngắn ngủi, nó đã biết rõ sở thích của cậu, lại còn đặc biệt chú ý tới sức khỏe của cậu, đem những đồ ăn không được ăn mà loại bỏ rồi. Thức ăn được sắp xếp một cách tỉ mỉ, lại không làm cho Trương Triệt nhất cảm động ngược lại càng làm cho mày kiếm nhíu chặt hơn. Cái này cũng là mới. Cậu đưa xuống kết luận, tầm mắt sắc bén chặt chẽ quá trụ qua mặt đáng yêu vô tuổi. Sâu trong con người đen, lặng lẽ hiện lên một tia sáng khó hiểu. Hơn hai tháng qua, Phạm là quần áo hay giày chơi bóng, sách giáo khoa, khăn mặt hoặc là cúc xúc miếng. Chỉ cần là thứ cậu đã chạm qua, đều bị nguyền rùa. Tất cả nhanh chóng đều đổi cũ thành mới. Đáng nghi hơn là chỉ cần cậu mở miệng truy vấn, từ liền mang ra các loại cớ kỳ loái là lùng, mượn cớ tùm lung để mà nói cậu, hoặc là tự trách khóc nức nở, cuối cùng lại thay bằng thứ mới tinh. Nhưng cùng một chiều đã dùng lâu, lại luôn để lộ ra dấu vết. Hoàng chi trường trệt nhất nhạy bén như sói, chi tiết gì đều khó khăn thoát khỏi hai mắt của cậu. Muốn lừa gạt cậu là điều không có khả năng. Sau khi nổi lên khả nghi, cậu thay đổi dung túng, bình tĩnh thở ở theo sát dần dần phát hiện. Xem ra khuôn mặt vô tội nhỏ nhắn kia, khi mọi người không chú ý, liền hiện lên tươi cười tinh nghịch giả dối. Lăng vần nhớ mày lên, lại có thể thú vị như thế sao? Cậu giò quái quỷ kia không phải cũng thổi luôn cao hộp công của cậu đi chứ? Cậu tâm mìm cười hỏi, cũng phát xác không thích hợp. Những tờ kia bị con bé giấu đi nơi nào rồi hả? Cái này tôi sẽ điều tra. Trường triệt nhất nói thực là bình thần, ánh mắt lại lạnh lẽo đến mức dọa người. Cậu sẽ phạt con bé sao? tùy tình hướng mà định thôi. Hai người ở một bên nói chuyện với nhau, mà Thư Mi thân là nhân vật chính lại hồn nhiên không biết. Vẫn dựa vào qua mặt điềm đạm đáng yêu, cùng với bộ dáng lãi trã trượt khóc, bài trí đám thanh niên đang tràn ngập tình yêu thương kia. Nhìn sắc mặt của Trương Triệt nhất càng lúc càng khó coi, ánh mắt càng lúc càng hung ác nham hiểm, lăng vâng ở trong lòng lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Thư Mi cũng tràn ngập đồng tình. Xem ra cô nhóc này phải chịu phạt nặng rồi liên tiếp mấy trận thi đấu hữu nghị, tình huống đều na nái như nhau. Mà kệ là trên danh nghĩa, đối thủ là người mới, hay tiếng tăm lừng lẫy, lão luyện, chỉ cần gặp trương triệt nhất dẫn đầu đội bóng, thì toàn bộ đều bị chịu khổ chỉnh sửa, bị đánh cho mặt mày dám cho, không lực chống đỡ. Đội ngũ ra sắc như vậy, danh tiếng đã sớm vang xa, không có ít kẻ bóng gió, là đều hẹn ngày thi cử, thi đấu giao hữu, mang theo người thân đến ngồi ở sân bóng rổ, hò hét cổ vũ. Về phần đám nữ sinh trang điểm, làm dáng xinh đẹp kia, còn có ý định khác. Các cô căn bản là không quan tâm, trận bóng là thắng hay thua, chỉ lo vây quanh ở ngoài sân, hai mắt bắn ra giống nhìn nhìn chằm chằm vào người mà mình ngưỡng mộ. Từ mi bị kẹp ở bên trong đám người, ôm túi sách ngồi xổm bên cạnh sân bóng, dùng tay nhỏ chống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đám con trai đang chạy. Một thanh niên cao gầy yên lặng đứng ở phía sau thay bé chắn đám đông tứ phía. Bé chỉ cần lướt mắt một cái có thể nhận ra, cái người đang va chạm một cách dã man kia chính là anh trai đệ nhất của bé. Trừng triệt nhất sức lực mạnh mẽ xông lên, đại lái là không mấy ai chịu được. Mấy người ngồi ngoài sân kia đều bị cập đâm đến sắc mặt trắng bệch kêu rên không thôi. Khẳng định đều đã bị đâm đến nội thương rồi. Nó không chừng ngay khi trận đấu kết thúc, lại phải chạy thẳng đến chỗ phòng khám mà báo danh với bác sĩ đi. Trận đấu đang tiến hành. Một nữ sinh lớp 10 áo trắng váy đen lén lút tiếp cận kéo váy của Thư Mi rồi hạ giọng hỏi. Này, Tiểu Mi à, đồ lần trước chị đặt đâu rồi? Không phải là không có chứ? Nữ sinh lo lắng hỏi. Yên tâm, đồ đều là có đủ. Lần này nhất định sẽ không làm cho chị thất vọng đâu. Bé vẽ vỗ vỗ dối sách, nhìn thấy Trương Kiệt nhất cấp được bóng, hương phấn thở dốc vì kỳ ngạc. Tuy rằng đối phương nhìn trong chọc cậu nhưng cậu linh hoạt né tránh sang trái sang phải động tác mạnh mẽ tựa như thú hoang phòng thủ chặt chẽ đến trước mặt cậu không tới ba phần thời gian liền đã bị cậu hạ cục lập tức Trơn triệt nhất Trơn triệt nhất tiếng hô vang trời tất cả mọi người điên cuồng không khí nhiệt liệt sôi sục nhờ buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc môi mỏng khẽ nhích cậu đã đập tới bóng lại một lần nữa đột phá lớp phòng thủ như là tường đồng vách sắt ở trong mắt có sự thỏa mãn ngang tàng. Huấn luyện viên bên đối phương lo lắng la lên. Ở bên ngoài không ngừng giơ tay sơ chân hạ chỉ thị, nhưng vẫn để cho trường triệt nhất có cơ hội dò xét. Cậu nắm chắc thời cơ bật bóng ném lên, bóng bay lên trên khung, ở giữa công trung tạo ra một đường vòng cung rồi rơi vào trong rổ. Toàn trường tiếng hoan hô như là sấm dậy, thanh âm cực lớn, ngay cả thơ mi cũng theo đám đông hoan hô kêu khăn ca giọng toàn tâm toàn ý cầu nguyện cậu có thể thắng lợi. Dù sao chỉ cần cậu thắng lợi càng nhiều, thì giá trị kèm theo của cậu cũng sẽ như là nước dâng lên thuyền lên. Nữ sinh ngồi xuống một bên lại lấy tay kéo kéo váy bé. Tiểu My hôm nay tụ họp, chị có bạn học cũng muốn tham gia. Không được, đã quá nhiều rồi. Làm ơn mà, em sắp xếp một chút đi. Cô hạ giọng đau khổ cầu xin, hy vọng thứ tốt có thể chia sẻ với bạn tốt. Của bạn kia có rất là nhiều tiền, khẳng định có thể trở thành khách hàng lớn của em ừ thôi được rồi chị đưa chị ấy tới đây đến chỗ cũ tập hợp đi xem phân lượng của tiền từ mi quyết định nhượng bộ một lớn một nhỏ ngồi rồm ở trong góc đầu chạm vào đầu tựa vào một chỗ thỉnh thoảng nhà giọng nói chuyện với nhau như đang tiến hành giao dịch thần bí nào đó ở trên sân bóng trường triệt nhất một lần đã ra tay ở bên ngoài phần tuyến khoảng ba điểm bóng hiện trường lại một trận đánh trống giao hò. Hai đội đã vượt cách xa nhau 20 điểm. Huấn luyện viên đối phương, giống như là chống thua trận, rừng rừng ngồi phịch ở trên ghế. Thư mi thầm gắn huấn luyện viên của đội cầu thủ, đại khái cũng sẽ ôm nhau mà khóc thét lên mắt. Tôi đã rồi, trận bóng đến lúc này đã có thể xác định rằng hôm nay trường triệt nhất hẳn sẽ chiến thắng. Bà vệ vỗ đầu gối rồi chậm rãi đứng dậy. Phải đi rồi sao? Đứng ở một bên, thanh niên thay bé chắn đám đông cắt tiếng hỏi. Ừ, thời gian không sai biệt lắm nên em đi mờ màn. Bé gật gật đầu lại quay đầu liếc mắt nhìn bên trong một cái. Nơi này giao lại cho anh. Bà chủ, yên tâm đi đi. Người nọ chưa thức đáp, sở soạn túi sách ở phía dưới, điều chỉnh máy chụp ảnh. Thủ pháp quay phim chụp hình ở trên sân bóng chuyên nghiệp có thể được so sánh với đám chó săn. Bản giao xong, tư mi khiêng lên cái túi sách nặng kinh người, chậm rãi rời khỏi sân bóng hiện tại nên đến việc buôn bán rồi nha. Tình hình chiến đấu trên sân kịch liệt, trong phòng đồ dùng cũng náo nhiệt không dứt. Trước kia chỗ này chất đầy dụng cụ, ngoài trừ khoảng thời gian cố định sẽ có người đến quét dọn, thời gian còn lại phần lớn đều là trống không. Có điều hơn một tháng trước, phòng đồ dùng có người sử dụng, nhóm nữ sinh truyền trẻ lén tay nhau rằng mỗi khi có trận thi đấu giao hữu thì ngày đó người này sẽ tổ chức đại hội tiêu thụ buôn bán chân phẩm Mọi người tranh nhau mua, không khí rất là sôi nổi, không thua gì trận đấu bóng ở trên sân kia. Này, chủ sự hội tiêu thụ đang ngồi trên một ngăn tủ. Khí điện thần nhàn chủ trì công việc tiêu thụ. Thần ảnh nho nhỏ mặc bộ đồ đồng phục tiểu học kia, ở cùng với một đám nữ sinh trung học có vẻ nổi bật khác thường. Đến đây, đến đây. Đây là ảnh mới nhất của chương trệt nhất. Chụp cùng với tổ ảnh, muốn mua thì phải nhanh ngay lê tay lên nha. Từ mi trong tay nắm một tấm ván gỗ, hướng tới mặt bàn vỗ mạnh. Trước mặt bé bày ra đầy ảnh chụp, mỗi tấm ảnh đều là ảnh của Trương Triệt nhất trong tư thế đẹp trai oai hùng. Các nữ sinh kích động tranh nhau mua, hai tay cơ loạn chen chúc vào chỗ ngăn tủ. Tay mỗi người một phần, cô tranh tôi tôi tranh cô thành một đàn, chỉ giờ tay chân quá chậm thì ảnh chụp sẽ bị người khác cướp sạch. Có băng ghi hình không? Tư mi gật đầu như là trò ảo thật, từ trong túi lôi ra mấy cuộn băng ghi hình. Đây là trận đấu của anh ấy Ở trường trung học Cẩm Sương Một quận 500 Chị có muốn không hả Được 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 Cảm ơn đã chiêu cố Để em bọc lại giúp chị nha Bé rút giấy gói Nhanh chóng bọc lại dáng vẻ cực kỳ thuần phục Có một thời tơ ấu long đong Khiến cho bé tuổi khi còn nhỏ đã hiểu rõ Có tiền là có tầm quan trọng như thế nào Cứ có cơ hội kiếm tiền Chỉ cần bị bé bắt được Thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nói thật Bé thực cảm ơn cha mẹ đã khuất Tạ Trình ra bé có một khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Dựa vào khuôn mặt này, cùng với tính cách thông minh gần như giả dối, cho dù là gặp nhân viên chào hàng tới cửa, bé cũng có thể dựa vào hành động kỹ càng, dỗ nhân viên chào hàng than thở khóc lóc ngoan ngoãn mà đưa tiền ra. Cho nên khi Kha Tú Quyên mở miệng, nó là muốn chiếu cô bé, làm bé quả thực là vui mừng suýt té xỉu, phẳng phất như thấy được số tiền từ trên trời rơi xuống vậy. Ngẫm lại mà xem, là trên trệt nhất đó nha. Trên trấn có vô số cô gái thèm cậu nhỏ dãi. Nghe nói có ảnh chụp cậu, so với ngôi sao điện ảnh lại còn cao giá hơn. Mắt thấy có thể kiếm được tiền, Từ Mi lập tức khởi động đầu óc không đứng đắn, muốn tự cơ khoét một khoản lớn. Chỉ là bé tuy có điều kiện thuận lợi, có thể thần không biết quỷ công hay mà tiếp cận trường triệt nhất, nhưng chu quy tuy còn nhỏ, khó thành kết quả, chơi không ra trò xếp gì. Bởi vì mở rộng bản đồ sự nghiệp nên bé quyết định tìm người kết hội Thiết bị chụp ảnh do con trai độc nhất Vương Đại Vĩ ở trên trấn làm. Năm nay vừa lên lớp 10, không thể nghi ngờ là người sáng giá nhất. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức bắt đầu phân công hợp tác, một quay phim một chụp hình, buôn bán trên lợi nhuận ngang bằng. Kết quả mỗi khi có trận đấu hữu nghị, Trương chuyên nhất ở phía trước long mồ hôi chơi bóng, bé nền núp ở phía sau tổ chức hội nghị buôn bán, bán thương phẩm quay người của cậu. Loại hội nghị họp vi pháp này, đã được tổ chức hơn năm sáu lần mỗi lần đều được hưởng ứng một cách nhiệt liệt làm cho bé kiếm lời to cười đến mức tuét cảm miệng ra mà lần này hội họp cũng như lần trước người phía sau nối người phía trước tranh giành muốn vỡ đầu đặc biệt hơn một chút chính là khách hàng mới gia nhập đứng ở góc đôi mi thanh tú nửa nhích so với những nữ sinh điên cuồng kia có vẻ bình tĩnh dị thường từ mi nhìn cô mấy lần phát hiện cô gái thanh tú này là khách quen mang đến cả người xem ra sạch sẽ, thật là trình tề, là kiểu học sinh ngoan ngoãn điển hình, ngay cả sợi tóc ngang vai đều xương thận, không có một chút xíu nào là hỗn loạn. Bạn học của chị, sao chỉ đứng một bên như thế? Bé các tiếng hỏi, có một chút chờ mong đối với vị khách hàng nhà giàu này, hy vọng cô ấy có thể nệ xuống một số tiền lớn mà mua một món to. Chắc là cô ấy còn đang suy xét nha. Đôi vương thuận miệng đáp, phát hiện ảnh chụp đã sớm bị hết sạch. Tiểu mi à, còn có ảnh chụp không? Đương nhiên là có nha. Từ mì một tay tu tiền, một tay đào lại túi sách. Đồng phục cùng y phục hàng ngày, một bộ là 50. Mua hai cái thì chỉ lấy 8 phần. Mặt khác những bức ảnh chụp này, lộ ra nửa trần thì phải trả 830 đồng. Còn nếu như chị có nhu cầu khác thì mời mặc cả riêng nha. Bé nói tỉ mì tử tế, thái độ phục vụ chính là hạng nhất. Đại khái là vật hiếm là đồ quý. Thầy dáng vẻ trơn triệt nhất mặc đồng phục nhiều rồi. Nên ngược lại, các nữ sinh thích tranh mua ảnh chụp ở nhà của cậu. Còn về phần thân trần kia, là sau mỗi lần vận động trở về nhà, Từ Mi sẽ cách cửa sổ chụp ảnh hàng độc. Khi đó, cả người cậu đầy mồ hôi đầm đìa, đứng ở trong đình viện tắm. Thân hình rắn chắc chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, bộ ngực màu đồng trần trụi dưới ánh nắng trời chiều, vô số bọt nước trong suốt, phun tung tóe khi hắn ngừng cao đầu khoai mặt tuấn tú. Bộ dáng quần giá cợi cảm đó làm cho nhóm hâm mộ kia vươn cổ tranh giành, khiến cho đại vương vĩ rửa ảnh đến mềm cả tay, cả làm cho bé đếm tiền tới mỏi cả tay. Cô gái Thủy Trung đứng ở trong góc kia, chậm rãi tiến lên, dáng vẻ tao nhã, vừa thấy đã biết là một cô gái rất thân trăm sạch. Nghe nói ý, em còn bán áo che bóng của Trương Triệt nhất sao? Cô nhẹ giọng mà hỏi nhỏ nhẹ. Có. Từ mi thấy nhà giàu mở miệng, ti đầu nhỏ gật mạnh, lời ra bộ quần áo được cấp xếp trình thề bộ này là anh ấy mà kia giao đấu cùng trường cầm xương cũng không biết nữ sinh đó nghĩ như thế nào lại truyền thích đặt những thứ ở bên cạnh cậu để mà cất giữ bé đành phải động tay động chân mà ra từng cái một đã được trộm có áo khoác của anh ấy không có ạ à. hộp cầm thì sao có ạ à. Thay giáo khoa thì sao có ạ à. cô gái thành tú những mày liễu thoáng nhìn khuôn mặt đẹp trai đã biến đen ở ngoài cửa sổ chỉ cần là trơn trệt nhất có gì em đều có sao Cô cố ý hỏi, ý đồ đổ, đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ cần bàn tay giá tiền, chị muốn quần lót của anh ấy, em cũng sẽ lấy ra nha. Tư mi khoe khoang khoác lắc, không thấy nãy giờ có một thanh niên tức nến cả người cứng ngắc, đang đứng ở ngoài cửa sổ, ở trên đầu còn bốc cả khói. Có người chen tới giơ tay đặt câu hỏi. Này, Tư mi à, dùng một cái từ điển có thể đổi lấy cái gì vậy? Tiền tiêu vật đã dùng hết sạch, cố tính lấy vật đổi vật chuẩn bị lễ quà sinh nhật của ba mẹ đến đưa ra trao đổi. Là hoàn toàn mới sao? Tư Mi hỏi lại. Đương nhiên rồi. Em sẽ trở về lần thay chị, chụp ảnh tắm bắn đi của anh trai em nha. Bé hưng vấn gần như đôi mắt sáng như là ánh sao. Wow, trên thị trường mới đưa ra từ điển điện tử đó nha. Đối với học sinh trên thành trấn mà nói, chính là đồ đắt tiền xa gì. Nếu qua tay bé bán thì khẳng định sẽ kiếm lời to. Chị cũng muốn. Đúng vậy, đúng vậy. Chị muốn đặt 5 cái. Chào chị ba cái nha vừa nghe có ảnh chụp bóng bẩy kích thích, mọi người đều xông lên làm đơn đặt hàng. Thiếu chút nữa là đẩy thư mi ngã xuống khỏi ngăn tủ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội mà. Mọi người cứ từng người từng người, để cho em ghi kỹ lại đã. Bà lấy sổ sách ghi chép ở trong túi sách. Một bên thay khách hàng đăng ký, một bên kính kế hoạch. Nên chụp ảnh lá thể của trường chết nhất như thế nào đây? Bé có thể thử dịp khi anh ấy thắm, lấy máy chụp hình ghé vào trong phòng thắm ở bên ngoài. Nếu như bị anh ấy phát hiện thì cùng lắm nói. Bé đang tới cây thường xuân ở bên ngoài. Bằng hình tượng vô tội động lòng người của mình, khẳng định anh ấy sẽ không nghĩ đến là bé đang chụp ảnh đi của anh ấy đâu nhỉ. Tiểu Mi à, cái ảnh này là bao nhiêu tiền? Có người đặt câu hỏi. Đây, các chị trước tiên là báo số tượng xanh. Lần này có vẻ là khó hơn. Em tính giá tiền xong liền a. À... Đột nhiên có một âm thanh thúy. Hóa ra trở thành một tiếng thét trái tay. Gì? Quái, làm sao bé lại bay ở trên không như vậy chứ? Một sức mạnh to lớn đột nhiên tóm lấy cổ áo của bé, mà xách bé từ trên ngăn tủ lên. Ai? Là ai? mà bông trao xuống. Bé dãy ruột lung tung, giống như một khối thịt khô xoay trái xoay phải vùng vẫn loạn xạ, xem ra là cực kỳ bất lực. Bộ vía đột nhiên lặng xuống, không khí não nhịt lúc nãy nháy mắt đã biến mất, rơi xuống âm độ. Các học sinh, thật là có lỗi, hôm nay hội nghị cần phải tan trước cuộc rồi. Tiếng nói của Lăng Văn bao hàm ý cười lời bướng tuyên bố. Tiếp theo các nữ sinh phát ra tiếng thét trái tai kinh hoàng, như là nhìn thấy quỷ, ném ảnh chụp quần áo cùng với hộp cơm. Chân của mọi người quét xuống đất, phía sau, phía trước tông cửa mà sau ra, căn bàn đã quên cả chuyện đặt ảnh bóng bảy kia. Sự cảm dấu này lên trong lòng, bả vai của bé run lên, lập tức biết chuyện lớn không ổn, lầm tờ sau gáy dựng thẳng, trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh sức mạnh nắm lấy cổ áo quay một cái gọn gàng đã chỉ cảm thấy một trận choáng váng còn chưa thở được thì cả người đã xoay tròn hơn nửa phòng thư mi nín thở tập trung kinh hồn mà ngần đầu rõ ràng phát hiện trước mặt của mình xuất hiện một khuôn mặt nam tính đằng đằng sát khí khuôn mặt này nhìn qua thật đúng là quen mắt nha vô luận là nhìn từ trên xuống dưới hay là nhìn xung quanh đều rất giống cái ví tiền kiếm ăn chật cứng của bé trường triệt nhất Nhìn kỹ hơn, hai mắt của bé liền đã trợn to, vẻ mặt cũng càng cờ nên hoảng sợ. Không được, không chỉ là giống đâu, mà căn bản người này chính là anh ấy. Anh, anh, anh trai. Chuyện xấu bị lộ, bé sợ tới mức xa cũng ép xuống, răng run rẩy đánh vào nhau vang lên lộc cập, theo chút nữa thì cắn vào lưỡi. Trương chết nhất nhau mắt lại tham thà quấy đầu, tới gần quay mặt nhỏ nhắn đang tránh bật, gằn từng tiếng từ trong cái răng nói ra em tốt nhất, giải thích rõ ràng cho anh. Xong đời rồi, từ mi treo ở giữa công trung, mùa lạnh chen vào, hai má từng giọt từng giọt rơi xuống. Ở trước mặt bé, trường triệt nhất tức đến xì khói. Cũng có biết là gió bé thấp thầm không yên, hay là dưới ánh nắng trời chiều. Trường triệt nhất lúc này xem ra là khổng lồ, kiếp người khắc thường. Quả thực như trong chuyện cổ tích xưa, người khổng lồ ta quăng trẻ con vào nồi nấu ăn. Ở phía sau lưng, Toàn thể đội bóng đang đứng cùng với nữ sinh thanh tú, mọi người tất cả đều nhíu mày, người người bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Hương Như à, cảm ơn em. Trường Triệt Nhất mở lời, nhưng tầm mắt vẫn nhìn chòng chọc cái vật đang bị xách lên giữa công trung, chủ trì đại hội đấu giá kia. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô đơn giản trả lời hai tay khoanh lại, vẻ mặt cười như là không. Thư mi chăn nhỏ đá loạn, ảo não cắn môi. Đầu khổ trách bản thân nhất thời tham tiền đem nhầm nữ gián điệp trở thành thần tài nương nương hoàn toàn không phát hiện nữ sinh các tường đó là do trơn chết nhất phái đến nằm vùng bắt chuột chuyện đã tới nước này bé chỉ có một con đường để mà đi thôi cái đó anh anh trai à anh không phải đang ở trận đấu sao bé bày ra vẻ trấn định còn mớn giả ngô cho qua đã xong rồi cậu lạnh lùng trả lời à là nhanh như vậy sao bé cười trừ ở trong lòng mắng trường đối thủ kia vì sao lại vô dụng như vậy? Mới chỉ có hai ba cái liền đã bị giải quyết, không thể kéo dài thêm một ít thời gian cho bé hay sao? Nụ cười ngặt ngào kia, không thèm niềm hóa hẳn ý trong mắt của cậu. Kỳ thơ mi, dạ, bé chấp chấp mắt. Lần đầu tiên nghe thấy có người dùng khẩu khí đáng sợ như vậy để gọi tên của mình. Ba chữ vô cùng đơn giản từ miệng của cậu thoát ra. Quả thực là lạnh như là lưỡi trật trà sát, quát bé đến mức ngay cả xương cốt cũng đều rất run. Em còn thiếu anh một lời giải thích Cậu nghiến răng nghiến lợi nói Anh trai à, giải thích cái gì chứ Em không hiểu từ mi lặp lại trò cũ Lại bắt đầu vô tội Làm ơn anh cho em xuống trước đã Bé trừng mắt nhìn Hai mắt lập tức ướt lệ Đáng thương hề hề bắt đầu khóc nức nở Ánh mắt như là con nai Bambi Hiệu lực yêu thương nháy mắt phát huy đến 120% Chỉ tiếc Tuyệt chiều thiên hạ vô lịch này Lần đầu tiên không có tác dụng nếu là quá khứ, những người ở trong đội bóng thấy bé lãi trả, trực khóc, sẽ luống cuốn tay chân. Cam tâm để làm trâu làm ngựa mà cho bé sai khiến. Nhưng này thấy bé khóc nước mắt lưng tròng, lại vô tình khoanh tay mà đứng nhìn. Tất cả đều bỏ qua một bên, nhìn bé bị treo lên một chỗ. Một mình đối mặt với trường triệt nhất đang hừng hực lở giận. Cô không hiểu. Cô, cô không hiểu. Mỗi lần cậu nói một chữ, cổ tay run lên mạnh mẽ. Từ mi treo ở giữa công trung cũng run run theo lên không ngừng. Là thật, là thật mà, thật sự là không hiểu mà. Bé vẫn còn mạnh miệng. Sâu ở trong con mắt đen bật ra một tia nguy hiểm. Bậc môi của cậu cong lên một cái, xả ra một câu cùng với vẻ mặt dữ tợn hơn. Mang tên kia vào đây. Hương Cương đầu tiên lướt mắt nhìn Thư mi một cái, lại đi tới cửa, lấy tay của một cái. Mang tên Vương Đại Vĩ đang bị phạt quỷ ở bên ngoài tiến vào cậu ta té sắp trước mặt của mọi người, hé ra một khuôn mặt đã sợ đến mức trắng bệch. Bà chủ à, cái kia thật là có lỗi, chuyện đã bị lộ rồi. Cậu ta nhìn bé một lòng xin lỗi, quận mình thành một đống ở trên mặt đất. Lúc trước trên sân thể dục, thành viên đội bóng về quanh cậu ta, cậu ta lập tức ngoan ngoãn giao ra máy ảnh trước trận phản chiến. Bởi vì bảo toàn tế mạng, cậu ta kể lại toàn bộ sự việc, Cổ nhấp 9 tuổi kia, nào là đưa ra điều kiện mà cậu ta một phen dãy sội như thế nào nhưng bị mê hoặc nên lầm đường lạc lối bé mãnh liệt lắc đầu mái tóc dài vùng lăn suy nghĩ khẩn cấp muốn thoát thân anh trai à anh hãy nghe em nói đã chuyện này hoàn toàn không liên quan đến em là vương đại vĩ anh ta trương trên nhất mở miệng nó nói tất cả đều là chủ ý của em cậu lấy làm một quyển sổ ghi chép ném xuống đất tra sách mời ra bên trong toàn là chữ viết của bé chi tiết văn công công việc cùng lợi nhuận mỗi lần kiếm được. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bé chối cãi không xong. Cái tên không có nghĩa khí. Anh dám bán đứng em. Em muốn trừ tiền của anh. Tư mi thờ dốc vì kinh ngạc, nhẹ răng trợn mắt kêu to, kích động vùng tay vùng chân với vương đại vĩ. Nếu không phải còn bị giữ ở trên công trung, thì bé khẳng định sẽ sông lên cắn người. Trường phạt cậu ta phong ân bội nghĩa. Bộ dạng nhu thuận bình thường, sớm liền đã biến mất không thấy bóng sáng. Đội bóng nhìn thấy bộ dạng lúc này của bé thì đều thờ dài lắc đầu. Có trách bà tờ nói không thể tin tưởng được phụ nữ. Ai, hiện tại ngay cả một cô bé cũng không thể nào tin. Cô nhóc này vậy nhưng lại dám lừa gạt tình cảm của bọn họ. Lăng Vân về mặt lại mỉm cười, ông dung dựa vào bên tường, như đã sớm đoán trước, cô nhóc đáng yêu này kỳ thật là chứa đựng xã tâm. Còn về phần hướng cương, tiến lên để xem kỹ thương phẩm quanh người rơi đầy đất. Thật là đúng cậu bị đoán trúng, cô nhóc này thậm chí là còn dũng khí sau lưng sợ trò quỷ. Cậu ta chật chật tâm đắc. Lại nói con bé còn nhỏ tuổi, đã có suy nghĩ buồn bán như vậy. Nếu có thể bồi dưỡng thật tốt thì khẳng định sau này sẽ trở nên thành tựu vượt trội. Em thấy con bé phạm pháp như vậy có thể bắt vào tù nha. Hương ừ Nhu không một chút nào lưu tình dội nước lã. Đối với cách nói của anh trai không cho là đúng. Nghe thấy hướng cương tán thưởng, Vương Đại Nghĩ như gặp tri ân cầm lòng đứng lên. Đúng vậy, đúng vậy, anh đàn anh à. Anh tới xem danh sách con bé lượt ra. Tường tận, cặn kẽ, quả thực là phấn khích cực kỳ. Em chính là bởi vì như vậy nên mới... Cậu ta cao hứng phấn chấn muốn nói. Nhưng lại bị ánh mắt như muốn giết người của Trương Triệt Nhất lườm đến. Lập tức lùi về phía sau, ngoan ngoãn mà nằm úp sấp. Tầm mắt lạnh như băng. Theo gương mặt dấu hổ truyền qua nhìn tăng vật rơi đầy đất. Nhóm nữ sinh sợ bị liên lị. Vào lúc đó chạy trối chết. Không ai dám đem theo mấy cái vật thương phẩm quanh người này đi. Giờ đây, quần áo sách giáo khoa đồ vật lẫn lộn nhưng giải rác khắp nơi chủ yếu là ảnh chụp ở trong đó ló ra tấm ảnh cậu gắng gượng người trên sofa đồng ý cho bé chụp ảnh trong cái ngày hai người mới quen được vậy ra từ ngày đầu tiên đến nhà họ trương, con bé đã tính kế có thể tự cậu kiếm được bao nhiêu vụ béo bở. cái biểu tình thẹn thùng hưng phấn ánh mắt nhiệt tình mênh mông không phải là bởi vì hâm mộ cậu mà đang thèm rò rãi giá trị đi kèm ở cậu còn nhóc này thật là to gan lớn mật Lại có thể dám đem cậu trở thành cái cây cây rụng tiền Đem ảnh vừa chụp thô lạnh Toàn bộ mang ra bãi rác đốt Trường triệt nhất cấu khí cường lạnh Không để nửa lại con đường sống Không được không được Trả anh chụp lại cho em Không thể vứt đi được Từ mi sợ hãi kêu lên Xúc động rất muốn đi cứu giúp Nhưng lại bị cậu hung tận trừng Lập tức nhớ lấy cái mạng nhỏ là quan trọng hơn Chỉ có thể để cho tàn nhặt mặt Yếu đuối mà hạ hai tay rừng rừng nhìn đống ảnh chụp bị đem bỏ vào túi rác em thấy nhưng lại có thể lấy anh ra điệp buôn bán sao hả Trường triệt nhất trầm xuống hỏi thần hình cao lớn bởi vì tức giận mà chấn động anh anh trai ạ à, em một luồng ký lạnh đánh úp lại bé toàn thân đông lạnh đến phát run lên thông minh bẩm sinh khiến cho từ mi sớm đã học được cao cách quan sát sắc mặt bé dựa theo bản năng lại phối hợp với hành động tuyệt hào chẳng những tránh được vô số lần bị vận rủi đánh đau lại còn có thể cặp giữ hóa lành nắm chắc cơ hội vớt được không ít cơ hội béo bờ hoặc là có lời chỉ là thời điểm làm cho Trương triệt nhất giận bé mới biết rõ rằng bản thân mình quá mức khinh địch chọc giận người không nên làm tức giận ánh mắt của cậu vẻ mặt của cậu đều mãnh liệt cảnh cáo bé nếu còn dám can đảm tiếp tục nói dối thì kết cục của bé tuyệt đối sẽ là thê thảm cảm giác áp bức to lớn từ người cậu phóng ra khiến cho mẹ ném đủ tư vị sợ hãi. Bé có thể mặt không đòi sắc, có thể một mình đối mặt với một tên nghiện thuốc phát tác, nhưng lại không có đủ dũng khí để đối mặt với sự phẫn nộ của trơn trệt nhất. Em nói rõ ràng và cho anh. Cậu không nhịn được nữa mà hét lên, thành lượng to lớn như là sư tử gầm. Tất cả mọi người đều sợ tới mức cổ co rụt lại. Đừng mũi chịu sao, từ mi sợ tới mức khóc lên. Người ta, Người ta chính là muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt mà Bé không ra vờ khóc nữa Lúc này nước mắt rơi xuống Từng giọt từng giọt đều là hàng thật giá thật Bà mẹ có cho em tiền tiêu vặt Tuy lại như thế Nhưng mà càng nhiều lại càng tốt Trên thế giới này ai còn ngại kiếm được nhiều tiền hay sao Đợi chẳng à Đóng quần áo này nên xử lý như thế nào đây Hướng cương dâng giọng hỏi Ánh mắt nhìn trương triệt nhất có vài phần đồng tình Cậu vốn nghĩ Chỉ riêng em ái cậu đã đủ làm cho người ta đau đầu rồi không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Hướng như chẳng qua là nói chuyện mang kim, thỉnh thoảng nói móc anh trai. Nhưng mà thơ mi thật đúng là quỷ kế đa đoan. Vì tiềm mà công từ thổ đạn, thậm chí còn tính chụp ảnh bán ly của anh để mà bán đi. Thầy tớ thu xếp tốt. Sao trời cũng đã tối, tớ và em gái thân yêu cũng nên về nhà rồi. Tay cong lên, đem bé rách đến trước mắt. Quần mặt đẹp trai lờ răn nụ cười. Kiểu này chỉ khi cậu làm huấn luyện viên đối phương khóc thét. Chờ đến lúc về nhà Chúng ta mới tính toán nợ nần thật tốt Thế này thì Thư mi sợ tới mức ngay cả nước mắt cũng đều ngừng lại Cái gì chứ Về nhà còn muốn tính toán nợ nần nữa ư Không phải ở trong này muốn hét, Muốn mắng là xong rồi sao Ôi trời ạ à, Lúc này có nhiều người một bên xem xét Cậu đã hét bé gần như là muốn tè ra quần rồi Mỗi kia không có người nhìn Cậu không biết sẽ dùng đến phương pháp gì Để mà trị bé đây Các loại hình phạt tàn khốc Ở trong đầu bé như là đèn cáo quân mà loạn truyền. Bé bắt đầu hoài nghi, trường triệt nhất tức giận sẽ chặt bé thành tám khối, hay là phạt bé trong một tháng liên tục. Mỗi bữa đều dùng cà rốt cùng ớt xanh khó ăn để ăn cơm đây. Không muốn, không muốn. Em không muốn về nhà cùng với anh. Thư mi oa lên một tiếng, bắt đầu lớn tiếng mà khóc. Bàn tay nhỏ bé vùng lặn, hy vọng có thể bám lấy cái gì, tránh bị cậu nắm giữ. Chia là bắp thịt của đội trường đội bóng, đương nhiên không phải là cô nhóc nhỏ bé như cô có thể có khả năng chống đỡ lại bất luận bé dùng sức như thế nào hai cái tay nhỏ bé vẫn không bắt được thứ gì chỉ có thể khóc rứt mứt bị cậu xách một đường đi ra khỏi phòng dục cổ không ai tới để giúp bé bé đây là thằng nhóc chăn dê đã sớm lòng cạn kiệt tình yêu của mọi người huống hồ cho dù bọn họ thật sự có tâm thì cũng không có ai còn là căn cứu người ra khỏi tay của trường triệt nhất đang phát hỏa kia tranh thịt béo với một con sư tử có khi lại còn dễ hơn. Phải biết rằng tính tình của cậu chính là vang danh chính là nóng này. Ngay cả một thiếu niên cực kỳ hung ác bất lương, khi nghe danh của cậu đều sẽ có ba phần kiêng kỵ. Cứu mạng cứu mạng, người nào đến cứu tôi với? Mọi người trầm mặc, âm thanh cầu cứu cùng tiếng khóc của cô gái nhỏ trong hoàng hôn dần dần phiêu xa. Cậu ta đánh bé, cái tiền vườn đắt bản chết tiệt này, thế nhưng lại dám đánh bé. Vào lúc tối, Trường triệt nhất dứt khoát cự tuyệt ba mẹ hòa giải. Nói bé tuổi còn nhỏ đã có ý xấu. Chuyện làm xếp này nọ để lừa gặt người lớn. Nếu như không sớm sửa chữa, thì sau này nói không chừng còn có thể làm chuyện tệ hơn nữa. Bởi vì muốn để bé biết đường lạc mà quay trở lại. Cậu thân là anh lớn quyết định phải tiếp nhận trọng trách cho bé một chút sao hắn nhỏ nhỏ. đừng lúc bà mẹ lực bất tòng tâm, cậu đè thư mi đang kêu khóc rãy ruộng xuống. Nâng bàn tay có một chút lưu tình, mà đánh vào cái mông nhỏ của bé mà kệ bé kêu khóc như thế nào cậu rên tha tứ hoặc là la đau mắng cậu đều mắt điếc tay ngơ cố ý hành hình đánh chừng hai mươi cái thì mới dừng tay lại sau một hồi chịu khổ chỉnh sửa suốt ba ngày ba đêm cái mông nhỏ của bé nhận hết ngược đáy chỉ cần hơi chạm nhẹ vào liền nóng rắt hại bé đau đến không ngồi được cả đêm đều ngậm nước mắt kéo chân bông nghiền rằng những lợi mầm miền ruột trương kiệt nhất hy vọng cậu sẽ bị xét đánh hy vọng cậu đi đường sẽ bị ngã xuống cống. Từ đó về sau họ chính thức khai chiến. Nếu Trần Triệt Nhất đã cảnh giác, bé cũng không có cơ hội ra tay. Càng không lấy cớ cũ để làm cơn gió quái quỷ nào thổi bay quần áo, buồn bán bằng con đường này. Nhìn thấy là không thể nào đi nổi nữa rồi. Chẳng qua núi không thể rời. Vì phục vụ người tiêu dùng, họ nữa vì màu sắc sực sỡ của tiền mặt. Từ mi không chịu bơm tha cho cái nghiệp vụ này, mà kiên trì không ngừng cố gắng địa điểm hội họp vi pháp đã bị lộ phòng dụng cụ một lần nữa trở nên khoang vắng quá khứ mọi người rầm rộ từ nay về sau không xuất hiện nữa bé thay đổi sách lược ở trên trấn đánh du kích gần như tán lặn buôn bán ảnh chân dung của tuấn nam lợi nhuận tuy không thể so với lúc trước nhưng tích tiểu thành đại cũng làm cho bé nhồi được ba con heo ống còn về phần trương triệt nhất một lần tóm được là một lần sách bé lên dùng đại trường vừa to vừa dày nhận từng chiếu cố mông nhỏ của bé không có một chút nào nương tay trong mấy tháng liền hai người dùng mọi thủ đoạn tồi tệ mà đấu đá lẫn nhau hàng xóm gần đó lúc ấy cũng sẽ nghe được tiếng của trương triệt nhất Trích cao tức giận mắng tiếng đét vàng đến tận mây xanh của thư mi cùng với tiếng chí chóe qua lại giữa hai người căn nhà trệt kiểu nhật trước kia thường là u sâu tĩnh mịch giờ ngược lại là náo nhiệt vô cùng mỗi ngày vào buổi tối màn cãi nhau kịch liệt lại tiếp tục được trình diễn. Trên bàn cơm bày đồ các loại món ngon, hai người liền ngăn lấy đồ ăn quẩy nhau, đồng thời lúc dùng cơm cũng không quên dâng thương múa kiếm. Này, không được ăn, Nhậu thịt tôi làm ra. Từ mi qua qua chiếc đũa, kích động nói lớn, chạy đũa trong tay thiếu chút nữa muốn chọc vào khuôn mặt tấn tú kia. Em ngay, ngay cả đồ thừa của tôi, cũng muốn bán sao hả? Cậu lanh lung hài lại, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé từ phi phì chậm rãi cắn sạch xuân. Cậu nói câu này còn mang theo ý châm trọng ngầm, đánh thẳng khiến bé mặt đỏ lên, thẹn quá hóa thành giận, cơn tức trong đáy lành càng cháy càng mạnh. Mà kệ, tên ngược đãi trẻ em kia, mau đem trả ông heo lại cho tôi. Bé tránh đi đề tài mẫn cảm, ngược lại truy hỏi việc ông heo bị cướp. Tôi chỉ sợ phạt em, cô không có ngược đãi em. Trường triệt nhất giờ lại nước mắt nhìn một cái. Mặt các ông heo đựng tiền, dùng để đền bộ tâm hồn bị tổn thương như là và phí che giấu của tôi che giấu ư da mặt của anh so với từng đồng vắt sách còn dày hơn làm sao có thể biết xấu hổ được chứ bé nói lớn tức giận đến thiếu chút nữa là muốn lật bàn ăn đem ca bàn đậu hũ đập vào trên đầu của cậu ngày này mỗi khi thời tiết oi bức lên cởi áo ra để mà chơi bóng cởi trần nửa người trên ở trên sân bóng chiến đấu anh dũng cậu dẫn các thiếu nữ nhìn cậu ta chảy nước miếng ở trong lòng bé hoài nghi Cậu ta căn bản chính là khoe khoang ra cho nhiều người xem Kỷ lục của cậu ta có bao nhiêu rắn chắc Một khi đã như vậy Bé chẳng qua là biết thời biết thế Thay cậu ta quảng bá tiên truyền Lại thuận tay kiếm một chút phần tốt Là do bé tốt bụng Mới không thu phí quảng cáo của cậu Mà cậu lại một chút cũng không biết cảm kích Ngược lại còn mặt mũi để mà lấy tiền của bé Trừng trệt nhất chuyên chú dùng cơm Hơ hững Xem ra quyết tâm tịnh thu heo ống Không trả lại tiền cho bé nghĩ đến màu sắc rực rỡ của tiền mặt, thế nhưng lại rời khỏi ôm ấp của bé, rời vào túi tiền của người khác. Bé quả thực là tâm tự như đau cắt, làm sao có khả năng dừng lại như vậy được chứ? Mẹ à, mẹ à, người xem anh kia, anh lại kia dễ con rồi. Bé quay sang sử dụng thủ pháp quen thuộc, ra khóc với vợ chồng trơ xa, hy vọng có thể tranh thủ được phiếu đồng tình. Chính là cảm xúc của bé mới trong giai đoạn nổi lên, nước mắt còn chưa chảy thì Kha Quyên ngồi bên kia hai tay đã run run, lệ như chảy ra khóc thút thiết không dừng. Mẹ, mẹ ăn không vô. Kha Tú Quyên rưng rưng đứng dậy, bưng mặt chạy vào phòng ngủ, bổ nhào vào giường khóc rống thất thanh. Trường chắn tở dài một hơi, vẻ mặt ngưng trọng buông bắt đũa, cũng đứng dậy đi vào an ủi vợ yêu. Từ trong phòng ngủ, mơ hồ có tiếng nói nhỏ cùng từng đợt tiếng khóc bay ra. Chiến hòa ở trên bàn cơm tạm thời ngừng lại, Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái rơi vào trầm mặc, không khí trở nên có một chút căng thẳng. Từ mi thấp đầu, nhìn rau xanh trong mắt, trong lòng này lên bất an đồng đậm. Không phải là do bé cằn quấy quá, chọc giận mẹ rồi cơ chứ. Nhưng mà chuyện các cầu này đã sớm trở thành cơm bữa, mẹ không phải là chưa từng ngăn cản qua sao. Tiếng cóc lại xem như là nhẹ đi. Bé nghe được ở trong lòng rất là khổ sở, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được quả thực giống như là đứng đống lửa như ngồi đống than. Giờ đã ném chuyện ông heo ra phía sau. Trong màn mắt xinh đẹp chứa đựng sự lo lắng, không ngừng nhìn về phía phòng ngủ, nhưng không có can đảm để đi xem. Trừng triệt nhất ngồi đối diện với bé, trước quét sạch đồ ăn, sau đó mặt không một chút thay đổi đứng dậy, tiện tay rách bé đang suy nghĩ miên man lên, cất bước đi đến cửa phòng ngủ. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cậu nhìn ba mẹ Hai thằng vào vấn đề. Từ Mi cũng tròn tràn mắt cắn cắn cánh, cánh môi Lo lắng mà ngó đầu ra nhìn Muốn biết chuyện lớn gì Lại có thể làm cho vợ chồng coi nhà họ trương Đột nhiên không khống chế được mà ném bát cơm Chạy vào ôm đầu khóc giống như vậy Hai mắt của Kha Tú Quyền hồng hết cả lên Không có hé răng Trường chắn ngược lại ngẩng đầu Yên lặng mà nhìn hai người Rồi sau đó một lúc lâu mới mở miệng nói Trong thời gian tới Tiểu mi có khả năng sẽ phải rời đi Âm thanh của ông không lớn, nhưng uy lực ở trong lời nói có thể sánh với bom nguyên tử, đánh thư mi tới choáng váng. Còn không kịp chi vấn, Trương Triệt Nhất mở miệng trước. Vì sao? Nhân viên xã công hôm nay gọi điện thoại đến thông báo. Nó là cậu của Tiểu Mi phái người quay về Đài Loan, trả ra tung tích của con bé. Xin với quan tòa hy vọng được chính thức nuôi con bé. Cậu ư? Cậu của con ở đâu ra chứ? Bé mờ mịt nói nhỏ. Mẹ của con có một anh trai, hai mươi năm trước rời khỏi đài loan ở nước ngoài kinh doanh ba năm trước đây anh ta quay trở lại đài loan muốn liên lạc với người thân lại chỉ thấy được phần mộ của ba mẹ con thằng đến trước đó không lâu mới biết được sự tồn tại của con trơn trấn thở dài một hơi ngồi ở mép giường an à ủi vợ yêu khóc đến suy dục anh ta đưa ra chứng minh huyết thống yêu cầu thô dưỡng con chúng ta tính cùng phải quan tạc tranh thủ nhưng mà công xã nhân viên cũng đã nói cơ hội ở lại của con là không lớn nên tức bất thình lình làm thư rơi vào một đoạn hỗn loạn đầu óc thông minh khó có lúc mất đi công dụng tình trạng trống rỗng chia lìa đau thương giống như một tảng đá nặng thật mạnh đặt ở trước ngực của bé làm cho bé khó chịu muốn khóc mà dù bé già hoạt lại quỷ kế đa đoan nhưng bỏ đi lớp áo phòng hộ kia của mình trong khi bé vẫn chỉ là một đứa nhỏ 9 tuổi chia lìa đối với bé mà nói là một loại tra tấn quá mức trầm trọng nói thật Tuy là chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, nhưng bé thật sự rất là vui. Lực nắm ở cô áo đột nhiên nới lòng. Từ mi phục hạ lệ tinh thần, phát hiện trường triệt nhất buồn lòng tay, đặt bé xuống sàn nhà, không sách ở giữa công trung nữa. Bé ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua mặt tuấn tú, chỉ kịp thấy trong mắt của cậu có cảm xúc nào đó hiện lên. Đó không phải là phẫn nộ, cũng không phải là chăm chọc, cũng không phải là vui sướng. Bé cố gắng suy nghĩ nhưng không nhận ra cảm xúc trong ánh mắt cậu là gì Bé chỉ biết Là bản thân chưa bao giờ Nhìn thấy qua vẻ mặt đó của cậu Trường triệt nhất không nói gì Chỉ là quấy đầu thật tấp Nhìn bé một cái thật sâu liền xoay người rồi đi trở về phòng mình Trong những ngày kế tiếp chiến tranh đình chỉ Căn nhà triệt kiều nhật lại quay về hòa bình Một lần nữa trở nên ô tĩnh Biết từ mì sắp rời đi Đôi anh em này không hề cãi nhau nữa nhưng cũng chưa từng nói qua nửa câu. Ở cùng nhau dưới một mái hiên, lại coi như đối phương là người tàng hình. Ở trong mắt vợ chồng của nhà họ Trương lại cảm thấy đau lòng. Họ nghĩ, anh em bình thường cãi nhau. Đến khi thật sự phải chia lìa thì bắt đầu sầu não, cảm thấy lưu luyến không rời. Tranh cãi ẩm ý cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như không có tình cảm, thì sẽ chỉ là lạnh lùng đối đãi với nhau mà thôi. Làm sao có thể kịch liệt, mỗi lần như muốn ném thùng nóc nhà như vậy được chứ. Chính là thiên hạ không có buổi tiệc nào là không thành, mà giữa bọn họ, duyên phận hình như là đặc biệt mầm. Người cậu ở nước ngoài kia thái độ hết sức thành khẩn, tuy rằng công việc nặng nề lại không hề phân tâm, liền phái thư ký riêng đến tới nhà thăm hỏi bao lần. Cho dù nhà họ trương liên tiếp, bên tòa án vẫn hạ phán quyết, vợ chồng hai người bọn họ cho dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn buông tay ngậm lấy nước mắt, bắt đầu vì bé chuẩn bị hành lý. Đưa bé tới chợ phía đông thành phố mua quần áo. Phía tây mua văn phòng phẩm, phía nam mua đồ thổ sản, phía bắc mua sách vở. Rất giống thay con gái chuẩn bị đồ cưới. So với vợ chồng nhà họ trương sầu não, thì tư nghi thật ra là bình tĩnh hơn. Vượt qua cảm xúc chán nản ban đầu, bé rất nhanh đứng dậy, tinh thần nổi dậy, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống ở nước ngoài sắp tới. Tuy rằng trong lòng của bé có một ngàn một vạn cái không muốn, nhưng quan tỏ có lệnh bé không thể không đi. Nói trở về, nếu gia định phải rời khỏi, trước khi đi có một số việc, bé cũng phải tính toán thật tốt, làm một phát chấm dứt mới được. Gia đình phải rời khỏi trơn ra, một ngày trước khi rời khỏi Đài Loan là một ngày trời hè nắng chói chang, tiếng ve kêu không dứt. Vào lúc trạng vàng, trường triệt nhất xuyên qua hàng rào cây xanh, đi vào trong đình viện ngô quan như được đúc bằng tạc, thần sắc có một chút âm trầm. Ngay cả lúc được thắng lợi, cũng chưa hề thấy cậu lộ ra nụ cười. Ánh chiều ta phàn chiếu khắp cả căn phòng. Cửa sổ kiểu nhật bị kéo sang hai bên. Từ bên ngoài có thể thấy được ánh sáng sạch sẽ của ngoài cửa hiên, cùng với phòng khách không nhiễm một chút bụi. Từ mi ngồi một mình bên cạnh bàn ăn, hai tay bưng một cái bát, mái tóc dài đen nhánh buộc thành bím, rủ xuống đến thận đầu gối gương mặt thành tố kia, bộ dáng điềm đạm, ánh nắng mở nhạt chiếu xuống thật giống như một bức tranh xanh đẹp. Nghe thấy tiếng bước chân, bé đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhỏ long lanh vừa chuyển, lập tức tới trường kiệt nhất đi vào trong phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ban đầu lông túng tránh qua một bên. Sau vài giây duy tư, bé liên tục hút khí, ngừng tụ dũng khí rồi sau đó mới quay lại. Không yên mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Anh, anh trai, anh đã trở lại rồi ạ. À? Bé chủ động mở miệng, vẻ mặt căng thẳng. Thành âm ngoài ý muốn có một chút run run. Nhưng lời nói lại không liên quan, rõ ràng không biết nên nói chuyện gì. Trừng triệt nhất, cởi giày chơi bóng, đi thẳng đến sofa, ném bóng rổ vào trong đóng sách báo, rồi sau đó ôm dung ngồi xuống, cúi đầu vùi đọc sách báo, hoàn toàn không quan tâm tới bé. Anh trai à, cái kia, cái kia bé lại một lần đã hít khí. Bị phản ứng vô tình của cậu tổn thương, âm thanh rôn rảy tới mức lợi hại hơn. Ba mẹ còn chưa trở về. Em nghĩ anh sau khi kết thúc trận bóng đã đói bụng, cho nên thay anh làm một ít cơm nắm. Bé nói dùng bưng mâm cơm đi đến ghế sofa. Tờ báo thoáng hạ xuống mấy tấc, đôi mắt đen nhìn trong chọc bé, ái mắt tràn đầy hoài nghi. Em, lại đang bày trò khuyên gì thế hả? Em không có. Bé cãi lại, đứng ở bên cạnh sofa điềm đạm đáng yêu nhìn cậu. Trông triệt nhất nhìn bé vài giây, lập tức đem tầm mắt quay lại tờ báo, cự tuyệt sự tin tưởng của bé. Cậu đã có một đống kinh nghiệm thế thảm, biết cô nhóc này không hề giống bề ngoài hồn nhiên vô hại. Mấy tháng qua bọn họ giao thủ vô qua số lần, tên quỷ nhỏ này tuy chỉ có 9 tuổi, nhưng bàn về trình độ xa hoạt không tố kém gì người trưởng thành. Không đợi được câu trả lời, Thư mi ở một bên định nói tiếp. Anh trai à, tôi sẽ không bị mắc mưu. Cậu lạnh lùng đánh gãy, không cho bé cơ hội nói chuyện. Thân thể nhỏ nhỏ tức giận đến mức phát run, đôi môi đỏ bật ra sự thương tâm nức nở, đau khổ như bị cậu đánh cho một quyền. Anh không ăn thì thôi. Bé dỗi hô to quay đầu bước đi, thùng 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 chạy đến cửa hiên, lại còn bị tiếng khóc kiềm nén quay quần ở trong phòng khách. Tiếng khóc kia rất nhỏ, nhưng lại giống như cây kim chui vào trong lòng. Cho dù là người tàn nhẫn nhất, cũng không thể không bị làm cho đau rát. Trường chết nhất buông tờ báo xuống, cờ bắp có một chút co rút, ở trên vẻ mặt không lạnh cứng rắn như là lúc nãy nữa. Trên cờ hiên có một bóng lưng gầy yếu đang ngồi, đôi vai mảnh mai kia, thỉnh thoảng vì góc nước nờ mà run run, xem ra là rất bất lực, thật là đáng thương, khiến người ta vô cùng đau lòng. Chẳng lẽ em thật sự làm cho anh chán ghét đến như vậy sao? Thơ mi cắn cơm nắm, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống. Em chỉ là trước khi muốn rồi đi Muốn hào hạo với anh thôi mà Thật lâu sau Đằng sau rốt cuộc cũng đã có động tính Trường chết nhất đi đến bên cạnh bé Cái tay từ trước đến nay Chỉ biết đánh bé đau Thái độ dịu dàng khác thường Vân tay xoa ra mái tóc rối của bé Một lớn một nhỏ rốt cuộc ngừng chiến Dùng cơ chỉ ấm áp này đạt được hiệu ước ngừng bắn Cô ngồi ở trên cửa hiên Nhìn cảnh vật ở trong đình viện Hải Lý đã chuẩn bị xong hết chưa Cậu cắt tiếng hỏi Thư mi yên lặng cắn cơm nắm Mặt cục ở phía trước ngực Làm người ta không thấy rõ được biểu tình Sau khi ổn định Nhớ rõ là gọi điện thoại về nói một tiếng Bé không nói gì Cũng không có gật đâu Chính là trầm mặt đem mâm cơm đến trước mặt của cậu Một cảm xúc buồn bực vọt tới Trường triệt nhất nhớ mày Không cự tuyệt đồ ăn của bé Tay cầm cơm nắm nhét vào miệng Lúc này cậu mới phát hiện ra Bản thân có một chút liên tiếp Nhóc ác ma tiên quái này cậu nuốt chừng mấy miếng không biết mùi vị ghê tầm nào đó lặng lẽ từ dạ dày xông tới nên dần dần nổi lên nghi ngờ cái này là cái gì chứ cậu cẩn thận hoài, mày rậm nhíu chặt sắc mặt cũng trở nên vạn phần có coi từ mi ngẩng đầu lên liền lộ ra nụ cười vô tội là cơm nắm đậu đỏ mặt của trương triệt nhất nháy mắt tối sầm tức giận nhảy dựng lên cậu muốn chửi ầm lên đầu lưỡi lại đau đớn không thể mở miệng một cảm giác ngơ ngáy hiện lên trên da như bị vô số con bọ bò cắn cắn. Đáng chết, cậu bị lòng nhân từ của chính mình hại chết mà. Giang dần dễ đổi bản tính khó rồi. Cậu vậy mà lại bị con nhóc này lừa một lần nữa. Thật là ngu muội trúng kỷ kế của nó. Thư mi giống như con thần lằn nhỏ, nhanh chóng chui về phía sau, đảo mắt chạy tới nơi tay cậu không thể với tới được. Anh trai à, cơm nóng này ăn có ngon không? Em từ qua rất là nhiều lần, rốt cuộc mới lại bỏ hoàn toàn đều vị đậu đỏ một chút ăn cũng không thấy nha. Bé cong môi cười ngọt ngào, đôi mắt sáng lấp lánh, Lẽ ra một tia giả hoạt. Nhưng mà không xong rồi, bây giờ em mới nhớ anh bị dị ứng với đậu đỏ, không thể ăn lại đồ này nha. Những người thân cận quay nhà họ Trương đều biết, Trương triệt nhất đi rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng lại có một chứng sợ đậu không lớn không nhỏ. Nếu như có chất đậu vào trong, thì tế bào sẽ dẫn đến chất dị ứng này, khiến cho cậu rất là nghiêm trọng. Một khi đã ăn nhầm lập tức sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, mấy ngày không thể xuống giường. Từ khi bé bước vào nhà họ Trương, cả Tố Quyên đến đem lịch sử trúng độc của con trai trở thành chuyện cười kể cho bé nghe. Cho nên nói, đối với phản ứng mẫn cảm của cậu, bé biết rất là rõ ràng. Cậu dãy ruột định mở miệng, cho dù cơ bắp đậm bốt bắt đầu buồn rồn, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, đi từng bước từng bước về phía bé. Một, hai, tư mi nghiêng đầu, một tay gầy gầy bím tóc chậm rãi đọc dây. Căn bàn là công tính chạy trốn Khẳng định tính mạng của mình là vô lo Trừng triệt nhất nghiến răng lườm bé Thân hình cơn trắng chun chun Bóng tối đánh úp lại Ý thức của cậu càng lúc càng mơ hồ Rốt cuộc không không chớn nổi nữa Đáng chết cậu không thể té dịu được Cậu muốn giết chết con bé kia Cậu muốn băm vào một con nhỏ kia thành tám khối Không cho nó đi gây hoại nhân gian Cậu muốn Cậu muốn Lầm một tiếng trường triệt nhất ngã xuống Thật sự là quân tử báo thủ ba năm cũng không muộn. Đối với tiểu nhân Thư mi mà nói, muốn báo thủ chờ bao lâu cũng không tính là trễ. Chính là ông trời đối đái với bé không tệ. Chỉ để cho bé phải đợi mấy tháng đã đưa đến cho bé một cơ hội tốt này. Để cho bé chỉnh cái tên ngược đái trẻ em kia, còn không lo bị trả thù. Trường triệt nhất thật sự là quá ngây thơ rồi. Cậu tổng cộng đánh bé 14 lần, trên cái mông nhỏ đáng thương của bé, ra sức đánh 228 phát bé làm sao có thể chịu để yên đây. Khi vợ chồng họ trương về nhà, phát hiện dị ứng của cậu con trai phát tác, chỉ có thể luống cuống tay chân đưa cậu lên giường. Thẩm oán cậu lớn như vậy rồi, ăn cái gì cũng không một chút cẩn thận, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Cái cô bé bận rộn đoạt công việc chăm sóc bệnh nhân kia lại chính là tên đầu giỏ gây ra chuyện. Xử lý xong cho con, vợ chồng nhà họ trương mà các loại lễ phật rồi lại một trận khóc mà ôm lưu luyến không rời. Bọn họ nắm tay thưa mi Ăn cần dạy bảo Nói tận đến tối Thẳng đến đêm khuya đôi vợ chồng tiến vào trong mộng đẹp Một cái đầu nhỏ chạm rãi Nhìn về quanh cửa phòng Đôi mắt trong suốt nhìn trái nhìn phải Xác định bốn bề vắng lặng Rồi sau đó chuẩn em đến phòng của Trương triệt nhất thanh niên anh Tuấn nằm ở trên giường Hai mắt nhắm nhìn sắc mặt tái nhợt Cho dù là đang hôn mê Mày rậm kia vẫn đang nhăn lại Không hề thả lòng Bé lặng lẽ ngang nhiên đi vào đến mép giường tới cần xem mi mắt anh Tuấn kia. Thằng đến sau lúc này mới dám bạo gan suy nghĩ. Nói thật, anh ta tuy rằng là đáng giận nhưng mà xác thực rất là đẹp trai. À, không nên không nên. Cho dù anh ta đẹp trai, cô không thể chấp nhận được hành vi ngược đãi trẻ em của anh ta được. Bé làm sao có thể bị sắc đẹp làm mê muội nhìn đến ngây người, người được cơ chứ. Thời gian cấp bách, bé cần phải nhanh một chút tìm ra ông heo bảo bối của mình mới được. Thư mi hít sâu một hơi giống như là kẻ trộm. Ở trong phòng lục tung, thỉnh thoảng quay đầu lại, xác định tuần nhăn vẫn như cũ ngủ say đến bất tỉnh. Anh rốt cuộc, là dấu ông heo của tôi ở đâu rồi? Bé thì thao tự nói, cũng không chờ mong cậu có thể trả lời. Đôi tay nhỏ bé sờ sẵn, cuối cùng rốt cục cũng đụng đến ở dưới giường. À chỗ này sao? Ừ, là cái gì đây nhỉ? Là giày ư? Không phải là cái này, đây là cái gì? Đột nhiên bé kinh hô nhỏ, Quả nhiên là từ dưới rừng lấy ra được ba ống heo nhỏ. Đại khái là bé kinh hỉ hoan hô, đã kinh động đến trường triệt nhất. Đôi mắt phút chốc mở hướng ác lầm bé. Ánh mắt của cậu thật là lợi hại, quả thực như là muốn dùng nó, đâm ở trên người bé hai cái lỗ vậy. Bé khẽ kêu lên một tiếng, liên tục lùi về phía sau, tuy rằng bộ dáng chặt vật, hai tay ôm lấy ống heo, kiên trì muốn cùng ống heo bảo bối, đồng sinh cộng tử. Thật sự là dọa chết người mà. Mẹ không phải đã nói, anh ta uống thuốc dị ứng xong thì sẽ mê man mấy ngày hay sao? Vì sao lúc này còn tỉnh lại chứ? Ôi trời ạ, à, kế tiếp thì phải làm sao đây? Anh ta sẽ xuống giường bắt bé, sẽ hùng hăng đánh bé một chút sao? Bé ngồi tại chỗ, tưởng tượng sức mạnh quần phiêu, mồ hôi lạnh ứa ra. Do một lúc lâu mới phát hiện, cậu thấy rằng thanh tỉnh, nhưng vẫn nằm ở trên giường. Ngoại trừ dùng ánh mắt để lườm người ta ra, hình như cậu không thể làm gì cả làm cho tôi sợ muốn chết. Thì ra anh không thể cơ động sao? Bà vẽ vỗ vỗ ngực, như là trút được cánh nặng mà đứng dậy. Cô lấy dũng ký tiến đến bên giường nói. Này, anh có khỏe không? Có thích tôi cho anh lễ vật chia tay hay không hả? Môi mỏng giật giật. Cậu miễn cưỡng phun ra vài âm thanh ti rằng trầm nhỏ, nhưng mà thái độ thật là kiên quyết. Tôi muốn giết cô. Bé nâng mày liễu, không sợ chết lộ ra nụ cười. Càng thêm xác định là cậu không thể động đậy Một thì không làm, mà đã làm thì làm cho chót. Nếu như đã chọc giận cậu, như vậy bé rất khoát là bằng bất cứ sáng nào, cũng phải làm cho chút chuyện cậu ấn tượng khắc sâu hơn. Đừng có hung dữ như vậy mà, tôi đến để nói lời từ biệt với anh nha. Anh còn nhớ không hả, tôi thích chụp ảnh. À, không chỉ là chụp hình của anh để bán đi đâu, đương nhiên cái đó tôi cũng rất là thích nha. Bé khoái trá cười rồi nhẹ nhàng tiếu sái đi đến mép rừng Nhìn thẳng cặp con người đen đang tức giận muốn phun hỏa. Tôi nghĩ muốn chụp hình để làm lưu niệm Anh nhất định sẽ không phản đối chứ Nha Trường Triệt Nhất không có hé răng Tiếp tục dùng ánh mắt mua sát bé Thời mi cho loại phản ứng này chính là đồng ý Vì vậy trở về phòng Sau một lúc lâu bé quay lại Ông heo đã biến mất Nhưng thay vào đó là một cái máy ảnh chụp cũ Anh trước tiên Là chờ tôi một chút nha Bé mỉm cười nhảy lên bàn học của cậu Rút ra thùng giấy cắt tông Cùng với cái bút kỳ quái chuẩn bị làm môn thủ công trong lúc vô tình lại nhìn thấy một cái hộp được đóng gói tinh tế. Máy phiên dịch có tiếng. Anh muốn tặng cho ai? Giá trị lớn như vậy chứ? Bé kinh ngạc truy hỏi. Cậu cửa tiệp nói ra đáp án. Chính là không nói gì mà trần bé. Không nói thì thôi. Tư mi nhún nhún vai cầm cái bút kỳ quái tìm một chút hình vẽ. Lại dùng kéo cắt thành. Tiếp theo ánh mắt xinh đẹp quét tới trên giường. Bé không có ý tốt mà cười hề hề không hùng. Được rồi, Chúng ta cùng đến để chụp ảnh đi Bé làm ra dáng vẻ anh hùng Đi đến bên giường rồi chậm rãi mở nắp bút Sau đó trong ánh mắt vừa vẫn nộ vừa kinh sợ của cậu Bé cẩn thận Tô đen toàn bộ cái mũi cao thẳng kiên định của cậu Tiếng cầm gửa lan luận ở trong cổ hồng Toàn thân cậu cứ ngắc Cơ hồ như muốn cầm rú ra tiếng Bé vườn ngón tay non nớt Đặt trên môi mỏng của cậu Rất là thành khẩn khuyên bảo Trang ăn lần đường kêu nha Mặt mũi của anh quan trọng hơn Chàm ngàn lần không để người khác biết Anh bị một đứa bé 9 tuổi chỉnh ngã nha Một bên khuyên bảo Trên tay của bé vẫn không ngừng tiếp tục vẽ tranh trên mặt của anh Tàn hình trắng chất bởi vì phẫn nộ cực hạn mà run run Cậu hiết khí liên tục Hối hận ngày đầu tiên nhìn thấy bé Đã không bóp bé chết tươi À như vậy là được rồi Bé phung bút lần quấy Lấy ra giấy các tông dày làm một cái tai lớn thay cậu mang lên trên đầu Rồi sau đó lươi ra phía sau từng bước thưởng thức thành quả vất vả của chính mình. Không xong, làm sao anh lại giống con chuột Mickey chứ? Lại ngược lại là giống hồ ly. Nhưng mà không sao, tôi vẫn nguyện ý chụp để làm ảnh lưu niệm nha. Bé một bên cầm máy ảnh, bắt đầu chụp cậu. Chấp đèn một lần đã sáng lên. Mỗi lần xuất hiện thì sắc mặt của cậu lại đen hơn một phần. Trước khi cậu không thể khống chế được một giây nữa, bé rốt cuộc dừng tay, qua mặt tươi cười nịnh nọt buông máy chụp ảnh. Đây rồi, cảm ơn sự hợp tác của anh nha. Bé tô phim chụp ảnh xong Mới rút ra mấy tờ giấy ăn Ghé vào bên giường thay cậu lau mực ở trên mặt Đừng có dị mặt ra như vậy Tôi... Đúng lúc này ngoài cửa có âm thanh vang lên Bé thở dốc vì kinh ngạc cấp tốc tắt đèn Xong đời rồi Nhất định là khiến anh ta tức giận quá mức phát ra âm thanh Mà đã đánh thức ba mẹ rồi Thơ mi vội vàng nhìn chung quanh Tìm nơi có thể trốn Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Bé không có cách nào khác, vội vàng hít sâu một hơi, tiến vào trong ổ chăn cuộn mình ở trên ngực, dán chặt trên thân hình rắn chắc của cậu, ngay cả thở mạnh cũng là không dám. Vài giây sau, ở trên cửa truyền đến tiếng gõ. À chết à, Quyên ở ngoài cửa kêu nhỏ, trương chấn cũng đi ra khỏi phòng ngủ. Làm sao vậy chứ? Em nghe thấy có tiếng động. Chắc là em nghe lầm rồi. Ông đánh một cái ngắp lớn giữa chặt vợ yêu đi về phòng ngủ. Ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Tiếng nói chuyện của hai người càng lúc càng mơ hồ, dần dần đi xa, một chỗ khác trên hành lang truyền đến tiếng đóng cửa. Thằng đen kia trong phòng trở về yên tĩnh, Tư Mi mới dám lặng lẽ kéo chăn bông xuống. Ô trời ạ, à, thật là nguy hiểm mà. Bé vụ trộm thở ra, lau mồ hôi lạnh ở trên trán, ở trong ngực cậu cử động thân hình. Mới nãy thật là nguy hiểm, có đúng không? Bé lộ ra nụ cười, đoán cho cậu rất là dễ dàng tuyệt đối sẽ không mở miệng kêu kêu. Trường triệt nhất toàn thân cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Cút ngay. Tư mi cau cau cái mũi hừ một tiếng. Cút thì cút, ai đem ở lại chứ. Bé tròn ra khỏi ổ chăn, cầm mấy cái ảnh chụp ở trên mặt đất lên, nhằm vào con đường nhỏ vừa mới lèn vào lúc trước. Lấy tốc độ so sánh với một con rùa bị trống gió, chậm chạp mà đi ra ngoài cửa, thân ảnh nhỏ nhỏ biến mất ở trong bóng đêm. Bên trong gian phòng to như vậy Chỉ còn lại trương triệt nhất buồn bực không thôi Nằm ở trên giường không thể ngủ Dùng anh tâm trầm thấp khăn khăn Một lần nữa lại mắng tên của bé Trần trời vừa mới lộ ra một chút ánh rạng đông Một chiếc xe hơi cao cấp đã đậu trước cửa nhà họ trương Lái xe ăn mặc trình thề Trước tiên thầy thư mi chuyển hành lý vào trong xe Rồi sau đó liền đứng ở trước cửa Đợi vợ chồng nhà họ trương Diễn xong trận đưa tiễn cảm động 18 người này. Tiểu à, con nhất định phải tự chiếu cố cho mình đó nha. Kha Tô Quyên khóc một phen nước mắt nước mũi, rồi lại một lần nữa ôm chặt lấy Thư Mi. Ừ, con biết ạ. À, bé ngoan ngoãn gật đầu, ở trong lòng cũng rất là khổ sở. Lúc sống chung, bé thật sự cảm nhận được đôi vợ chồng này đối với bé rất tốt. Cô giáo Kha, chúng tôi phải xuất phát rồi. Thư ký trẻ tuổi mỹ mạo, thúc giục, lo lắng không kịp lên máy bay. Xin hãy yên tâm, ngay khi đến Mỹ, con sẽ lập tức gọi điện thoại báo bình an cho mọi người. Trường chấn ôm vợ đang khóc nức nở, thần sắc ngưng trộm. Tiểu mi xin nhờ cô rồi. Thư ký gật gật đầu, nắm tay của Thư mi đi ra ngoài, xuyên qua cửa hiên trăng đầy bồn hoa. Bồn hoa này so với lúc đến càng tươi tốt hơn. Trên cây từng tư từ có nhiều bông hoa vàng nhỏ nở rộ, lặng theo gió tung trời. Trên bức tường trắng khói đen của bụi thường xuân vẫn leo nhiều, chính là màu sắc tùy bốn mùa thay đổi, có khi hồng, có khi xanh. Bé ở trước xe quay đầu nhìn toán qua, nói với chính mình là muốn vĩnh viễn nhớ rõ cảnh sắc gia đình này. Tiểu thư, lên xe thôi. Thư ký ở bên cạnh cất lời khuyên nhủ. từ mi gật gật đầu, ngồi vào chiếc xe limous, bé nhìn tròng chọc, chọc vào đuôi giày xa, không dám ngừng đầu. Sợ khi tầm mắt tiếp xúc với vợ chồng của Trương xa thì nước mắt sẽ không khắc chế mà được tràn xuống. Tài xế khởi động xe đang chuẩn bị lái đi, đột nhiên có một bóng đen lao đến, kề sát cánh cửa xe, lại còn hung ác đánh mạnh lên cửa kính. Kể thơ mì, đi ra. Trường triệt nhất quát, gần mà giữ tờn dán lên cửa kính, hai mắt đỏ ngầu tự như là muốn phun hỏa. Cậu dựa vào nghị lực cùng tức giận, chồng đỡ cơ thể yếu ớt của mình lao ra cửa, khẩn cấp suy nghĩ muốn bắt bé lại để mà báo thủ. À, à triệt, còn có thể xuống giường rồi sao? Vợ chồng của nhà họ Trương đứng ở một bên kinh ngạc nhìn con. Theo như là kinh nghiệm trước đây, chứng bệnh dị ứng, hơn nữa còn ảnh hưởng của thuốc. Thằng bé thế nào cũng phải nằm trên giường 2-3 ngày không thể xuống. Lúc này còn mang bệnh dãy sợ chạy ra, cấp tốc muốn gặp Thư mi lần cuối. Tình cảm anh em này, quả thực là tốt đến mức làm cho người ta muốn khóc mà. Tiểu thư à, có cần phải bỏ kính xuống hay không ạ? Thư ký ở bên cạnh cất tiếng hỏi. Không cần, không cần. Thư mi vội vàng ngăn cản. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Tú Tức giận tới cực điểm Đau thương trong lòng dường như có phép thuật Mà biến mất Bẻ cách cửa xe Cười khẽ ném cho cậu một nụ hôn gió Để rồi lái xe đi Xe khởi động chậm rãi đi ra ngõ nhỏ Mà ngoài cửa sổ Trường triệt nhất còn đang rít cào Khuôn mặt Tuấn Tú càng lúc càng lời xa suốt cuộc rơi khỏi tờ mắt của cô Chỉ còn lại là tiếng mắng mơ hồ Quanh quẩn bên tai. Xe càng đi càng xa ngôi nhà trên kiều nhật kia Đôi vợ chồng dịu dàng kia, tiếng rít cào buồn bực của thanh niên kia đều đã bị để lại xa ở phía sau. Bé sâu một hơi, mang theo nụ cười xấu xa, nhìn về phía con đường trước mắt, ở trong lòng yên lặng nói lời từ biệt. Anh trai thân mến, hẹn gặp lại. Trở lại thời gian 15 năm sau, cô bé đáng yêu ngày xưa, trải qua thời gian thử thách, này đã lột xác trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khiến đàn ông phải kinh diễm chỉ cần liếc mắt một cái là có thể ghi nhớ cả đời chỉ cần cô mở miệng thì đám đàn ông sẽ như che giảng măng mọc mong muốn gặp được cô chỉ cầu được người đẹp ưu ái chẳng qua khi cô nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia là muốn nuốt cô còn ánh mắt của người đàn ông này chính là muốn giết cô cô khó khăn nuốt nuốt nước bọt ngờ đầu nhìn người đàn ông nguy hiểm kia trường triệt nhất trước mắt so với năm đó lại còn cao lớn cường trắng tính tình lợi còn nóng này vào hung hăng. Đường nét anh Tuấn đẹp trai qua ngày xưa, nay đã trở nên lạnh lẽo mà thô lỗ. Hắn bây giờ dũng mãnh mà lại càng cay nghiệt, so với mấy chục năm trước lại càng nguy hiểm. Chỉ cần là người biết quý trọng mạng sống, sẽ không có ý định để treo chọc hắn, khẳng định là trốn rất xa, rất xa. Đã quá muộn rồi, mà cô đã sớm treo chọc đến hắn rồi. Hồi ước giống như thủy triều vọt tới, vang lên ầm ầm quấy loạn ở trong đầu của thư nghi. Nhớ tới trước khi rời Đài Loan Cô làm những chuyện kia với hắn Thì mùi hôi lạnh chảy ròng ròng Gần như muốn bật ra tiếng Ai, đây khẳng định là ác mộng mà Cô nằm mơ cũng không nghĩ đến Đời này còn có cơ hội gặp lại trường triệt nhất Mà cô lại càng không nghĩ đến Sẽ cùng với hắn ở trong thang máy Hắn chuẩn bị là dùng phương pháp gì Để mà trả thù cô đây Từ mi bắt đầu hoài nghi Bản thân còn có thể sống Để ra khỏi thang máy hay không anh 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 muốn làm cái gì âm thanh cổ cô không nhịn được mà run run đôi chân than dài cũng run rẩy không ngừng hình tượng bình tĩnh chuyên nghiệp lúc trước bây giờ đây đã hoàn toàn không thấy được nếu không dựa vào sự tự tôn cố gắng chống đỡ thì khẳng định cô đã sớm ngã xuống dưới đất rồi trường triệt nhất những mày rậm lùi vài bước hai tay còn giữ ở gáy cô đối với sự chịu động của cô cũng không có buông ra dưới ánh đèn mọc mỏng manh đôi mắt đen lợi hại chậm rãi chậm rãi lướt qua những đường cong xinh đẹp nữ tính của cô lẽ ra ánh sáng khó hiểu cô nói tự xem hắn không có ý tốt mà hỏi lại bộ sáng xem ra thật là tả cô ôm cặp tài liệu giống như là bị đổ một thùng nước đá vào đầu cả người run rẩy lại càng thêm lợi hại hơn tục ngữ nói đúng gặp lại không bằng nhớ nhung thì nói ra cách ngày ấy cô đã từng yên lặng nói hẹn gặp lại với hắn ở trong lòng nhưng cũng không đại biểu rằng cô phải thật sự lại thấy hắn nha. Nếu như có thể lựa chọn, thì cô tình nguyện cả đời này yên lặng nhớ nhung bộ dáng hắn bị cô chỉnh lên đen mặt ở trong phòng. Chẳng lẽ lúc trước cô có phần hơi quá, ngay cả ông trời cũng nhìn không được, cho nên mới làm đại lễ đưa riêng cho trương triệt nhất, để hắn có cơ hội tự tay báo thủ cùng cô tự ôn chuyện sau Anh, anh không phải là muốn đánh tôi đó chứ? Từ mì hồ nghi hỏi, tìm đập nhanh hơn phần mông bao được bởi chiếc váy tơ tằm, bởi vì trong đầu nhớ lại quá mức rõ ràng, bắt đầu có một chút đau đớn. Ngoại trừ gầm rú mắng mỏng ra, cô càng sợ tuyệt chiêu của Trương Triệt nhất hơn. Có cái gì mà không thể chứ? Hắn cười tà ác, cầm một bên bả vai của cô, dùng sức mà lôi kéo. Cô kinh hãi thét ra trái tay, chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị hắn đẩy ngã về phía trước, càng người ghé ngã ở trên đùi của hắn, chật vật làm cho mặt của cô hồng lên. Từ thế bất nhã như vậy Cô thế mà thật sự quen thuộc 15 năm trước mỗi khi cô đùa dai Trương triệt nhất sẽ cậy mạnh mà tóm cô Đùa nghịch cô thành như vậy Rồi sau đó Trời ơi tên này là thật sự nghiêm túc sao Trường triệt nhất mau dừng tay lại Cô kinh hoàng giãy rùa Chân than dài đá lung tung giống như một con tôm sống Để mà xoay loạn xạ dạ trên đuổi của hắn Lại không có cách nào tất khỏi sức mạnh của hắn Hắn chỉ dùng một tay Liên chặn được sự phản kháng của cô, làm bàn tay to ta dày rộng chặn trên lưng cô, lại còn mạnh mẽ như là kìm sắt. Tôi nói một lý do, vì sao tôi nên dừng tay hả? Hắn cái lạnh bè bè ngón tay, khởi động thân chuẩn bị phạt người, cấp giường còn phát ra những tiếng răng rắc thanh thúy để mà phụ họa. Chúng ta, chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Anh à, nói trước đây thật sự là không nên dùng phương pháp này để giải quyết. Nếu anh còn để ý, thôi tôi nguyện ý giải thích mà cô vừa thẹn vừa vội miễn cưỡng các chế kinh hoàng ở trong lòng thử cùng hắn nói đạo lý hy vọng có thể miễn việc ra thịt bị đau thế nhưng đáng tiếc trông triệt nhất không phải loạn lại người có thể nói đạo lý tôi không cần cô giải thích hắn âm u nói bàn tay dày rồng uy hiếp nâng lên kiên trì muốn cô vì trò đùa dài nho nhỏ năm đó mà phải trả giá thật là thê thảm mắt thấy lời nói vô dụng cô giải ruột lại càng thêm lợi hại hơn bắt đầu thét chói tay. Tiếng kêu kinh hoàng quay quần trong không gian nhỏ, nghe ra là cực kỳ thảm thiết. Dừng tay lại, anh, anh muốn làm gì? Không được đụng vào tôi, anh không hiểu tiếng quốc ngữ sao? Anh, trôn chuyện nhất, anh đừng chạm vào tôi, anh dám, anh dám sao? Hắn dám, bàn tay đàn ông hạ thật mạnh xuống, chuột xác đánh vào cặp mâm trắng non mềm, thì hành hàng lòng thập bát trưởng với cô gái. Thanh âm thanh túy quanh quẩn ở trong thang máy vang lên một cơn đau bằng rát ở mông Đào đến nước mắt của cô nhanh chóng chảy xuống cô chờ từ bỏ ý định vặn vẹo gập lại đôi chân than dài dùng giày cao gót dồn sức đá vào vai hắn muốn đạp chết cái tên báo giả đáng giận này trường triệt nhất lại giống như là ruồi bỏ dễ dàng tóm được chân cô cởi giày cao gót ra ném tới góc hai ba phát liền bỏ được võ trang của cô một đòn nghiêm trọng lại đến cô bị thương kêu lên một tiếng không thể tin sự việc đã cách nhiều năm mà tên đàn ông này còn không quên ân án xưa vẫn ghi hận cho đến tận bây giờ anh mau dừng tay lại tôi mới không phải là trẻ con anh không thể đối xử với tôi như vậy cô ấy thở dốc không thôi xấu hổ phát hiện bàn tay bắp đùi của hắn kết hợp siết chặt phần mềm mại tròn trịa của cô tùy ý cô vặn vẹo dễ dụa mà sát kỳ nặng khi nhẹ tôi biết cô không phải là trẻ con nữa Hắn cười lạnh vài tiếng Không có ý định dừng tay Cái đó không thể ngăn cản tôi Ngược lại còn gia tăng lạc thủ báo thủ của tôi Từ mi hít một ngụm khí lạnh Không thể tin được hắn lại ác liệt như vậy Ngay cả lời nói thất lễ như thế Cũng có thể nói ra khỏi miệng Sau khi rời khỏi Đài Loan Cô đã được giáo dục một cách tốt nhất Lễ nghi cũng được dạy dỗ không chê vào đâu được Đừng nói là những lời thô lỗ thô tục Cô ngay cả mắng cũng ít khi nói Sau khi trưởng thành cô bước chân vào thương trường cũng đã từng giao thủ với không ít đàn ông trong đó cũng không thiếu những kẻ háo sắc muốn chiếm đặt nhưng dựa vào người cậu tài phố cùng với trí tuệ của cô những tên đàn ông vòng tường chiếm tiện nghi đó đều đã bị cô tứ lạng bạc tiên cân, ngăn cản đến nay vẫn chưa có người nào có thể âu yếm được cô mà trơn triệt nhất hắn lại mơn cớ báo thù chụp cô vào trong lòng thân hình chán chất làm cằn tiến đến ôm ôn hương nguyễn ngọc của cô mà hình như một chút cũng không để ý, ngược lại còn thật sự là hưởng thụ. Cô xấu hổ lại tức giận, ngay cả má vấn cũng đã đỏ lên. Anh thật là không biết xấu hổ mà. Đáp lại lời nói của cô lại là một đòn nghiêm trọng. Cuộn phim đâu rồi? Hắn hỏi. Cuộn phim gì chứ? Cô già ngu hỏi. Chuột Mickey Lời ít ý nhiều, lại tặng thêm một cú phụ hòa Thời mi bị đánh cho tức giận ở trong lòng. Đôi môi đỏ mọng hé ra bắt đầu nói buồn nói vậy à cái đó sao tôi vẫn cất giữ cẩn thận lắm gặp được bạn bè nào đến đài loan liền rờ ra một tấm làm cho bọn họ để làm kỷ niệm lần này cô đánh đặc biệt là nghiêm trọng hơn đúng là đáng giận anh còn dám đánh tôi nữa tôi sẽ đem đi chạy ở trên trang web đăng ảnh chụp lên để cho mọi người trên thẳng thế giới này biết được cái dáng vẻ ngô xuân của anh cô nghiến răng nghiến lại nói đang mất uy hiếp lớn hơn đèn báo động đột nhiên tắt ngọn đèn trên đầu đột nhiên sáng trăng thang máy khôi phục lại hoạt động tiếp theo đi một tiếng hai cánh cửa thang máy vốn đóng chặt được mở ra một đội ngũ chân trúc ở ngoài cửa có người phụ trách phúc nhĩ ma xa nhân viên còn có những người của công ty khác cũng tới góc vui cùng với nhân viên kỹ thuật đang sửa chữa thang máy mọi người ba tầng bước trước ba tầng bước sau chân trúc chật như nêm trước thang máy tất cả đều ngó đầu giáo sắc nhằm thẳng vào bên trong nhìn kỳ đầu thư hai người ồn. lăng Vân mới nói được một nửa lên bởi vì tình hình quái dị ở bên trong thang máy mà dừng lại. Những người khác cũng ngay dạy, có người thấp giọng bàn luận, có người mãnh liệt rụi mắt, xác định xem có phải mình nhìn lầm hay không. Khó mà tin, được ở trong khoảng thời gian ngắn, nam nữ ở trong thang máy có thể phát triển nhanh chóng như vậy. À không, không đúng không đúng. Nhìn kỹ lại, tuy nói cô gái kia quần áo có một chút không trình tề, mặt còn đỏ bừng hồn nhiên, nhưng tư thế bày ra thật sự là quá mức kỳ quái dáng vẻ của bọn họ không giống như đang sảng bậy thầu hoàn nam nữ mà ngược lại đang dùng cách xử phạt về thể xác của giáo viên và học trò ngược lại thư mi đang xấu hổ túng quẫn trường triệt nhất vẫn như cũ nâng tay lên không coi ra gì tiếp tục hành hình này anh mau dừng tay lại anh không thấy được sao ngăn lại không có hiệu quả cô cúi đầu không dám tiếp xúc ánh mắt của những người đó xấu hổ đến mức toàn thân nóng lên tức giận đến muốn muốn cắn chết hắn Thắng đen khi bổ sung đủ 20 phát nữa Đôi tay dày rộng kia rốt cuộc cũng ngừng lại Nhưng không hề hạ xuống Mà rơi trên đỏ vai rôn rôn cổ cô Không một chút lưu tình mà đẩy cô xuống Mông trắng đụng vào mặt đất Từ mi lại một lần nữa đau ra nước mắt Cô ngồi dưới đất một tay xoa mông đau Nước mắt lưng tròng Ánh mắt oán hận trừng hắn Quá tháo xong trừng triệt nhất ngay lập tức đứng dậy Mặt không một chút thay đổi cất bước đi ra ngoài Đôi mắt đen lợi hại đảo qua bốn phía Tầm mắt sắc đến như là sao kia so với lời nói còn có tác dụng hơn bức từng người ở bên ngoài thang máy cứ như là ma tây tách ra khỏi hồng hải tự động lùi lại nhanh chóng tạo ra một con đường thẳng tắp chứa ngại vật duy nhất trên con đường thanh thang chính là lăng vân mặt mang theo nụ cười hắn còn môi hai tay khoanh ở trước ngực vẻ mặt mỉm cười đây là nguyên nhân cậu kiên trì muốn tôi lên bác sao trường triệt nhất nhíu mày hoài nghi kẻ trung thành thẳng thắn này kỳ thật là tâm cơ mưu lực so với bất cứ kẻ nào đều thâm sâu hơn. Đã sớm nhận ra tư mi, lại trước sau giữ kín không nói, làm cho mọi người chẳng hay biết gì cả. Lăng Vân nhuốn vai, không bị ánh mắt lạnh lẽo kia dọa lùi, thái độ vẫn rất là song lười, thanh thản. Tôi chỉ là muốn xem, một màn cảm động anh em gặp lại nhau, nên mới trong lòng để mà sắp xếp tất cả. Hắn mềm nhẹ nói ngữ khí thành cần, làm cho người ta không thể hoài nghi thiện ý của hắn. Trần chỉ nhất lầm hắn một lúc lâu. Biết cho dù dùng ánh mắt lạnh như băng, cũng không dọa lười được cái vẻ mặt tươi cười tào nhã kia. Hắn ở lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, nhìn về phía người vẫn đang ngồi trong thang máy. Là thơ mi, mắt chữa lệ xoa lấy mông. Đôi mắt sâu không lường được, nhìn từ qua mặt xinh đẹp ẩm ướt nước mắt, chạy qua chiếc cái trắng nón mịn màng. quần áo che lấp những đường cong mềm mại nữ tính ở bên dưới, cùng đôi chân thân dài. quần áo của cô hỗn độn sợi chóc được chỉnh sửa cẩn thận lúc này tán lặn như mây nhưng về mặt chật vật kia ngược lại càng làm cho cô tăng thêm mấy phần mê người một chút hòa diễm cực kỳ nhỏ bé nhảy vào phía sâu trong con người đen khiến ánh mắt của hắn càng thêm lé sáng từ mi nhẹ nhàng than nhẹ một nữ nhân viên tới trợ giúp đôi chân mềm nhũn đứng dậy vừa mới ngừng đầu lên liền phát hiện hắn đang hiếp mắt nhìn cô không giấc cô hít sâu một hơi tuy rằng mông vẫn đau như cũ nhưng nhất quyết muốn thoát khỏi uy hiếp thiên tính không chịu thua lại lá đầu ra cô kêu ngạo hết cầm buồn bực lườm lại đợi xem hắn còn có chiêu nào ác liệt chờ xuất ra sử dụng hay không một nam một nữ cách một đám người không một tiếng động rằng co sau một lúc lâu trường triệt nhất hở hững bỏ qua một bên tầm mắt bước chân mở ra rồi quay đầu chuẩn bị rời khỏi hiện trường cậu muốn đi đâu chứ lăng vân cất tiếng hỏi trở về trở về ư hắn kinh ngạc lặp lại Nước mắt nhìn thương mi một cái Vậy còn dự án hợp tác thì sao? Hủy bỏ Hủy bỏ ư Khuôn mặt bởi vì thức giận đò bừng lập tức chuyển thành trắng bệch Hủy bỏ ư Dự tán hợp tác này đã hao tồn có biết bao nhiêu tâm huyết của cô Vừa vét lượng lớn tình báo Phân tích trình thể thị trường Lại mất không ít lời lẽ Thật là vất vả Mày đưa mặt đến đây để mà đàm luận Này chỉ bằng hai chữ đơn giản của hắn Cô phải ném đi mọi cố gắng trôi theo dòng nước chảy sao anh không thể làm như vậy. Tôi mì kích động hô to, vội vã tiến đến muốn đuổi kịp. Nhưng hai chân buồn rồn không có sức, mới chạy không đến được hai bước, liền mềm ra mà thiếu chút nữa cục trên mặt đất. Làm đại lễ cập đầu với tên đàn ông đáng giận kia. Trường triệt nhất môi mỏng cãi nhất nhìn cô mỉm cười. Nụ cười kia làm tất cả mọi người sợ hãi. Tôi đương nhiên là có thể. Hắn vô tình ném những lời này vào mặt của cô, không thèm quay đầu lại mà xoay người rời đi. Âm nước nóng hồi, từ từ được đổ vào chiếc chén sứ vẽ tay hoàng gia. Mùi hồng trà bay lượn tàn ra tràn ngập trong công khí. Lăng Vân tự mình bưng hồng trà, rồi khỏi phòng nghỉ của nhân viên, để cánh cửa bằng trúc phía quấy văn phòng. Đây là phòng nghỉ, không gian không lớn, nhưng cách bố trí tây trung kết hợp quả thực là dụng tâm. Một bức bình phong thị tinh rất to, dùng hiệu quả phôn cắt, đều khắc ra lời tựa lịch sử tổng quát Đài Loan thanh nhã. Trước tấm bình phong mềm mại đặt một chiếc ghế dự quý phi, có thể vừa ngồi vừa nằm được, thoải mái làm cho người ta khi ngồi xuống, sẽ quen mất bản thân. Mặt đất thì trải thảm, nhung tơ thật là dày. Toàn bộ phòng xem ra là hoa lệ mà thoải mái, cùng với không khí làm việc cẩn trường ở bên ngoài, hoàn toàn xem như là bất đồng. Hắn đi đến bên cạnh chiếc ghế quý phi, mặt khác kéo ghế dự ngồi xuống, đặt hồng trà lên chiếc bàn nhỏ phong cách châu Âu gian phòng này là vợ của tôi bố trí cô có thể nghỉ ngơi ở đây một lát lăng vân mỉm cười bất luận thái độ hay vẻ mặt đều thành thần mà ôn hòa có thể khiến cho người ta cảm thấy là tâm khoáng thần kiên tuy rằng hắn là ông chủ kiệt xuất của giới nghiệp nhưng vẫn ôn hòa có lễ vĩnh viễn không nhanh không chậm đâu vào đó không có nửa điểm kiêu ngạo bức người cảm ơn Tư mi cười trừ nâng chén trà lên mặt cắp không được tự nhiên điều chỉnh tư thế, tận lực giảm sức ép trên chiếc mông đau. Cái tên trung triệt nhất chết tiệt, lực tay so với năm nó lại còn mạnh hơn. Tuy rằng không đánh cô bị thương, nhưng cũng đủ làm cho cô ăn đau khổ, da thịt non mềm đau đến không thể nào ngồi dậy được. Cho dù là ngồi trên chiếc ghế quý phi mềm nhũn này, cô mỗi phút vẫn phải thay đổi tư thế ngồi mới không bị đau đến phát khóc. Lăng Văn hai tay giao nhau, lễ đồ truyền tầm mắt làm bộ không phát hiện động tác khốn quẫn của cô. Bởi vì tránh khiến cho cô cảm thấy xấu hổ, hắn còn mở miệng chủ động săn sóc. Tiểu Mì à, cô còn có nhớ tôi không? Lúc trước tôi cũng là một trong những thành viên của đội bóng. Hắn mỉm cười tự giới thiệu. Từ trận hội họp trong phòng dụng cụ, làm người ta có ấn tượng sâu sắc kia. Tôi gần như không gặp lại cô. Đó là tại vì sau đó, trường chỉ nhất công cho phép tôi đến trường học nữa nha. Cô hạ chén trà, Đôi mắt đen trắng đen rõ ràng nói Anh đã sớm nhận ra tôi rồi sao Cô chứng thực Chỉ nhớ của tôi rất tốt Cô cắn môi phát ra một tiếng than nhẹ Anh vì sao không nói cho tôi biết sớm chứ Cô lấy tay che khuất ánh mắt Tôi chỉ là món cho cô một chút kinh hỉ Lăng Vân mỉm cười nói Kinh hỉ ư Cái này được xem như là kinh hỉ sao Căn bản là kinh hách đi Trong khoảnh khắc nhận ra trường kiệt nhất kia Cô thiếu chút nữa là mở cửa sổ Nhảy lầu chạy trốn đó từ phản ứng của cậu ta xem ra mười năm năm trước các người hình như còn có một số việc chưa giải quyết đi hắn tò mò hỏi dùng lời nói hết sức cẩn thận cô bi ai cật cật đầu thở dài một hơi thật mạnh đâu chỉ là chưa giải quyết cái trò đùa dài năm đó đã kích nghiêm trọng lòng tự trọng của hắn làm hắn cho dù đã cách 15 năm sau vẫn còn nhớ mãi không quên xem ra chuyện này đồ để hắn ghi hận đến lúc xuống quan tài đi ai à, không phải nói đại nhân không chấp tiểu nhân sao Chuyện lúc ấy cô chỉ có 9 tuổi Đếch xác về cái danh hiệu tiểu nhân Hắn là một đại nam nhân Tâm địa vì sao lại nhỏ mọn như vậy Muốn tính toán chi ly với cô Thậm chí lại còn giận cho đánh mèo Đến công sự cấp trên chứ Nghĩ đến tâm huyết mấy tháng qua Bị hắn gạt bò một cách dễ dàng Từ mi thật sự là nuốt không trôi cân tức này Lại còn muốn mất bỏ Mới lo làm chuồng Làm cái cố gắng cuối cùng Hết sâu một hơi Cô cố gắng chấn định tinh thần Nhìn thẳng vào khuôn mặt anh Tuấn ôn hỏa kia. Lang tiên sinh à, tôi hy vọng hai công ty chúng ta có thể hợp tác. Cô thận trọng nói. Biết người đàn ông trước mặt này, biết suy nghĩ hơn nhiều so với trương triệt nhất lạnh lùng. Phục nhị ma ra, mới thành lập hơn mấy năm ngắn ngủi Lại dùng đồ nội thất thủ công có chất lượng chắc tuyệt. Số lượng sáng chế ở châu Âu cùng châu Á buôn bán kinh người. Người tiêu dùng đều đi theo xu thế. Mỗi lần sản phẩm mới tung ra, không lâu sau liền tiêu thụ hết sạch. Bằng trực giác của một thương nhân xuất sắc, Tư Mi đoán chừng những thứ chất lượng tốt được gia công bằng tay cũng có thể tạo ra những thành tựu to lớn ở châu Mỹ. Mày rậm, sau chiếc kính viền vàng nhẹ nhàng dương lên, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tán thưởng. Tôi đã sớm dự đoán được, cô sẽ là một thương nhân vĩ đại. Dù sao từ 15 năm trước, cô đã sớm biểu diễn qua trước chúng tôi, là có buôn bán xuất sắc nổi trội. Mỗi lần nhớ lại cái đại hội tiêu thụ tang vật ấy, Lăng văn đều cảm thấy buồn cười. Tuy rằng biết trường triệt nhất nhiều năm, còn chưa có ai có thể giống như Thư Mi thành công chọc dặn cậu ta, làm cậu ta hoàn toàn không cống chế được. Tôi nghe ra được đây là ca ngợi hay là chăm chọc chứ? Thư Mi nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt trong trèo lớn mặt đánh giá người đàn ông ở phía trước mặt. Có thể ở thương giới lăn lộn nhiều năm, cô tự nhiên cũng không phải là kẻ dễ bắt mặt. Sớm đã nhìn ra Lăng Vân không như về bề ngoài, ôn hòa vô hại. Hắn chính là kiểu thâm sâu khó lùng. Giấu một không lộ, loại đàn ông này khẳng định so với loại vô trương thanh thế còn có lường hơn. phước nhiễm ma xa thành công cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong công ty này có rất nhiều người đàn ông ưu tú, có tiến, có công, có phòng thủ, giống như trận đấu bóng năm đó. Bọn họ phối hợp công chê vào đâu được. Ở trên thương trường đồng dạng trăm trận trăm thắng, tấn công đều bị khống chế. Lăng Văn một tay chống lấy cầm, ý cười trên môi vẫn là chờ giảm. Cả hai đều có. Hắn sảng khoái thừa nhận, tiếp theo trên đề tài, nhắc tới dự án hợp tác lần nữa. Tiểu Mia, nói thật tôi cũng tình nguyện cùng cô tiếp nhận, đảm đạo cuộc trao đổi này. Dù sao một khi hợp tác thành công, đối với cả hai công ty cũng chỉ có lợi không có hại. Chỉ là cô nhíu này, bên trong lời nói của hắn còn có câu dưới. Hắn khẽ cười một tiếng lại càng thêm thưởng thức với cô gái này chỉ là trơn trượt nhất là quản đốc tất cả sản phẩm đều tự cậu ta giám sát sáng chế trong dự án hợp tác phim trên cậu ta có quyền rất lớn anh ta là quản đốc ư mắt của cô trần trần đối với chuyện này vô cùng kinh ngạc lăng vân gật đầu khẳng định không chỉ như vậy cậu ấy còn tham gia dự án nghiên cứu phát triển dự án chế tạo trúc hư hoài nhập cốc mà cô thưởng thức nhất chính là do cậu ta mở rộng thiết kế hắn lấy ra một phần giới thiệu phán tắt để cạnh chân cô thành công của phước nhĩ ma xa không chỉ dựa vào sách lực tác chiến ở trên thương trường sản phẩm tinh xào xào ý tưởng cũng là một trong những mấu chốt thắng lợi không giống như ngành tiêu thụ ngăn nắp xanh đẹp bộ phận nhà xưởng đều lao động đến đổ máu chẳng những vất vả lại không được phép chạm vào một chút sai sót phải là người có trí lực hơn người mới có thể gánh vác trọng trách to lớn này lại nói trở lại bởi vì trương triệt nhất phụ trách toàn bộ nhà rừng nhiều năm ẩn thân ở sau màn chưa bao giờ hiện thân thời điểm cô tiếp xúc với dự án hợp tác này mới biết đến sự tồn tại của hắn ý của anh là nếu như tôi hy vọng dự án hợp tác này thành công thì nhất định phải lấy được sự đồng ý của anh ta sao cô là xem phần giới thiệu phán tắt hoa mỹ càng lúc càng cảm thấy đây sẽ là một vụ kiếm ăn làm ăn không thua lỗ mấy tháng hao phí tâm huyết Dễ dàng tiến đến giai đoạn cuối. Này, mọi việc đã chuẩn bị. Chỉ thiếu một cô đá tới không thành. Chẳng lẽ chỉ bởi vì trơn triệt nhất là cạt bỏ, cô sẽ phải dơ cầu trắng, tuyên bố bản thân bị hắn đánh bại, rồi sau đó cuộc đuôi bất ức quay về nước Mỹ sao? Không, tuyệt đối là không được. 15 năm trước, cô có thể khiến cho trơn triệt nhất trở thành cây rụng tiền. 15 năm sau, cô vẫn có thể kiếm được một món tiền lớn trên người quán như cũ. Muốn cô đầu hàng ư sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lăng Vân khẽ vốt cầm, nhìn cô gái đang quý đầu trầm tư, ánh sáng trong mắt biến hóa một cách linh động. Hắn bắt đầu nóng lòng chờ đợi, muốn xem cô sẽ dùng thủ đoạn gì để bước bách trong triệt nhất thay đổi chỗ ý. Tôi liền nói thẳng đi. Hắn hạ lông mày, dùng về mặt ôn hòa che giấu ý cười ở trong đáy mắt. Tiểu mì à, chỉ cần cô có năng lực, khiến cho trường triệt nhất cật đầu một cái, đề án hợp tác của chúng ta coi như thành công. Tôi tùy thời đều có thể ghi tên lên hiệp ước. Từ mi hai mắt sáng người, chỉ một thoáng đã quên mất cái mông đau. Cả người kích động đứng lên hương phấn mà nhìn lang văn. Lời anh nói sẽ tính chứ. Tuyệt đối sẽ không có nửa câu giả dối. Trường nào cố khiến trông triệt nhất cật đầu một cái, thì chúng ta liền tới tìm thời điểm để ký kết hợp đồng. Cô dùng sức cật đầu. Được, một lời đã định. Hoàng hôn nồng đậm, đèn rộng hoa cúc bốn phía trong chắn nhỏ được bật sáng lên, đem xuống rực rỡ vô cùng. Ngọn đèn được thiết kế để gia tăng sự sinh trưởng của hoa cúc, cung cấp tiêu thụ cho thị trường trong và ngoài thành phố. Từ khi trên thị trường chuyển sang xu hướng hoa lan, trên trấn chuyển sang kinh doanh buôn bán hoa cỏ, sản nghiệp hai bên đường buôn bán các loại hoa cỏ kéo dài hơn mấy chục quy mô khác nhau. Mỗi ngày khi mặt trời còn chưa có lộ diện, Nhóm buôn bán hoa đã bắt đầu rất là bận rộn, vận loại các loại hoa tươi. Trừ lần đó ra trong vài năm nay, Trần Trấn còn có một hạng mục sản nghiệp buôn bán mấu chốt khác. Phục nhị mà ra thành công, mang theo phong trào làm thủ công, không ít giới truyền thông tranh nhau viết báo, khiến ánh mắt của thân nhân truyền vào trấn nhỏ hương hoa tứ quý này. Bởi vì chỗ lợi xu thế, mấy công ty tranh nhau thành lập, cũng lựa chọn đem nhà sở thiết lập ở trên trấn trừ bò cạnh tranh ở ngoài cũng không thiếu người có tâm hồn tham tiền lén lút động tay độc chân trường triệt nhất mới rời đi không bao lâu vật liệu gỗ chọn mua bị bại lộ hắn nhanh như điện từ đài bắc trở về gấp trực tiếp đi tìm thương nghiệp cung cấp can tiệp thẳng đến khi bóng đêm sương mù hắn mới điều khiển chốt xe jeep trở về đến nhà tòa nhà kiều nhật lâu đời từ vài năm trước hắn tự mình thiết kế trong coi sửa chữa lại một vài bộ phận vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng bên trong thật ra tiêu tốn không ít công phu, để cho vợ chồng của nhà họ Trương có thể thoải mái ở. Vừa tiến vào, thì một trận tiếng cười dễ nghe tự như chuông bạc bay vào trong tay. Hàng nhướng mày, bởi đi tiêu sái đến phòng khách, quả nhiên thấy cái người buổi sáng bị hắn vây trong thang máy. Cái cô gái bị hắn đánh, lúc này đang ngồi ở trong chỗ khách quý tươi cười ngọt ngào, bồi vợ chồng của nhà họ Trương nói chuyện phiếm. Từ mi nhìn đến hắn đầu tiên, ánh mắt trong suốt hiện lên một chút tức giận, rồi chợt biến mất không thấy nữa. Anh trai à, em còn về nhà trước anh đó nha. Cô mờ miệng nói, cười ngọt đến muốn rót ra mật. Ngọn đèn chiếu sáng trên khuôn mặt trái xanh xinh thảo, mày liễu tay nhỏ mà cong, lộ ra một đôi mắt đen trắng rõ ràng, xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Còn đã về rồi sao? Kha Thu Quyên quay đầu cũng là về mặt tươi cười. Còn nha, nếu gặp Tiểu mi, lại còn không mời con bé về ở, làm sao lại không báo trước một tiếng? Làm gì Lâm còn chưa kịp chuẩn bị phòng cho khách chứ? Vài năm trước bà rốt cuộc thừa nhận, bản thân mình không có thiên phú với việc nhà, rất quát thuê quản gia, việc vặt vãnh ở trong nhà, toàn quyền giao cho người chuyên nghiệp xử lý. Trông triệt nhất đi đến bên cạnh bàn, mắt đen nhìn trong chọc cô, vô tình chọc phá lời nói dối nào đó. Còn không có mời cô ta về nhà, Chẳng lẽ em hiểu sai ý sao? Từ mi nháy nháy mắt tiếc mới đứng dậy. Nếu anh trai không muốn em ở lại, như vậy em đi tìm chỗ ở khác cũng được. Cô cười ra dối, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của hắn. Kha thú quyền làm sao có thể thả người được chứ? Bàn tay vội vang kéo cô ngồi lại. Còn muốn đi đâu hả? Ở lại, ở lại ngay. Bà nói lớn nhắc lại, còn vùng tay mạnh với dì Lâm. Muốn bà mau mau, có dấu hành lý đi. Nhọc còn, còn thật là đáng đánh mà. Ra nước ngoài mười mấy năm cũng không quay trở về Hiện tại thật là vất vả trở về một chuyến Làm sao có thể nói đi là đi được hả buổi chiều khi Thư mi xuất hiện Vợ chồng bọn họ cực kỳ vui mừng Kéo cô nói đông nói tây Chỉ kém là không có mở tiệc yến khách Thông báo mọi người chúc mừng Thư mi trở về cố hương Tuy rằng không về nước Nhưng sinh mật ba mẹ con cũng chưa từng quên Hàng năm không phải đều gửi quà về hay sao ạ à? Cô cười cầu xin tha thứ Ngồi ở bên cạnh mẹ làm nũng nói Mấy năm qua tuy rằng cô ở nước ngoài Chưa từng trở về Đài Loan Nhưng lễ vật thân thiết chưa bao giờ quen cả Cô thật tâm thích đuôi vợ chồng này Cảm ơn bọn họ đã yêu thương cô Chính là cô thật sự không rõ Vợ chồng thiện lương như vậy Tại sao lại có thể sinh ra một đứa con thô lỗ hạ khắc như thế Đôi mắt trong suốt vừa chuyển Ngắm đến người đàn ông cao lớn kia Nghe đến lúc nãy hắn ở trong thang máy Động tay động chân với cô Thì cô liền lên cơn giận dữ Hắn không thể chạy đến tay chân đấm đá với hắn, thao hắn thành tám cối. Rồi sau đó... Không được, nên nhẫn này, không nên tức giận. Việc nhỏ cần phải nhẫn, nếu không thì đại khó, khó thành được. Cô cần phải kiếm tiền, cô còn muốn nói chuyện hợp tác kia nha. Cả tố quyên nắm chặt tay cô, yêu thương mà vỗ về. Tiểu mẹ, mẹ nói này, con tạm ở đây một thời gian, chúng ta có thể... Trường trệt nhất đứng ở góc tường mà miệng. Cô ta không rảnh, Mặt quán không một chút thay đổi lạnh lùng mà lần thương mi. Anh nhầm rồi, em rất là rảnh nha. Cô lộ ra nụ cười tiên sứ, cố ý sao đó với hắn. Khả tu quyền vội vàng đi ra hòa giải, vùng mạnh tay với con trai, muốn hắn cút xa một chút. Này, làm sao lại lạ thế hả con? Tiểu mi trở về chẳng lẽ con mất hứng sao hả? Nhớ ngày đó tình cảm của hai đứa thật là tốt. Khi con bé rời đi, con còn muốn theo đuổi nó nói lời từ biệt cơ mà. Nói đến một màn kia, bà là mẹ cũng cảm động muốn khóc đó nha bà nào đâu biết rằng nằm bó con ôm bệnh đuổi theo kỳ thật là muốn tự tay giết chết thư mi chứ Trông triệt nhất lời nói hắn biết cái con nhóc con quỷ kế đa đoan kia có một trăm loại biện pháp có thể ở lại không đi tôi đợi rồi nếu như cô không đi thì hắn đi con đi ngủ hắn lạnh lùng tuyên bố xoay người đi về phòng ngủ còn không coi ai gì mà cởi áo sơ mi lộ rõ khí lực đàn ông hàn mỹ dưới ngọn đèn Xem ra sáng người quán so với năm đó lại càng đáng xem hơn. tôi mi càng rỡ mở rộng tầm mắt, đánh giá bóng dáng cao ngất. Tuy rằng nói mấy năm qua gặp không ít anh chàng đẹp trai, nhưng cô lại chưa từng gặp qua tên đàn ông nào có thể cùng hắn tranh cao thấp. Mà đúng rồi mẹ à, làm sao lại không thấy chị dâu đâu? Cô làm bộ như không chú ý hỏi, đoán trong đám ái một điên cuồng. Hẳn là không ai có thể chịu được kẻ phong lưu nóng này này thuận lợi đạt được danh hiệu trương vô nhân. Nghe câu hỏi của cô, cả Tô Quyên lại thở dài thật mạnh, lo lắng lắc đầu. Chị giàu, ở đâu ra chứ? Tính tình của nó hư hỏng như vậy, nào có cô gái nào muốn gả cho hả? Cho dù có gắn kết cao với nó, lại không chịu nổi nó vài lần hết, tất cả đều khóc rớt mướt rồi bỏ chạy đi. Nam nữ trẻ tuổi ở trên trấn sớm đã kết hôn, duy chỉ còn con trai của bà, đến bây giờ vẫn còn cô đơn, ngay cả bạn gái cũng là không có bà không biết còn phải chờ bao nhiêu năm nữa mới có thể ôm được cháu trai bảo bối đây nguyệt lão ơi lòng nguyệt lão chẳng lẽ ông đã quên trong nhà bà còn có một đứa con đang đến tuổi kết hôn hay sao không chỉ như thế ngay cả tuổi mi tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp hình như cũng không tìm được đối tượng cô bé là cô gái xinh đẹp vĩ đại thế nhưng đều bị nguyệt lão bỏ qua một bên ai xem ra ngày mai bà cần phải đi chuẩn bị một chút hoa quả đến miếu nguyệt lão xin cách thể nhân duyên. Cầu nguyệt lão mau mau ra tay để con trai con gái của bà có thể tìm được bạn đời bầu nguyện. Cà Tố Quen nhìn ánh trăng ở ngoài cửa sổ, bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Giữa trưa, trùng triệt nhất vừa mới bước vào nhà giường, liền cảm thấy không khí khắc thường. Hắn dừng bước đôi mày kiếm nhíu lại. Tình hình ở trong nhà xưởng vẫn là hỗn độn như cũ. Dưới đất đầy là lớp bụi khổ bốn phía cũng chất đầy vật liệu gỗ. Trong không khí tùy chung phát ra mùi gỗ đặc trưng, duy nhất chỉ có chỗ không thích hợp là bốn phía im lặng một cách kỳ lạ, không có tiếng đào đục gỗ theo quy luật, càng không có tiếng máy cưa, các loại tạp âm trái tay tới mức là đinh tay nhức óc. Trên đại cơ bằng phẳng, vẫn có đặt một khối gỗ ở trên bàn hóng mắt, bằng chứng của nhóm nhân viên là đang lời biếng. Tommy đi qua bên này. Đúng, tốt lắm, cứ như vậy đi. Tiếng của người đàn ông trẻ tuổi từ phía sau nhà rừng truyền đến, kèm theo âm thanh tán thưởng của mọi người. Trường triệt nhất vừa ngẩng đầu lên thì mắt đen hơi nhíu lại, bật ra ánh lửa nguy hiểm. Hắn cất bước đi qua nhà rừng to lớn, đi thẳng đến vườn hoa ở phía sau. Thân hình cao lớn, chuyển động, lại không phát ra một chút tiếng động nào cả. Trong vườn hoa xanh tâm ý rào rặt có mấy cái bàn đang được bày ra, bình thường là nơi nắm nhân viên tranh thủ lúc rảnh rỗi, hiện tại lạnh thành nơi chụp ảnh ngoài trời. Đến đây, cảm năng lên một chút, đúng đúng là xinh đẹp cực kỳ. Một người trẻ tuổi đang ngồi trồng hỗn ở trên mặt đất, hương phấn mãnh nhiệt ăn nút play, ngắt lấy cảnh đẹp ở phía trước mắt. Bị bao phủ dưới ánh đèn loang loáng, thơ mi đang cười một cách xinh đẹp, cổ khép đôi chân than dài, ngồi trên chiếc kế trúc mới tinh, tư thế ngồi tuyệt đẹp, có thể được so với người mẫu chuyên nghiệp cành cổ tuyết trắng, chiếc khăn nhung quàng cổ màu đỏ, mà trên cái trán trắng trong thần khiết thì che vài lọn tóc, Gọi mặt cổ cô thanh lệ chìm đắm dưới ánh mặt trời, giống như một món đồ sứ nhỏ không tỉ vết. Em quay sang phải một chút đi, sang bên trái một chút đi. Tôi cảm thấy nếu ra chuỗi bụi hồng đằng trước chụp thì ảnh sẽ đẹp hơn nha. À nha, tôi mi chụp ở đâu cũng đẹp hết cả. Trong phần hoa chật ních người túm tụm vào một chỗ, Lêu ríu nói loạt ý kiến từ ngữ ca ngợi giống như là bọt biển ủng ục ủng ục dũng mãnh tiến ra không ai phát hiện trường triệt nhất đã đi vào phía sau tay nắm chặt sắc mặt biến thành màu đen mà lườm bọn họ khi hắn nghiêm khắc quản lý không khí trong nhà dần luôn là dương cung bạt kiếm thỉnh thoảng có tiếng đàn ông rít cào gầm rố quanh quẩn chỉ là tình trạng mười tốt súng mười phần này không lâu phía trước nổi lên biến hóa kỳ lạ vẻ xinh đẹp của thơ mi chính là vũ khí vô địch trời ban hơn nữa cô lại ngọt ngào miệng đối với vài nhà thủ công vài lão sư nổi danh ngoan cố rất biết ăn nói tất cả đều không định được mị lực của cô bị dỗ đến phục tùng còn về phần những người trẻ tuổi kia lại chạy đuổi theo cô hết sức vì cô mà giải đáp tất cả vấn đề chỉ kém là không móc tim đào phổi biểu đạt tình yêu với cô mới có hơn mấy ngày ngắn ngủi cô đã từng bước xâm chiếm nhanh chóng đánh chiếm địa bàn của hắn anh chụp đẹp cực kỳ Càng đề sẽ là tác phẩm tiêu biểu của tôi. Một khi phát lên mạng, cho nhóm đặt hàng nhìn thấy thì chúng ta sẽ được nhận đơn hàng đến mỏi tay nha. Người trẻ tuổi vui mừng chụp ảnh còn kìm hãm được, thỉnh thoảng còn đi lên trình khăn quàng cổ cho cô, yêu cầu ảnh phải hoàn mỹ. Ai ra, cậu lại nói khoác rồi. Cái gì mà tác phẩm tiêu biểu hả? Còn không phải là do thương mi xinh đẹp, chụp như thế nào cũng đẹp hay sao? Có người trào phúng nói. Đúng vậy, đúng vậy nha. Nếu như chụp xấu cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Đừng có lo lắng, tôi cũng không có kém như vậy nha. Ai ra lần đầu tiên hừ một tiếng, âm điệu tiếp theo đột nhiên chuyển biến là mềm như kẹo mạch nha. Được rồi, em đợi tôi tí đi, anh chụp thêm vài tấm nữa. Hán Tôn nói chuyện với Thư Mi trong thái độ nói chuyện theo nguyên tắc nam nữ khác biệt cao nhất. Cô cười nhẹ nghe theo chỉ thị, chuyển đôi chân trắng mềm, mọi người nghiêng đầu nhìn theo. Như thế này có được không? Lệch một chút đi. Cô chấp chấp nhãn tình. Là như vậy sao? Mỗi cái đều lại lệnh đi một ít A ra ở phía sau màn hình nhíu mày Lo lắng trong chốc lát Ừ, lịch thêm một chút đi Hắn yêu cầu Tề mi rất là biết nghe lời Di chuyển một chút Chân đẹp ở dưới tất dày cao gót bò nhỏ bao quanh Hiện ra mô bàn chân với độ cong tuyệt vời Cô tùy ý điều chỉnh góc độ Mỗi người đều cố gắng nghiêng đầu nhìn theo Có người quá mức còn bị trật cổ Tay cố gắng xoa bóp nhưng mắt vẫn nhìn cô chầm chầm Tuy rằng hình ảnh tê mát mắt nhìn công tới Nhưng tư tái xinh đẹp như vậy Thêm mười phần cảnh đẹp ý vui Bất kỳ tên đàn ông khỏe mạnh nào Cả về thể sắc lẫn tinh thần Khẳng định là không thể di chuyển tầm mắt Ai nha Hai chân của em không nên mở ra như vậy Ai ra lại còn không vừa lòng Hắn buông máy ảnh đi ra phía trước Muốn thay cô bày ra tư thế thích hợp Đây em nên Mới đi được vài bước Hắn đã bị ai đó kìm chặt cổ Là ai đã tóm cổ hắn chứ không làm việc sao? Một âm thanh lạnh lẽo làm người ta nổi da gà phang lên từ phía sau xa -sa. Một đôi tay dày rộng đầy sức mạnh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện nhanh chóng chế trụ cổ hắn, ngăn chặn hắn tiến đến đụng vào thư Nhi. Mọi người trợn mắt hà hốc mùng. còn có một người mãnh liệt rụi mắt không thể tin được. Trừng triệt nhất có thể nào đột nhiên xuất hiện chứ? Còn đứng đây làm cái gì hả? Hắn lạnh lùng hỏi, khuôn mặt đen tự như mực phóng tên quét ra bốn phía, trong nghe mắt nhóm nhân viên đang về chặt ních vần hoa, lập tức làm đa điều mà chạy loạn. Về sau tiếp bước chạy vào trong nhà rừng, mỗi người vào vị trí của mình, toàn bộ trở lại làm việc. À già hốc mắt rưng rưng, trong lòng cực kỳ ai oán khó chịu, thẩm mắng bọn người kia không có nghĩa khí, không thèm có nửa người nào ở lại xin ta cho hắn. Không cần, quản đốc thực là đáng sợ, hắn cũng muốn chạy trốn cơ mà. Cậu vừa mới làm cái gì hả? Trần triệt nhất âm u hỏi, lực tay lại tăng thêm vài phần. À tôi, tôi, tôi đang chụp ảnh quảng cáo cho giải sản phẩm mới. A ra liên tục hấp khí, run run tay chỉ hướng Tư Mi đang ngồi ở trên kế trúc. Người bảo thuê lúc đầu đâu rồi? Cái kia tôi nghĩ, tôi nghĩ là... Hắn gấp đến độ, toát ra mồ hôi. Mày rậm không kiên nhẫn nhứng lên cao, chờ hắn nặn ra lý do. Áp lực trên cổ nặng thêm vài phần. A ra đột nhiên trong đầu nghĩ đến bộ phim. Người kia bẻ gãy đầu, giống như là hái đậu dễ dàng. Chỉ tưởng tượng như là bão bay xa vạn dặm, sắc mặt của hắn lại càng thêm trắng bệch, cả người run như là cây giấy. Gần như có thể nghe thấy tiếng xương cổ đáng thương kêu lên răng rắc dưới bàn tay của quản đốc. Bởi vì bảo toàn cái mặt nhỏ, hắn sâu một hơi sôi hòa thốc nói ra toàn bộ. Tôi là muốn nói, thuê người mẫu cũng cần tốn mất một khoản phí, không bằng dùng người trước mắt để mà bổ sung. Sơ mi dáng vẻ xinh đẹp, lại dễ sao thiệp, vừa vặn công ty có thể tiết kiệm không ít tiền đi. Hắn bắn liên hồi, bolo bala nói xong, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cầu nguyện ông trời có lòng mở mắt, giúp hắn tránh được một kiếp. Một lúc lâu sau, khi hắn sợ tới mức sắp tè ra quần, áp lực ở cổ đột nhiên biến mất. A ra như trước được gánh nặng, rồi một cái mềm nhũn mà nằm ở trên đất. Hắn run run tay, xác định đầu của mình không giống là mầm đậu bị quản đốc mạnh tay bẻ gãy. Thật là hoàn hảo, đầu của hắn vẫn còn ở đây không bị bẻ gãy. Hắn cũng không nên chậm trễ, chỗ này không nên ở lâu, hắn nên mau chóng chạy đi mới phải. Tôi, tôi cái kia, tôi phải đi xử lý trang web. a ra tùy tiện lấy cớ, chân lập tức quét xuống rồi vội vàng thoát khỏi hiện trường. Ánh mắt lạnh lẽo, tầm mắt sau một hồi lườm a mới quay sang chuyển đến trên người của Thư Mi. Cô một chút cũng không bị ảnh hưởng. Ông dùng ngồi chỗ cũ, đôi tay nhỏ chóng cằm, ngón tay ngọc nhỏ dài giống như là cây hành. Mắt không chấp nhìn hắn, thường chán một nụ cười thiên sớ. Có dụ dỗ nhân viên của tôi. Trường triệt nhất tố cáo nói, nhớ tới một màn lúc nãy, ngực liền dâng lên một cơn giận vô danh. Từ mi khẽ cười một tiếng. Tôi không có nha. Cô lắc đầu rồi khéo léo nhìn hắn. Nếu như tôi định dồn sắc đẹp, dụ dỗ để lấy cuộc trao đổi này, làm sao lại không trực tiếp dụ dỗ anh chứ? Cô nói không che giấu, biết những lời này có thể hữu hiệu mà chọc giận hắn. Quả nhiên trường triệt nhất may nhíu một cái, sắc mặt trở nên lại càng thêm khó coi. Hắn trở mắt nhìn vài giây, quyết định không dây dưa cùng cô gái nhỏ này nữa. thân hình cao lớn chuyển động quay lại nhà giường. Cô cũng không chịu bỏ qua cho hắn, làm kẹo mạch nha, nhà mắt theo đuôi đi cùng, hạ quyết tâm muốn dính hắt một cách chặt chẽ. Ở trong nhà giường mọi người lo mổ hơi như mưa, vui đầu mà đẩy nhanh tốc độ, muốn bổ lại tiến độ mà lúc nãy mảnh ngắm người đẹp mà lời biếng. Chia la, xem nhóm nhân viên ngoài mặt thì chuyên tâm, nhưng thỉnh thoảng lại trộm ngắm vài lần, lực chú ý toàn bộ đều tập trung trên đôi nam nữ kia. Mới đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. Từ mi hô nhỏ một tiếng, bàn tay nhỏ bé dán sát vào tấm lưng cường trắng, tựa lưng hồng vai gấu, như thế mới không bị đụng đầu lưng của hắn thật là rắn chắc. Cô cứ như vậy dán hai tay lên, có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lòng bàn tay, cứng rắn như được tường gạch lấp kín. Nếu thật sự đụng vào, chán sẽ không phải là vị sưng đi. Cút ra khỏi nhà rồng của tôi. Hắn thậm chí không có quay đầu, lạnh lẽo mà cất lệnh đuổi khách. Khẩu khí lạnh như băng, làm nhóm nhân viên về mặt căng thẳng, tất cả đều vì tiểu mỹ nhân này mà một phen đồ hồ mồ hôi lạnh còn có người bắt đầu tìm giấy ăn, chuẩn bị thay cô lau lệ, lo lắng quản đốc công tân tiện như vậy, sẽ dọa khóc người đẹp nũng nịu này. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, từ mi không bị dọa, ngược lại còn con môi cười ngọt ngào, giống như là bướm bướm nhẹ nhàng vây quanh hắn, cố ý sáng người trước đôi mắt đen tận dữ kia. Thật là có lỗi, tôi còn muốn đi dạo cho nhiều nơi, chưa nghĩ tới sẽ rời đi nha. Cô làm càn vút râu hùng, khi hắn chằm chằm nhìn xuống, vẫn là tự đắc như vậy. Ở đây vài ngày, cô đã chứng kiến dáng vẻ nóng này rất cao vô số lần của Trương Triệt nhất. Chỉ là hắn có kỉnh, có lẽ là có thể dọa lui được cô gái khác, nhưng đối với cô có dùng cũng là vô dụng. Mọi người đều thở ra một hơi, không khí tán thường cô lớn mặt, có người còn kiềm lòng không đậu mà vụ trộm vỗ tay. Còn cần thử, tính toán sự nhẫn lại của tôi. Trương Triệt nhất nhíu mày, lờ giận trong mắt thoát ra. Nếu như tôi có muốn thì sao? Nhìn chăm chăm, đừng có hung ác như vậy tôi chỉ là đi thăm xung quanh cũng sẽ không gây trở ngại cái gì cả hắn vẫn hung ác nhìn chằm chằm hơn nữa tôi nhớ rõ nhà xưởng không phải là có trao biển hoan nghênh tới thăm sao chẳng lẽ quản đốc tay đổi chú ý đổi thành xin miễn tới thăm rồi sao hắn lại càng hung ác mà nhìn chằm chằm anh đừng có một hung dữ như vậy trước khi đi ra ngoài mẹ không phải đã sẵn sàng anh cần phải chăm sóc tốt cho tôi sao cô dùng khuôn mặt tinh ranh nhìn hắn ánh mắt ngập nước tràn đầy ý cười chăm sóc tốt cho cô ư? Không, hắn căn bản không nghĩ sẽ chăm sóc cho cô mà hắn muốn bóp chết cô đó. Trận đối đầu kịch tính làm nhóm nhân viên xem mà trận mắt há mồm, tay quen cả làm việc, trong nhà giường lại một lần nữa trở nên yên lặng. Đột nhiên Trương Triệt Nhất quay đầu, tầm mắt không kiên nhẫn hướng tới bốn phía mà nhìn. Âm thanh làm việc lại một lần nữa vang lên, mọi người bảo gỗ bảo gỗ, đục lỗ đục lỗ, tiếng cờ đào ầm ầm rung động, Mỗi người ở trong nhà giường đều là chuyên tâm nhất trí, cố gắng làm việc, không dám nhìn đôi nam nữ kia, chỉ sợ nhìn một lần nữa thì mắt sẽ bị móc ra. Vừa lúc đó, Aza quay lại, thình linh chạy vào trong nhà giường, trong tay còn cầm cái notebook yêu dấu của hắn. Quả đốc, cái tên họ trần kia lại tới. Hắn có chịu lớn tiếng ồn ào, ngô quan nhân thành một nắm, rất giống như một cái bánh bao bị làm hỏng. Có người nhảy dựng lên giống như con rồng phun lửa đang trên đài làm việc kêu lên mạnh là chứ thằng đó còn dám tới sao khẳng định lại đến một sản phẩm của chúng ta tôi muốn dùng cái đục này để tạc đồ của nó mà trong nháy mắt toàn bộ nhân viên đều nắm chặt đào cưa rìu đục ở trong tay người người lộ ra biểu tình hung tợn dáng vẻ không hề giống như tội thủ công mà là huynh đệ bang phái đang tìm người tính nợ sổ sách cả nhóm lão sư đức cao vọng trọng vừa nhìn thấy người kia đến thì cũng tức giận đến mức là dâu rừng trừng mắt, ngón trỏ giống như máy đếm nhịp, gõ gõ từng nhịp, trong miệng làm nhảm nhiệm, ăn cần hỏi thăm 18 đời tổ tông hàng xóm. tôi mi kinh ngạc những mày liễu, không hiểu nhóm nhân viên thân thiện, vì sao đột nhiên lại trở nên cam phấn. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy mà tái nhợt, nắm lấy mũ, ở cửa ló đầu nhìn ngó như là đang xem xét cái gì. Người kia là ai? Cô tò mò mà đặt câu hỏi. Trường triệt nhất mặt không một chút biểu tình lạnh lùng nhìn khách không mời mà đến hiếm thế mở miệng trả lời một tên không biết xấu hổ không khí trong nhà giường cứng ngắc đại khái ý thức mình không được hoan nghênh tên đàn ông sắc mặt tái nhật kia còn mang theo vài người cao lớn bên mình trên mặt mấy tên huynh đệ đầu đường còn có vết sẹo dưới tình hướng hô trước sau hỗ trợ mới có lá gan đi vào nhà giường quản đốc trường buổi sáng tốt lành hắn vò vò cái mũ trong tay ánh mắt mơ hồ bất định, bận bịu nhìn vào trong nhà máy, đồng một cái, tay một cái. Chính là mặc kệ hắn nhìn vào hướng nào, đều thấy sát khí đằng đằng của nhóm nhân viên, cầm chặt cái đục cái cưa nhìn hắn chằm chằm. Trường triệt nhất khoanh tay, ngay cả đáp lại cũng người chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Cảm giác khẩn trương dần dần kéo đến, thư mi gần như có thể thấy, mồ hôi lạnh theo trán người nọ vô số chảy ra từng giọt. Cái kia, quản đốc trường à, Lợn tiêu thụ sẽ sản phẩm mới không tệ đó Tên tái nhật đó tiếp tục lê tay vò mũ Cái mũ kia bị hắn lật tới lật lui Tôi hôm nay đặc biệt tới đây nghĩa mua sản phẩm mới của công ty Để cho các nhân viên của tôi làm theo Chất lượng tiêu chuẩn Hắn nói đi kèm với con mặt tươi cười Chuyện sợ quý công ty làm theo Không chỉ là chất lượng của chúng tôi A à, ra công một chút khách khí trào phúng Không cho đối phương mặt mũi Cầm lên đầu từ bút của mình đi vào văn phòng Nhắm mắt làm ngơ chầm chầm rõ ràng như vậy, làm cho thanh niên cao gầy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chỉ là hắn vẫn còn chịu hết hy vọng, dựa vào da mặt tường đồng vách sắt từ trước tới nay, lấy ra một chồng tiền mặt kiên trì muốn mua. Quản đốc trường à, khách tối đây đã tự mình tới cửa, anh sẽ không cự tuyệt việc buôn bán chứ. Hắn hết sức tươi cười, tuy là cười nhưng không có nổi điểm thành ý. Hồi này loại chuyện này chuyển ra sẽ không tốt đâu. Mẹ nó, tôi đập chết thằng đó. Một người thợ thù công trẻ tuổi nghe không chịu nữa, nắm được cái đục mà vẫn nổ xong về phía trước. Trương triệt nhất, bất động thành sắc, vỗ tay phát ra vài tiếng. Trong nháy mắt, đám người mồm lạt tiến lên, đem anh chàng trẻ tuổi kia kéo trở về. Không để cho hắn có mức xúc động mà xông lên, bằng công khẳng định sẽ mất mấy cái tên huynh đệ kia chỉnh sửa. Từ mi Thủy Trung đứng ở một bên xem cuộc chiến tò mò mở miệng. Xin hãy tôi có thể. Cầm miệng. Tôi nghĩ là... Cầm miệng. Tôi cầm miệng. Hỏi một lần nữa lại bị đánh gãy. Thật là rõ ràng Trương Triệt Nhất đang cố gắng áp chế giận tức giận, không tâm tình ứng phó với cô. Từ mi giận không được ngược lại cười, nhẹ nhàng nhún vai, lùi cùng hắn so đo. Chậm rãi thong thả đi về phía góc, cầm lấy khối gỗ thường thức, tính để cho khách không ngồi mà đến này đi rồi, sẽ bám lấy hắn hỏi rõ sự tình. Đám đàn ông kia tiếp tục nói chuyện, tiếng nói tôm bay tới đây. Cô đi tới chỗ đài làm việc, sơ soạn mấy dụng cụ thú vị. Một bên nghiêng đầu lắng nghe, quan tâm nội dung của cuộc nói chuyện. Cô Trúc tôi đặt nguyên vật liệu của có một chút vấn đề. Có liên quan tới tôi. Trương Trần Nhất lạnh lùng cười. Tương nghiệp cung cấp lại cho chúng tôi. Công ty anh phái người tới can thiệp. À, lại như thế sao? Chờ tôi trở về, xem kẻ nào không thức thời, dám làm ra loại thủ đoạn hạ lưu này. Tôi nhất định sẽ không bơm tha cho hắn. Người kia chú ý xung quanh hắn mà hỏi thần sắc kích động quản đốc trường à, tôi còn có việc phải về trước. tiền mặt để ở trong này, mặt khác sẽ tìm người đến khuân đồ. hắn vừa nói vừa lười về phía sau. đến khi nói hết câu thì cả người đã lười nhanh về phía cửa. đột nhiên cửa đào chuyển động, một tạp âm thét lên trái tay. mọi người quay đầu nhìn lại, vừa bạn thấy thư mi với tinh thần học hỏi tích cực dưới sự hướng dẫn của một thợ thủ công trẻ lấy một khối gỗ đưa tới chỗ máy cửa đang rung ầm ầm. Kỷ thư mi mở tiếng rít cào gầm to, đến mấy nhà ngoài phố đều có thể nghe được, ngay cả trò bụi trên trần nhà cũng bị chấn động rơi xuống. Tên đàn ông tái nhật kia, nghe thấy một tiếng rống to này cũng kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía cô gái da thịt mềm mại. Thần hình cao lớn tự như mãnh hổ, nhanh chóng xông lên phía trước, bàn tay to lớn vung một cái, liền xách cô lên giữa công trung, hữu hiệu đưa cô rời xa khỏi sao cơ sóc đén kia. Chết tiệt, cô đang làm cái gì vậy hả? hắn rất cao, thành âm vàng tận đến mây xanh. Từ mi vẻ mặt vô tội. Tôi chỉ là muốn cảm thụ cảm giác kia cơ gỗ thôi mà. Cô có biết chỉ cần sản xuất một chút, thì cánh tay cô sẽ bị cưa đi luôn hay không hả? Hắn chất vấn tức giận muốn bóc cô, lại muốn đánh đau cái mông nhỏ của cô đến bẹp dí một chút. Tôi sẽ rất là cẩn thận mà. Cô còn thật sự cam đan, biết hắn lúc này tuy trong lớn tiếng, nhưng sẽ không thực sự làm cô đau. Ngược lại hắn càng vẫn hụt càng thể hiện rằng hắn quan tâm tới sự an toàn của cô. Xem ra người này cũng có điểm tốt nha. Lời dặn tràn đầy, trước sau chỉ có thể đổi lấy nụ cười ngọt của cô. Hồn bạo của Trần Triệt nhất lúc này cũng không có cách. Hắn hít sâu mấy hơi, yên lặng khẽ đếm, mười ở trong lòng, bình tĩnh hơn rồi mở miệng. Lần sau, ai để cho cô ta chạm vào máy móc, tôi liền dẫn lột ra kẻ đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nặn ra lời nói từ trong kẽ răng. quăng rằng một câu mệnh lệnh tầm mắt sắc bén nhìn về bốn phía, trọng điểm cảnh cáo dừng trên khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm khắc kia đồ để làm cho da đồ của người ta run lên. Tiếp theo hắn liền sốc thiếu nữ ở trên tay, bước đi, đầu cũng không quay lại tiếu sái đến văn phòng. Cửa gỗ ở văn phòng bị đóng sầm một cách thô bạo. A gia đang cập nhật ở trên trang web ngồi ở bên cạnh, bị dọa thiếu chút nữa thì ngã ra khỏi ghế. Cô chờ tôi ở trong này, một bước cũng không được đi ra. Trường triệt nhất ném cô ở trên sofa. Nghe người, người đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cầm từng tiếng công đạo, thành âm phóng đại tự như là sấm rền. Tài của tôi tốt lắm nha. Là có ý gì chứ? Ý của tôi là tôi nghe được rất rõ ràng, nên anh không cần phải hét lên nha. Cô chậm rãi nói, lại còn đem váy vuốt vuốt. Đôi môi đỏ mọng vươn ra thanh âm dễ nghe như là chuông bạc. Ngay cả khi nghe cô nói chuyện, cũng là một loại hưởng thụ. Trường triệt nhất bắt đầu hoài nghi Rằng bản thân mình sẽ bị cô gái này làm cho tức chết Hiện tại anh vô lòng nói cho tôi biết Vị tiên sinh vừa mới cái thăm cửa hàng là ai Cô không lãng phí thời gian Tìm được cơ hội liền đưa ra nghi vấn Hắn lạnh lùng theo sái đi đến góc Rất ra mấy bản quy hoạch tự mình mở ra cúi đầu bắt đầu nghiên cứu Căn bản không có để ý đến cô A à ra nhìn không đường chủ động cất lời giải thích Tên kia chính là người phụ trách Mỹ Lệ Chê Đào Hắn nhiệt tâm nói Ở trên mặt tràn đầy thần sắc không cho là đúng Cái tên này nghe quen Cô nhớ công ty đó nha Lúc trước tiếp xúc một loạt hàng hóa Thư Mì đã dùng lượng lớn thời gian thu thập tư liệu các công ty trong giới Mà Mỹ Lệ Chi Đào kia Bởi vì sản phẩm làm ra vụng về Đã sớm bị cô xóa tên Toàn bộ tư liệu đều ném vào trong thùng rác Anh ta có hứng thú với sản phẩm Của Phúc Nhĩ Ma sao Hứng thú của cô bị gợi lên Trường triệt nhất ngẩng đầu lạnh lụng liếc mắt nhìn cô một cái. Cách quá xa, cô không nhìn rõ ánh mắt của hắn. Nhưng mà cô âm thầm đoán, đại khái là ánh mắt không kiên nhẫn. Từ mi làm như không phát hiện. Tên kia rắp tâm bắt lương, muốn làm hàng nhái. A-Gia căm giận bất bình tố cáo. Trên tay cũng không rảnh, chuyên anh chụp vào trong máy tính. Tên đó toàn dùng những loại gỗ thấp kém như đa, tùng, khuynh diệp, sơn. Cũng không dùng loại tốt, mà là nước sơn khó người cay mũi. Những người chế tác gỗ học vấn chỉ là qua la. Mỗi loại gỗ cũng có những điểm đặc sắc riêng, có loại thích hợp nhưng có loại không. Thậm chí có loại gia câu cần mấy tầng lớp sân, màu sắc như thế nào, tháng nào bắt đầu chế tác đều cần phải nguyên cứu. Trước kia thợ thủ công thường lấy cỗ liêm vì nó thiện hành, nhưng giờ cỗ liêm càng ngày càng khan hiếm và đắt tiền có địch lại giá cả cạnh tranh của Trung Quốc. Phước nhị Ma Sa tuy đã tìm ra cách mới, nhưng lại có con sâu làm rầu nổi canh. Cái tên sâu xa kia quả thực không các gì ma cà rồng. Phúc nhị ma xa mỗi lần có sản phẩm mới, hắn lại còn mặt dày tới để mua. Từ mì phong thái duyên dáng ngồi trên sofa, lặng lặng lắng nghe, ngón tay mảnh khảnh ở mép bàn khẽ vẽ vẽ. Trên thương trường, những trường hợp làm hàng nhái nhiều vô kể, nhưng mà vô liêm sỉ như thế, lại còn dám đến tận cửa để mua, tuyệt đối là hiếm thấy. Ngay cả khi cô nghe xong, cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tên đó còn dùng các mối quan hệ. Trên TV nói xong nói bậy. Nào là các sản phẩm đều là hắn vất vả tham gia thiết kế mới có thể nghiên cứu phát triển. Người đàn ông nghiên cứu mấy bản quy hoạch ở góc, không nề tình mà dội một cáo nước lạnh. Bật nói nhảm đi. Bốn chữ vô cùng đơn giản, làm A-ra nửa chữ cũng không dám nói nữa. Vụn trộn cùng với mi ở sau lưng làm mặt quỷ, liền ôm lấy notebook, lấy tư thế nằm dấp chậm rãi bỏ ra khỏi văn phòng. Bên trong nháy mắt là một trận yên tĩnh, chỉ còn lại cô nam quả nữ ở cùng chung một chỗ. Tư mi tìm một vị trí thoải mái ở trên sofa, đôi mắt trong suốt hai bên cao thấp loạn chuyển. Khách quan mà đánh giá người đàn ông ở phía trước mắt, nói thật bàn về vẻ ngoài. Trừng triệt nhất hơn xa so với kênh tin ti tiện kia. Nếu hắn lên TV công diễn, khẳng định sẽ không có ít người hâm mộ. Mặt quán luôn lạnh như băng không một chút thay đổi. Tay ngâm luôn mang theo sự ngang ngược cùng với ương ngạnh, phát ra mị lực gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành. Nếu dùng con người đen với ánh mắt chuyên chú kia, thì một cô gái khẳng định có thể khiến đối phương tâm hồn bập bềnh phơi với. Nhiều năm làm việc, con rèn luyện cho hắn một thể chất hoàn mỹ. Chỉ đơn giản là áo sơ mi cùng với quần bò sẽ không thể che lấp được dáng người, khiến đàn ông phải ca ngợi, phụ nữ phải thèm dò dãi đôi môi mỏng của hắn nếu không phải nghiêm khắc nhất lên thì chính là cao giọng mắng trời rét cao. còn biết khi hôn phụ nữ có thể dịu dàng một chút hay không cô không được thưởng độ hôn quán nhưng mà thật sự nhớ rõ đôi tay dày rộng kia từng hầu hạ mông cổ cô ý niệm hiện lên trong đầu khiến cho thơ mi đỏ bừng mặt ký ức trước kia khi nhớ lại làm cho cô tức đến mức nghiến răng những lợi nhưng mà lúc này lại làm cho cô không thể thở nổi cô dùng hai tay vỗ nhẹ mặt mình muốn đánh bay con mặt đỏ bừng thuận tiện đẩy những hình ảnh quái dị ở trong đầu ra bởi vì phân tán được chú ý cô thuận tay cầm lấy một quyền giới thiệu vắn tắt hư hoài nhược cốc thưởng thức tác phẩm nội thất trên trang giấy trắng như tuyết a à ra mặc dù có một chút cổ quái nhưng kỹ thuật chụp ảnh thực là công tệ những đồ nội thất che trúc trong ống kính của hắn tương thái thật là sống động ở trên trang giấy sau trận động đất từ 921, từ lúc Trần triệt nhất lấy tài liệu trong nội bộ, thiết kế nội thất bằng trúc, chẳng những ở châu Âu cùng Đài Loan đạt được kết quả tốt, còn không có ít người Nhật Bản đến đặt hàng riêng, nguyện ý trả giá cấp đôi so với thị trường, chỉ cần có thể mua được một bộ. Ở Đài Loan mấy mấy ngày đến nay, Từ Mi càng hiểu sâu về phúc nhĩ ma sa, cũng thêm vài phần kính nể với hắn tài năng cùng với tính xấu của hắn đều được người khác khắc sâu ấn tượng. Anh định xử lý tên kia như thế nào? Tư Mi đột nhiên mở miệng hỏi. Cô trăm phần trăm xác định trong cháu hắn, tuyệt đối sẽ không có chữ dĩ hỏa vi quý. Dù đối phương mang danh là người tiêu dùng đến, chọc hắn khó chịu, khẳng định cũng sẽ nắm đối phương lên. Trước tiên là thường trán vài năm đấm rồi sẽ nói sau. Nếu như hắn đã ngăn cản công nhân động thủ, thì chứng tỏ hắn có ý định khác. Trường triệt nhất không có trả lời. Tiếp tục lật xem bản quy hoạch. Cô vụng trộm đoán quyền xử lý chuyện này. Có lẽ là Lăng Văn làm đi. Bằng không người kia tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót mà ra khỏi cửa nhà rừng Nó không chừng còn bị xẻ thành tám khối mà vội trong vườn hoa đi. Bắt luận chuyện này là do người nào ở trong phước nhĩ ma sa quyết định hay xử lý. Chỉ có thể xác định một điều duy nhất, chính là đắc tội với người đó, là hành vi tuyệt đối không khôn ngoan một chút nào cả. Nếu như đèn ngoài kia rơi vào trong tay anh, vậy thì anh tính sẽ làm như thế nào? Cô đưa ra giả thiết vấn đề. Trường triệt nhất chậm sãi ngừng đầu lên, lộ ra một nụ cười dã man nói. Tôi sẽ rút gần hắn, lột ra hắn, chặt sừng cốt hắn rồi ném vào lửa làm cùi đốt. Tôi nghĩ, làm cùng với loại tiểu nhân đó không có lợi, không bằng anh cùng tôi hợp tác đi. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn. Đối với hình ảnh đẫm máu trong miệng của hắn không đáng bình luận nhưng thật ra lại hứng thú bừng bừng. Thời gian này tuy cô giống như bọt biển, cố gắng hấp thụ tìm hiểu các loại thông tin về phúc nhiễm ma xa nhưng lại chưa bao giờ mở miệng đề cập đến chuyện hợp tác, chính là vì chờ thời cơ thích hợp. Mắt đèn nhíu lại, bán ra ánh mắt khó hiểu. Tôi từ chối, phản ứng tự như dự kiến. Từ mi bảo trì mỉm cười, ngược lại nhắc nhở bản thân, chỉ cần thuyết phục hắn gật đầu thì một lượng tiền lớn đang chờ đợi cô. Xin hỏi anh có ý kiến ở chỗ nào? Cô nhẫn nhìn hỏi. Toàn bộ. Ở trên bàn kế hoạch viết rất rõ ràng. Tôi không có xem. Tất cả đều ném vào đó. Hắn chỉ về phía thùng rác. Cô hít sâu một hơi, hai tay ở trong váy nắm thành quyền. Anh hẳn là biết, hai công ty hợp tác chỉ có lợi không có hại. Tôi biết. Vậy thì... Không. Tôi mỹ dùng sức cắn đôi môi đỏ mọng. Nhìn xuống cơn giận dữ đang muốn bốc lên kiềm chế để không lao ra ngoài tìm búa tạ trở về, đập nát cái đầu cứng như đá của hắn. Tuyệt đời rồi, nếu như dùng lý dùng lợi đều không có hiệu quả. Âm điệu của cô mềm nhũn, ý đồ dùng tình cảm. Anh trai à? Anh trai tôi đây. 15 năm trước thiếu chút nữa đã bị cô hạ độc chết. Đối với chuyện này hắn vẫn nhớ mãi không quên. Làng vần cùng hướng cương cũng đã đồng ý rồi. Tôi cũng là cổ đông, chuyện này cũng cần phải hỏi ý của tôi. Anh rốt cuộc là có điều kiện gì hả? Cô nắm tay quay lại trước ngực Tức giận mà lườm hắn Trường triệt nhất là nhe răng cười Cũng quanh tay đầu dựa vào phía sau Tôi không muốn cùng với một con nhóc con Nói rồi hết lần này đến lần khác đàm phán điều kiện Mắt của anh bị mù sao hả à? Tôi đã trưởng thành rồi nhá Tư mi hồn hên nói Đôi mắt hạnh vừa to vừa sáng mặt trường hắn Mắt đen thâm u chậm rãi Theo khuôn mặt tức giận Mà hồng nhuận cổ cô Lết qua bả vai mảnh khảnh Tới trước ngực bộ ngực sữa mê người kia thì dừng lại ánh mắt dần dần chuyển sang ý vị thâm nùng có sự thưởng thức của một người đàn ông đơn thuần có thể nhìn ra được thanh âm của hắn không hề lạnh như băng cũng không chích thức tức giận nhưng lại nguy hiểm làm cho cô hô hấp khó khăn cảm xúc nữ tính nào đó yên lặng chạy lên não cô theo bản năng tránh đi ánh mắt chăm chú vô lễ kia hơi nghiêng mình thậm chí còn vụng trộm cuối đầu nhìn quần áo tự hỏi có phải là có chỗ nào nốt áo chưa được cài hay không làm cho hắn nhìn thấy chỗ nào không nên nhìn. Anh là đối nhân không đối sự. Tư mi tỉnh táo lại, khuôn mặt đau ửng, thủy trùng khó có thể rút đi. Ánh mắt nhìn hắn cắt xa với sợ thức giận, càng làm cho cô thêm phần kiên kỵ. Đúng vậy. Trương triệt nhất xuôi ngón tay vứt cầm hào phóng thừa nhận, môi đỏ cong lên mỉm cười với cô. Cô nhớ nụ cười đó. Năm đó khi hắn trình huấn luyện viên của đối phương khóc đến thất thanh, thì sẽ lờ ra nụ cười kiểu này. Cái loại cảm xúc trong đầu lẫn luận với nhau. Từ mi ngược lại dần dần tỉnh táo. Cô ngờ đầu nhắm hai mắt lại, liên tiếp hít hơi. Đôi tay nắm thành quyền một chút rồi lại thả la. Cô từ nhỏ đã làm can làm loạn, lại còn thông minh hơn người. Trải qua mấy năm kinh nghiệm ở trên thương trường, càng làm cho cô có được sự tự tin. Trường triệt nhất trước mắt, tuy là hơi khó giải quyết một chút, nhưng là không đủ để cô phải giơ tay đầu hàng. Sau một lúc cô nhìn về phía hắn, tuyệt chiêu nụ cười tiên sứ lại một lần nữa xuất chiêu. Không ai có thể cự tuyệt tôi. Cô mỉm cười ngọt ngào nói. Bọn họ sẽ bị cô hạ độc chết sau. Hắn chăm chọc hỏi. Hai người nhìn chăm chăm đối phương rằng co không thôi. Không ai chịu nhượng bộ. Trong văn phòng yên tĩnh, nhưng lại có sống ngầm mãnh nhịt. Trong không khí gần như có thể thấy được mùi thuốc súng nồng nặc. Được, nếu như hắn bất nhân, vậy thì cũng đừng trách cô bất nghĩa. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tính tình ác liệt của cô chính là được che giấu rất khá, nhưng không có nghĩa là sẽ biến mất, ngược lại là theo năm tháng thử thách, chỉ cần tùy tiện động não, có thể nghĩ ra hàng trăm biện pháp khiến hắn gật đầu đồng ý. Cô chính là công tin, bản thân lại không thể thu phục được tên đàn ông ngoan cố này. Nụ cười trên đôi môi đào mọng lại càng ngọt ngào đẹp hơn, ánh sáng trong mắt cũng trở nên sáng hơn, hưng phấn hơn, rất giống như một con sơ tử cái nhìn chúng con mồi, cô nhìn chằm 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 hắn, thầm đọc tuyên ngôn khai chiến ở trong lòng. Trông Triệt Nhất ơi là trông Triệt Nhất, chúng ta hãy cứ chờ xem. Trời nắng nóng nực, vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì hơi nóng nền sông lên. Từ mi tay trái cầm túi trứng gà, tay phải xách đồ uống lạnh vừa mới mua, đôi má phấn hùng nhận, hấp thu một chút sự mớt mát mẻ. Trong tầm Đài Loan những ngày mùa hè nóng bức khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Tiếng ve kêu, tự hồ làm cho không khí trở nên oi bức. Rời Đài Loan nhiều năm hình như cô đã quên, mặt trời lúc này nóng đến cỡ nào. Cô đi ven theo về hè, cẩn thận tránh đi ánh nóng mặt trời, thẳng đến khi qua ngã rẽ, mới không cam tâm tình nguyện đi xuống đường nhựa, dành cho người đi bộ, nhận cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời. Hôm nay là ngày đại thọ, 60 năm của trăng chắn. Ông không muốn nằm quá vô trương, chỉ mời mấy chục bạn bè thân thích làm hai bài đồ ăn ngon ở nhà chúc mừng. Dì Lâm chuẩn bị riêng một nồi bún móng giò, nấu đến một nửa mới phát hiện. Trứng gà sớm đã dùng hết. Thư mi xuống phòng nhận việc cánh vác nhiệm vụ này. Đi ra ngoài mua trứng gà, rồi thuận tiện đi qua cửa hàng tiện lợi dùng máy fax, gửi một ít tư liệu báo cáo tiến độ sang cho xí nghiệp làm thị ở bên Mỹ. Không muốn cậu của cô thân là tổng tài, cần phải kiên nhẫn chờ lâu. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, một dự án hợp tác mất hơn 7-8 tháng là chuyện bình thường. Nhưng mà địa điểm lúc này lại là trấn nhỏ hồi bé cô từng sống, nên tâm tình của cô có một chút khác biệt. sâu trong trái tim, nơi bí mật nhất trở nên mềm mại hơn. Cô từng ở chỗ này mấy năm, mỗi cảnh vật mắt nhìn đều đã có một chút giống như đã từng quen biết. Đều gợi lên cho cô không ít kỷ niệm. Có kỷ niệm ấm áp làm cho cô không tự chủ mỉm cười. Có kỷ niệm lại làm cho cô sợ hãi run rẩy không thôi. Không được, vật đuổi sao rồi. Cô cũng không nên nhớ lại chuyện hồi đó. Tên kia sớm đã bị cô dùng kế đá vào tù. Không thể nào có cơ hội đến tìm cô được. Đèn đỏ chuyển trước mặt nhấp nháy rút cuộc chuyển sang xanh. Từ mi bước trên đường vạch kẻ dành cho người đi bộ, tạm thời bỏ qua bóng ma ở trong lòng. Tiếng ô tô gào thét từ xa sông đến. Cô theo bản năng quay đầu nhìn, rõ ràng phát hiện Chiếc xe kia chỉ còn cách giao lộ hơn 10 mét, nhưng tốc độ không chậm lại một chút nào cả. Ngược lại như nhìn trúng con mồi, đột nhiên tăng tốc lao thẳng tới chỗ cổ cô. Ôi trời ạ, à, tên điều khiển xe này là muốn gây tai nạn chết người sao? Nguy cơ áp sát, chất adrenaline nhanh chóng trào ra. Thư mi hai tay, ném túi trứng gà và đồ lạnh, tất cả đều không cần nữa. Chồng đỡ hai chân như muốn nhũn ra, mà xoay người chạy về phía về hè. Ngay khi cô vừa lao vào về hè trong nháy mắt, chiếc xe hơi mạo hiểm giật qua, chỉ kém mấy cm nữa, sẽ làm cho đôi chân của cô thiếu đi một đoạn. Lực va chạm thật là lớn, thậm chí đánh đổ mấy cái xe máy đang đổ sắt về hè. Thẳng đến khi xảy ra chuyện lớn, chiếc xe mới ngừng lại. Một tiếng động rất lớn, làm kinh động tới mấy nhà của ngã tư hai bên đường. Rất nhiều người lao ra cửa, muốn xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Cũng có chủ xe nhìn thấy cái xe yêu dấu của mình bị đổ Thì lập tức trời ẩm lên thơ mi kinh hồn thở dốc miễn cưỡng ngẩng đầu Chỉ thấy phía sau cửa kế màu xanh thẳm Có bóng người chấp lên Hình như đang cúi đầu xác nhận an nguy của cô Một trần lừa giận mạnh mẽ bốc lên Cô tức giận Tới mức là trước mắt xuất hiện một mảnh lửa đỏ Anh lái xe kêu gì thế hả? Chẳng lẽ đèn xanh hay đèn đỏ cũng không phân biệt được sao? Cô xông lên vẫn độ đánh mạnh vào cửa kính xe, toàn bộ lễ nghĩa đều đã quên hết. Giờ phút này cô kích động đến mức muốn kéo đối phương ra, hùng hăng mà đánh cho hắn một trận. Tình huống vừa rồi quá mức nguy hiểm, nếu không phải là cô tránh nhanh thì càng định đã bị đâm nát người rồi. Người phía sau cờ xe không có phản ứng, ngay cả lời giải thích cũng không thèm nói, cứ như vậy mà đạp ca bỏ đi. Trước sự cảm tức của cô mà tăng tốc chạy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Đúng là đáng giận mà. Cô giết chặt nắm tay, không thể tin được đối phương lại tồi tệ đến mức đó. Nếu không phải là cô tránh kịp bị đâm ngã, đối phương nói không chừng lại còn có thể quay xe đâm cô thêm một phát nữa, hoàn toàn giết người diệt khẩu. Cô có sao không? Đúng lúc này có một vị thiếu phụ, che ô đăng ten tiến đến quan tâm hỏi han. Trong mắt nhìn cô có phải phần mỉm cười cùng hứng thú xào giặt. Từ mi lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng thô lại sự bực tức, chỉ sợ dáng vẻ nổi bão vừa rồi đã dọa sợ vị thiếu phu nhân xinh đẹp trước mặt. Cô cần phải duy trì hình tượng. Cô giấu hổ ho nhẹ hai tiếng, nâng tay sờ lại mấy sợi tóc hỗn độn ở trên trán. À, tôi, tôi không sao. Cô lắc đầu ao não nhìn tại chỗ sao lộ. Tuổi trứng cả kia đã sớm vỡ hết. Bởi sức nóng ở trên miệng đường mà rán thành trứng ốp lết. Xem ra trong món bún móng giò đêm nay, nhất định sẽ không có trứng mặn rồi. Ở bên cạnh tiếu phụ, còn có một cô bé 5 tuổi, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như thiếu phụ vậy. Nhất là cặp mắt ngập nước kia rất là ưa nhìn. Lúc này cặp mắt xinh đẹp kia đang nhìn chằm chằm vào đầu gối của cô. Mẹ à, gì ấy chảy máu rồi. Âm thanh bé nhỏ nhỏ, bàn tay non mềm kéo váy của mẹ. Nghe tiếng nói thì thư mi lúc này mới cảm nhận được đầu gối truyền đến một trận đau đớn như là bị lở đốt. Cô mềm cười cảm kích nhìn cô bé, rồi cúi đầu nhìn. Quả tiền thấy máu tươi đã nhiễm đỏ đầu gối Đáng chết chỗ cô ta ra thân phận của tên xấu xa kia Không thể không tố cáo hắn lên tòa Vài thanh niên trẻ tuổi cường trắng Sắn tay áo đi tiền phong xếp lại xe máy Mọi người bắt đầu tụ họp lại đây Trộm đầu cái tai bàn luận Có người đã nhìn thấy biển số xe Chuẩn bị đi tham dò rõ ràng Rốt cuộc là người nào Lại điều khiển ác liệt như vậy Dám gây chuyện rồi chạy Thiếu phụ thu ô lại Từng cử chỉ đều là tao nhã mà lịch sự. Bên cạnh có bệnh viện đó, tôi giúp cô đi bôi thuốc rồi sau đó đưa cô về. Cô ấy đề nghị, còn phân bàn tay nhỏ bé kiên trì muốn giúp đỡ. Không cần phải phiền toái đâu, tôi có thể tự đi. Từ Mi uyên chuyên từ chối ý tốt, không nghĩ tới đôi bàn tay nhỏ bé ôn nhuận lại có thể mạnh mẽ như vậy, khiến cho cô không thể dãy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nâng dậy từng bước từng bước đi tới bệnh viện. Thiếu phụ có lô má đồng tiền như hoa, âm thanh ôn hòa dễ nghe. Đừng khách ký, tôi và Trương chết nhất là bạn bè cũ. Cô ấy thân thiết tự giới thiệu, về mặt xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời lại càng tỏa sáng. Tôi là vợ của Lăng Văn, tên là Dương Oa Oa. Tôi mi được Oa Oa đỡ, từng bước từng bước từ bệnh viện về nhà. Thời tiết nóng bức, đã sớm chừng nướng cô đến tần tân mổ hôi đầy đầm đìa. Lăng Linh nhu thuận đi ở đằng trước, thay các cô mở cửa giống như là ong mật bé nhỏ chỉ đường ở bên cạnh các cô vòng trước vòng sau chỉ là vừa nhìn thấy giá sách ở bên trong trọn bộ bách khoa tiếng hán bé lập tức giống như bị điểm huyệt đứng trước giá sách không nhúc nhích sau một lúc lâu bé quay đầu lộ ra ánh mắt chờ mâm tuy rằng còn chưa biết chữ nhưng bé rất là thích đồng thư yêu thích không buông tay những thứ màu sắc tươi sáng hình ảnh xanh đẹp cháu có thể lấy ra xem thưa mi gật đầu nếu là Kha Tú Quyên yêu thương trẻ nhỏ, sẽ tận sức cho nền giáo dục trẻ thơ ở đây cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Cảm ơn ạ. À. Lăng Linh Nhu Thuận nói lời cảm ơn. Đầu tiên là lấy khăn ra lau thay, rồi mới tiến đến giá sách, lấy ra một quyền đồng thư, ngồi ở trên sofa bắt đầu lật xem. Ở trong nhà không có ai sao? Dương oa oa hỏi. Cho Thư mi ngồi xuống trước, rồi đi một vòng quanh phòng, nhưng không nhìn thấy ai. Lúc tôi ra ngoài dì Lâm còn ở trong nhà, chắc đã đi ra ngoài rồi. Cô yên lặng đoán, chắc là dì Lâm không kiên nhẫn chờ được nên đã thử ra ngoài mua thức ăn rồi. Thời tiết càng lúc càng nóng, ngoài cửa sổ phe kêu, thư mi kẽ than một hơi, suy nghĩ về vết thương ở trên đầu gối. Miệng vết thương không sâu, nhưng chỉ khử trùng qua, cũng không có băng bó. Tuy rằng bác sĩ đã dặn miệng vết thương tốt nhất không được đụng nước, nhưng trải qua một hồi đi lại, mồ hôi thơm đã ướt đẫm quần áo hết. Loại cảm giác xinh xinh nóng bức này Làm cho cô trẻ xinh thích sạch sẽ Thật là khó chịu Thật là cô không chịu nổi nữa rồi À bà, hai người cứ ngồi đây nha Tôi cần phải đi ra ráy một chút Cho dù không thể thoải mái tắm rửa một hơi Cô cũng muốn lấy khăn mặt lau mồ hôi trên người Gội đầu thật là sạch Gột rửa một thân nóng nực Cô bị thương đại khái có một chút không tiện Có cần tôi giúp cô không À à khẽ nháy mắt Thân mật đưa ra lời đề nghị Giọng nói ôn hòa dễ nghe giống như chồng là lăng văn có mà lực trấn an người khác không cần đâu Thưa mi mỉm cười trần thấp chân cao đi đến phòng tắm khăn cấp cởi bộ bộ quần áo ẩm ướt ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh trong rút rơi vào trong phòng tắm da thịt của cô mềm mại lõa lồ vắt khô khăn mặt dưới ánh nắng mặt trời lau tràm một thân đầy bụi và mồ hôi đợi đến khi lau hết cô mới cởi bỏ dây bột tóc nhẹ nhàng lắc đầu Mái tóc đen mượt như là thác nước trong nghĩa mắt bung xóa ở trên vai. Cô xoay người trước bồn ra mặt, lấy nước vọc làm ẩm tóc, rồi sau đó mới đổ dầu gội đầu ra. Trước tiên xoa trong lòng bàn tay rồi cẩn thận gội đầu. Thẳng đến lúc gội xong, cô mới phát hiện dầu dưỡng tóc đã sùng hết. Quần áo vừa mới cởi ra, giờ đã bị con ném vào thùng giặt đồ. Mà trong phòng tắm lại vừa vặn không có khăn. Cô cũng không thể trần trụi như thế này mà đi ra ngoài. Ai, thật sự là không xong rồi cô vẫn là phải phiền đến oa oa. Từ mi mang theo xin lỗi đi tới cửa, kéo ràm trúc ở trong phòng tắm. Oa oa, cô cất tiếng kêu. Thiếu phụ ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu lên. Thật là xin lỗi, cô làm ơn đến phòng tắm bên, lấy hộ tôi dầu dưỡng tóc. Tôi hiện tại không có cách nào đi ra khỏi phòng tắm được nha. Cô cười trừ bởi vì xấu hổ mà khuôn mặt đỏ bừng. Tiện tay thôi mà, cô có việc gì cần thì cứ nói nha. Oa oa tốt tính, sang phòng tắm bên cạnh lấy dọ dầu dưỡng tóc tự nhiên như ở nhà mình dầu dưỡng tóc theo kẽ khe cửa đưa vào từ mi cảm kích tiếp nhận thì thào nói lời cảm ơn xoay người về bồn ra mặt bắp dầu dưỡng tóc thoa lên mái tóc dài đen nhánh ai cô thật sự là mất mặt mà ngay cả loại chuyện này đều phiền toái đến người ta khi từ mi đang bận rộn ở trong phòng tắm ở à đi tới phòng khách đột nhiên nghe thấy tiếng động ở trong đình viện cô cảnh giác quay đầu một thân ảnh cao lớn đập vào trong mắt ở trong mắt hiện lên ánh cười cô xoay người nhìn thư mi bởi vì xe xây mà quên che cửa phòng tắm lạnh lại nhìn người đàn ông ở trong đình viện ở trong đầu hiện lên lời dặn của chồng một chú ý nhanh chóng hình thành cô đè thấp thân mình chạy đến phòng khách dẫn luôn cả con gái tay còn đang cầm sách tiếp theo bàn chân trượt xuống vụ trộm chuẩn ra cửa sau của nhà họ trương trong đình viện truyền đến tiếng nước tiếp theo là tiếng mở cửa tiến bước chân cực kỳ trầm nhỏ ở trong phòng chậm rãi đi tới thẳng đến khi đến trước cửa tắm thì tất cả đột nhiên đều yên lặng thơ mi đang đầu đây là đầu dầu dưỡng tóc căn bản không có phát hiện ở ngoài cửa có người đang nhìn cô đẻ thấp đầu bóng lưng mảnh khảnh cong một độ cong thật là xinh đẹp dùng nước thấy đi dầu thoa ở trên tóc nước ấm không ngừng chảy xuống thấm vào trong mắt làm tầm mắt của cô bị che cô nhắm mắt lại tay vung loạn lại thủy chung không với tới cái khăn mặt thế này mới nhớ đến khi vào trong phòng khách hình như thấy dì lâm phơi khăn đã được giặt ở ngoài tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn ở trên bàn làm ơn đưa tôi tôi cái khăn mặt cô không tìm nữa nhắm chặt hai mắt sợ loạn đi đến trước cửa lại mở miệng một lần nữa cầu cứu a a trong lòng hạ quyết tâm đêm này như thế nào cũng cần phải gọi điện thoại báo cáo cho trợ lý bên mỹ gửi một đống đồ thư đến Đài Loan để báo đáp sự chăm sóc của mẹ con bọn họ đối với cô. Cách một tiếng cửa phòng tắm hoàn toàn bị đẩy ra, một cái khăn mặt rơi xuống đầu. Từ mi hoảng sợ, đôi vai mảnh cảnh co ruột lại, không nghĩ tới oa oa lại xông vào. Lo lắng có phải là bản thân đã gây ra phiền tái hay không, làm đối phương cảm thấy không kiên nhẫn. Cảm ơn, cô xấu hổ nhân người, dùng tốc độ nhanh nhất lau khô tóc cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn rồi sau đó khẽ kéo khăn, nghĩ sẽ uyển chuyển nói với đối phương là không có thói quen để người khác thưởng thức mình trần truồng. Vừa quay đầu lại, thì cô liền cứng người. Người xâm nhập vào phòng tắm không phải là Dương Oa Oa, mà chính là Trương Triệt Nhất. Hắn chính là ở kia khoanh hai tay, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, đôi mắt đen lợi hại kia, không sai đang nhìn thân hình xinh đẹp của cô. Càng tệ hơn là hắn cũng không mặc quần áo. À, chính xác hơn một chút là hắn toàn thân trần trội chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng hình viên đạn. dáng về giờ phút này, lại càng gợi càng khác xa so với mấy cái ảnh chụp nợ thân trần. Mà năm đó giúp cô kiếm nó no túi tiền kia. Càng tệ hơn là, hắn thật sự là quá mức thiên phú dị bẩm. Khối vẻ mỏng manh kia, càng bàn là không che đậy được cái gì đó. Mà cái gì đó, nguyên nhân bởi vì cô vô tâm diễn xuất mà trở nên hùng tráng y phũ hơn. Trong đầu cô, từng đóa từng đóa hoa lờn nổi tung giống như gặp phải oanh tạc Sợ thông minh tài trí bị nổ chỉ còn lại một màu trắng xóa từng sợi tóc đến ngót ngón chân mỗi tế bào toàn bộ đều đã bị khóa thạch sau phải giây cô mới giật mình tỉnh lại ý thức được bản thân mình đang trần trụi thời mi hôi nhòm một tiếng lấy khăn mặt lung tung muốn che lấp cảnh xuân đã sớm bị hắn nhìn hết người này hết lần này đến lần khác Bộ dạ khó lường chọn ngay cái khăn mặt nhỏ nhất đưa cho cô cô cố gắng muốn che nhưng là che được bộ ngực sữa tròn trịa thì đôi chân mềm mại lại bị lộ che được dùng mạo con gái giữa hai chân thì nụ hoa đỏ bừng trên bộ ngực sữa đã bị hắn nhìn thấy rõ ràng cô ở thế khó xử à không là từ trên xuống dưới đều khó xử xấu hổ lo lắng muốn kiếm một cái động để trôi vào hoặc là dùng cái đầu cứng xông lên Đầm mổ cái mắt của hắn tại trận ôi trời ạ à, hắn đã đứng đó bao lâu rồi chứ hắn đã nhìn bao lâu rồi lại nhìn bao nhiêu rồi chứ xong đời rồi Cô lúc nãy can bàn không hề phòng bị đưa lưng về phía hắn gội đầu khẳng định tất cả đã bị nhìn thấy hết trơn anh anh tại sao anh lại ở chỗ này cô lắp bấm cất lời chất vấn về kỳ dị trong mắt đen chất động hắn nhớ mày rậm chậm rãi nhìn ngắm ra thịt của cô bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng lên tôi về sao ở chỗ này em không phải hắn là rất rõ ràng hay sao hắn thấp giọng trả lời thanh âm thô ráp tự như thiếu bình tĩnh. Từng tiếng gần như dính lửa, làm nhiệt độ phòng tắm đột nhiên lên cao. Rõ ràng cái gì chứ? Từ mi trần to mắt không thể tin nhìn hắn. Cô căn bàn là không hiểu làm sao, không rõ ràng vì sao người ngoài cửa đột nhiên tự dưng ao ao vô hại, lại biến thành trường triệt nhất mười phần tính xâm lược. Khuôn mặt đỏ bừng lên, hiện lên vẻ mặt hoang mang, cô há mồm còn muốn hỏi, lại kinh ngạc phát hiện hắn đột nhiên bước đi đi tới phía cô. Chờ, chờ, chờ một chút. Anh, anh, anh muốn làm cái gì? Cô không có cơ hội nói hết. Trương triệt nhất, hùng hãn kéo cô vào lòng, đem cô rất nhanh thân hình trần trụi, như là chui vào trong cơ ngực rắn chắc của hắn. Lệ mắng cùng cầu cứu chưa kịp vươn ra từ đôi môi đỏ mọc, thì môi mỏng nam tính cực nóng của hắn đã áp lên. Lệ nóng chui vào trong miệng cô, lòng càng chiến hữu sự non mềm, nuốt hết những lời nói của cô. Nụ hôn nóng mà kích tình, kịch liệt giống như thiên lôi đánh ra lửa lớn. Thư mi mỡ giấy rùa, nhưng ngón tay nhỏ nhắn như là cây hành. Vừa cào vừa cấu trên tấm lưng cơ bắp của hắn, Tùy chung là không ngăn cản được hắn. Hắn làm càn mãnh liệt, chi phối thân hình yếu đuối của cô. Bàn tay to thô ráp hoạt động trên cơ thể mềm mại, bao lại nơi non mềm đáy đào của cô. Âu yếm ra lấy, khơi ra kích tình có nói nên lời. Từng đợt sóng tình dục mãnh liệt tràn đến nụ hôn hắn như là lửa, cùng với sự âu yếm càn rỡ, hòa tan lý trí của cô, trở nên mềm mại như là kẹo mạch nha. Cô là cô gái trưởng thành xinh đẹp, đương nhiên từ hôn qua đàn ông, nhưng chỉ là qua la, cùng với trường triệt nhất hôn lại nóng bỏng đến từng góc, giống như là nước lọc cùng với rượu mạnh, căn bàn là không thể so sánh được. Đàn ông khắc hôn, cô còn có thể thờ ơ, mà hắn hôn lại khiến cô mê man cùng với ngây ngất. Thư Mi đã quên hắn là có bao nhiêu đáng giận, bao nhiêu ngang ngược. Cô thậm chí đã quên đi sự kiếp đảm của con gái cùng với rượt rè. Bàn tay mềm mại nhỏ bé chủ động vòng qua cổ hắn. Hành động chốc chắc bị hắn rụ rỗ, Thừa đáp lại nụ hôn của hắn. Cái khăn nhỏ kia, trong lúc hôn cuồng nhiệt đã bị trường triệt nhất dễ dàng bỏ ra, thân hình mềm mại trắng noãn, hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt khát vọng của hắn. Em, thật là đẹp. Trương Triệt nhất tựa vào gáy của cô nói nhỏ, hô hấp nóng rực dẫn đến một trận tê dài. Tân hình mềm mại, chưa trải qua tình dục bao giờ, mẫn cảm lại run rẩy. Nụ hoa mềm mại đấy đà, đáng lẽ lẽ đứng thẳng lên, giống như đang chờ hắn tiến thêm một bước. Cô bị hôn đến toàn thân yếu đuối, mơ mang chiêm đắm, bị hắn ôm về phòng ngủ. Bỏ qua một bên đổ lại tính dấu của trơn Triệt nhất, cô kỳ thật là nguyện ý thừa nhận người đàn ông này có sức hấp dẫn mãnh liệt tầm mắt của cô dù là vô tình hay là có ý đánh giá hắn cho bảo vắt hết óc muốn tìm ra cách hợp tác dự án thành công về phương diện khác cũng là tham lam nhìn vẻ rán chắc nam tính đầy sức mạnh của hắn cô đối với chuyện tình dục quá mức xa lạ không thể phán đoán bản thân có khát vọng với người đàn ông này hay không chỉ biết rằng bộ phận nữ tính nhất kia dưới ánh mắt của hắn đã cảm nhận được cái gì đó kỳ dị son sao Trường trẹt nhất một phen đặt cô trên chiếc giường gỗ lim rộng lớn. Thần hình cao lớn ngăm đen, có màu đồ đi tới trên người cô. Giọt nước ven theo đường cong khuôn mặt, nhờ được đúc tạc của hắn. Từng giọt từng giọt rơi trên da thịt cổ cô. Mỗi một giọt nước đều dính lấy nhiệt độ hương vị của hắn. Mỗi một giọt nước đều làm cho cô run rẩy không thôi. Mỗi mỏng tiếp tục chạy xuống cổ cô. Một bên hôn, một bên dùng râu thưa lưa để ma sát cổ cô cô thần hồn đen đau. căn bản là không thể tự hỏi, chỉ có thể mặc hắn âu yếm, hoang mang mà mê loạn khẽ rên lên. Tiếng nam tính trầm thấp, không ngừng quanh quần ở bên tay cô, không có rít cào để mùi tốt sống như là ngày thường. Ngược lại tuyệt vời đến nỗi, làm cho cô thần thân nóng lên. Cô nghe ngốc nghe dụ dỗ đáp lại tiếng nói nhỏ nhẹ của hắn. E lệ nhìn hắn thích hai chân nhỏ của mình ra, ngón tay ngăm đen cùng da thịt trắng mụn, tạo nên sự đối lập một cách mãnh liệt. Lý trí đột nhiên xông vào, xuyên thấu qua sương mù kịch tình. Từ mi đột nhiên tỉnh táo lại, rõ ràng phát hiện bọn họ. Bọn họ thế nhưng... Màu dừng tay lại. Cô rôn rầy kịch liệt giống như bị phải bỏng. Dùng hết sức còn lại má ngăn cản. Hai tay chống đỡ thân mình xoay lặn xạ. Thật dịp hắn không phòng bị mà lăn xuống dưới giường. Trường triệt nhất bị đầy nằm nửa người ở trên giường. Hắn nhanh mày trong mắt. Còn rất lại một ít ánh lửa nhưng lại lóe sáng bức người thoát khỏi nguy hiểm từ mi thờ sốc không thôi quận ở góc Quân quyết nhìn quanh để tìm quần áo che giấu thân thể cảm ơn trời đất trên cái rừng của lim có chiếc áo sơ mi nam cô vội vàng bồ nhào tới bà trần bốn cẳng mặc áo sơ mi lên mới miễn cưỡng che khuất được cơ thể mềm mại trở về trơn trượt nhất trông lên thân hình to lớn vươn tay về phía cô kiên trì không ngừng cố gắng còn cầu nhỏ sắp đến miệng lại dám chuồn bất tử trong lòng. Hắn nhăn mày vẻ mặt có chịu, dù vọng phía dưới vì cô mà náo rực tới mức đau đớn. Anh đừng hòng. từ mi nhanh tay thu lại cổ áo. Âm thầm thấy may mắn vì thân hình hắn cao lớn. Áo sơ mi mặc vào cũng to vô cùng. Ở trên người cô như là một cái túi. Và áo dài quá đầu gối bao lấy thân hình cô bởi vì xấu hổ mà hồng nhận không thôi. Anh, anh, anh cái tên không biết xấu hổ Làm sao, làm sao lại vào ban ngày ban mặt lên đuổi dẫn con gái nhà lành chứ cô đỏ mặt đè màn lên án mày quán nhăn lại càng nhanh tôi không có không có ư ừ. nhưng anh mới vừa rồi vừa rồi rõ ràng cô cắn đôi môi đỏ mọn thật là đáng giận người này tí nhưng lại không chịu thừa nhận trường triệt nhất những mày ngồi ở trên giường tờ mắt ô ám nhìn qua mặt hồng nhận cổ cô mùa hè nóng bước khiến hắn mất kiên nhẫn về nhà tắm thấy quần áo không nghĩ lại gặp được cảnh đẹp như vậy dáng về kia không hề phòng bị thân thể trắng mịn mềm mại, làm dục vọng của hắn giống như là lửa bùng cháy lan ra đồng cỏ, không thể nào vãn hồi. Tuy rằng, cô lấy sắc đẹp làm thổ đạn, làm hắn không chích chút nào, nhưng cô đích xác là duyên dáng vặt người mê. Sau một lúc lo lắng, hắn quyết định nghe theo bản năng để mà hào phóng nhận sắc dụ của cô. Không nghĩ tới mới chỉ nhắm nháp món khai vị, mà cô gái này lại dám đổi ý. Đến lúc chạy thoát ngược lại còn căn hắn một miếng, lên ăn hắn đùa dẫn con gái nhà lành. Nếu như em thấy buổi tối thì tốt hơn. Như vậy buổi tối, đến đây lấy sắc dụ tôi. Hắn thực tế nói rồi xài bước xuống giường. Từng đứt một tiếu sái lại gần. Tôi đâu có sắc dụ gì anh chứ. Cô mở to mắt, nhìn hắn từng bước tới gần, thì cảm thấy da đầu bắt đầu run lên. Hắn nhếch môi nói. Nếu như em không phải lấy sắc dụ tôi, thế làm gì phải cởi hết quần áo uốn éo trước mặt tôi hả? Tôi, tôi nào có uốn éo? Tôi là gội đầu nhá. Cô hồn hển cất lời biện dài hai người một tiếng một lùi cố gắng cầm cự. Bất tác sĩ trong phòng ngủ không có giới hạn. Cô mới lùi vài bước thì đã bị hắn dồn đến bên tường. Hơi thở nam tính đập vào mặt, bao phủ cô trong lòng của hắn. Bội đầu ư? Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng nâng còng cổ cô lên, bắt buộc cô phải ngẩng đầu. Nhưng mà mới vừa rồi, không phải em cũng xuất thần sao? Tôi, tôi mới là không có. Cô màn đỏ thay hồng vô nhận. Cối đầu nhỏ giống như cái trống bài lắc trái lắc phải. Ôi trời ạ, hắn nhất định phải tựa vào cô gần đến mức như vậy hay sao? Tư mi chưa bao giờ ở trước mặt người đàn ông nào mà cảm nhận được sức mạnh cường đại như vậy. Mị lực nam tính của hắn, xác thịt giống như là bình thường. Dưới ánh mắt của hắn, hai chân cô cô tự như là mềm nhũn cả đi, gần như không thể chống đỡ được cơ thể. Em không có sao? Trường triệt nhất lệnh lùng mà cười một tiếng. Tôi đương nhiên là không có. Lời nói trán lương tâm chưa hết. Hắn cúi đầu sáng trần sắc tìm kiếm đôi môi của cô. Quyết định lấy hành động tự tế để làm cho cô nhớ lại. Vài phút sau khi hắn chấm dứt nổ hôn, thì toàn thân của cô đã mếm mềm nhuyễn mà nằm úp sấp xuống. Em không có ư. Tôi không... Môi mỏng lại tiến lên. Nổ hôn lần này lại càng nóng, lại càng triệt để hơn. Em không có thật sao? Tôi... Cô thở dốc, muốn mang hắn tì tiện nhưng là cách nhích mua lên chỉ có thể thở gấp cô có lẽ là nhanh mồm nhanh miệng có lẽ là buôn bán cao tay nhưng cả vai sự việc này lại chỉ có thể liên tiếp rôn rầy một chút biện pháp cũng là không có Trừng triệt nhất lấy nụ hôn nồng nhiệt mà đánh hạ cô dễ dàng ôm lấy thân thể của cô rồi một lần nữa trở về trước giường gỗ lim giống như một con sói hoang không có ý tốt kiên trì muốn nốt trôi con cừu nhỏ lạ cô thân hình nam tính thân mật áp lên trong lúc vô tình chạm đến đầu gối của cô, đau đớn làm cho cô kêu ra tiếng. Anh làm tôi đau. Thư mi kêu lên, vùng đôi tay trắng kháng nghị mãnh liệt đánh vào vai hắn. Trường trệt nhất vừa nhíu mày cúi đầu nhìn. Sau trong đôi mắt đen nhiệt lên một chút quan tâm cùng với lờ giận. Em chết tiệt lại làm cái gì rồi hả? Hắn chất vấn như vẫn nụ, bởi vì bao bối âu yếm bị tổn thương. Cô tức giận lầm hắn một cái nói. Lại bị dây đụng phải. Cô không cam lòng tình nguyện nói. Đột nhiên cảm thấy hoa mắt Hai cổ tay đã bị hắn Một tay chìm trụ chặt chẽ đặt ở trên giường Anh, Trương Triệt nhất Anh đang làm cái gì vậy chứ Anh, anh không cần phải rơ loạn Cô chật vật trốn tránh Nhưng trốn cũng không thắt thải tay của hắn da thịt non mềm đều bị hắn sở soạn Từ trên xuống dưới Xác định cô ngoài chảy ra Những chỗ khác vẫn bình an vô sự Thì tàng đá ép chặt trong lòng của hắn Như thế mới rơi xuống Cô gái nhỏ quỷ kế đa đoan này có thể ngoài ý muốn tác động đến cảm xúc của hắn. Nhất là thời điểm tới cô mạo hiểm, ngực đột nhiên có rút thật là nhanh, giống như bị đánh mạnh một quyền vào ngực không thể hô hấp được. Đối với hắn mà nói, chuyện thế này chưa từng có kinh nghiệm. Mấy tuần gần đây, hắn lại càng cáu kỉnh hơn trước, mất kiên nhẫn hơn trước, lý trí sớm đã chạy đi nghỉ phép. Hắn xấu tính tra tấn nhóm nhân viên, khiến bọn họ khóc lóc lo lắng muốn từ chức. Thời mi nằm dưới thân của hắn bất an uốn éo người, mặt cô cô xấu hò đỏ bừng như là quả táo, Tự vặn vẹo thân mình, muốn tất khỏi sức nặng của hắn. Cố gắng nửa ngày nhưng là vô ích. Ôi trời ạ, à, hắn nặng tự như là tượng đồng, hơn nữa còn cứng như là tảng đá. Anh còn chưa chịu đi xuống sao? Cô kiềm chế thét lên trái tay, bị hắn ép tới không dễ chịu một chút nào cả. Hắn nhìn trọng trọc, mắt đen dần lại trên mặt của cô, như là đang tìm kiếm một cái gì, suy tư cái gì. Ánh mắt kỳ dị kia khiến toàn bộ da gà của cô nổi lên, không tự chủ liên tưởng đến mèo vần chuột. Nhìn vẻ mặt của hắn, như là đang lo lắng nên xử trí cô như thế nào. Trong lúc Thư mi đang khẩn trường tới mức muốn té xỉu, hắn đột nhiên cong môi cười, tiếp theo dịch chuyển cơ thể. Bàn tay to đi xuống tách hai chân của cô ra, rồi cơ ngạnh chen vào giữa. Từ thế này tốt hơn đi, hắn thấp giọng nói. Thư mi hoài nghi là bản thân mình xấu hổ sắp chết đến nơi rồi. Tốt ư? Tốt cái gì mà tốt chứ? Bị đùa nghịch thành cái loại tư thế này, đậu hũ của cô đều bị hắn ăn sạch. Hắn không phải dị ứng với đậu sao? Vì sao đậu hũ của cô lại có thể ăn một cách kinh khủng như thế được chứ? Anh không hiểu tiếng quốc ngữ sao hả? Anh mau tránh ra đi. Cô kịch liệt giãy rủa, vọng tượng muốn thoát khỏi sự áp chế của hắn. Không được cầu động. Anh đừng hòng. Cô bỏ qua lời cảnh cáo, giống như con tôm sống bị ném vào rượu, dùng hết sức mà xoay lạn xạ nhưng lại phát hiện hành động như vậy không nghi ngờ gì là đồ thêm dầu vào lửa Mọc, Mọc buông ra cô bắt đầu căng thẳng ít hầu giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt tay ông không khen cái cách nào để màu phát ra được thân hình run rẩy tự như lá mùa thu rụng ở trước sáng vòng ngực nam tính rộng lớn trở thành nhà giam tạm thời của cô trần chết nhất phóng đáng ở trên người cô hô hấp nóng rực chậm rãi lướt qua cổ giống như dã thú ác ý trêu đùa con mồi trước khi ăn em không chảy mồ hôi sao? Trông triệt nhất đột nhiên dùng lấy xà xét, lướt qua cái gáy trắng nộn cổ cô. Động tác hồn nóng bỏng này tuyệt đối là vô cùng tuyệt hảo. Thơ mi đầu tiên sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, tiếp theo hít một hơi, rồi sau đó bắt buộc bản thân mình phải thả lỏng, giống như loại bông mềm nhẹ, ỉ ôi trong lòng của hắn. Đầu hàng im lặng, làm ánh mắt sáng trong của hắn lại càng sáng rực, lực kiềm chế của cô cũng giảm đi một chút ít tận dụng cơ hội. Thời dịp hắn nới lòng sự phòng bị, Từ Mi nhìn chuẩn hướng, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, giống như một con thỏ nhỏ linh hoạt, nhanh như chớp trôi qua dưới nách của hắn, dùng tốc độ lửa đốt mông mà đi tới phía cửa phòng, vọng tưởng muốn trốn một kiếp. Chỉ là ngón tay của cô với xoay chuyển cửa mở, trên lưng đột nhiên lại căng thẳng, sức mạnh cường đại ôm trụ cô tha cô lên giường. Đường thoát thân được mở ra, nhưng cô lại một lần nữa rơi vào ma trường, chỉ có thể hai mắt lưng tròng đắm lệ nhìn cánh cửa nửa mở. Hoài nghi bản thân hôm nay khẳng định sẽ bị đại giác lăng này ăn tới nốt sống. Hành động của cô đã vượt qua giới hạn làm bộ làm tịch. Về mặt tuyện vọng kia không thể là dạo bộ. Đã ngoài ý muốn gợi lên một chút thương cảm của hắn. Trường triệt nhất nhíu mày lại. Thử cho lời cãi của cô tiến vào bên tay. Đến lúc này mới bằng lòng tin tưởng. Cô gái này nói dối hết lần này đến lần khác lúc này là đang nói thật. Cô không phải là không có cách, quyết định sử dụng sắc đẹp, mà là hắn xông nhầm vào phòng tắm mạo phạm người đẹp. Tuy rằng sự thật đã rõ ràng, nhưng mà tư vị hôn cô, chết tiệt là quá mức ngọt ngào, cho dù là hiểu lầm thì hắn cũng không muốn dừng tay. Hắn có thói quen muốn làm gì thì làm, căn bản không chấp nhận được người khác cự tuyệt, hỗn hổ hắn có thể trăm phần trăm xác định. Cô gái nhỏ này thắc thực rằng rất hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt cùng âu yếm của hắn. Chỉ cần khen nhẫn dụ dỗ thì bọn họ có thể. Anh chết tiệt, tên vương bát đàn này. Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi không phải là lấy sắc dụ anh. Lúc trước nói thế chỉ là trọng giận anh mà thôi. Cô đánh mạnh vào vai của hắn. Cố gắng kéo ra khoảng cách. Chỉ dựa hắn thi triển kỹ năng hôn tinh xảo. Đến lúc đó ý chí của cô khẳng định sẽ bị vứt sang một bên. Toàn bộ mà chạy đi nghỉ phép. Có đúng không? Hắn ôn hòa hỏi Đúng đúng Cô kích động kêu lên Bị hắn ngoan cố cùng tự cho là đúng Tức giận đến mức là nước mắt biến cũng thành màu đen Người đàn ông này màu hôn Sẽ làm cho cô kích tình mà tan thành vọt nước Mà tính cách ngang ngược của hắn Làm cô cực kỳ buồn bực muốn bắp chết hắn Anh chính là xem cái không cần của con gái trở thành muốn Cho nên bạn gái mới có thể Là chạy đi không chiều một mống như vậy Anh căn bản là không giữ được phụ nữ Cô tức giận lên án, vặn vẹo quá khứ tình sử của hắn. Những lời này đối với một người đàn ông mà nói, thì chính là hoàn toàn vũ nhục. Mắt đen nheo lại, bên trong chợt hiện lên vẻ nghiêm khắc. Dù vọng vốn đang rục dịch, đều bị tức giận, đá bay đi. Làm bàn tay quán ngơ ngáy lại muốn chăm sóc chiếc mông nhỏ mật mạo của cô. Em nói lại một lần nữa xem. Thành âm của hắn nguy hiểm, như là điên báo cửa địa ngục chuẩn bị mở ra. Tức giận vươn xa, cô rất khoát bất cứ giá nào nâng cầm lên khó chịu trường hắn. Tôi nói có gì sai sao? Anh căn bàn là giữ. Đúng lúc này bên ngoài cánh cửa, có tiếng động tĩnh. Từ mi đột nhiên là sừng sốt, trăm ngàn cái ý niệm giống như là thác lũ. Mãnh liệt mây mông dũng mãnh trào vào trong đầu. Suy nghĩ trong đầu cô thay đổi, quyết định để cho tên đàn ông này chịu một chút đau khổ. Tức giận trên khuôn mặt mất hết, giống như là ma thuật, lập tức trở nên ôn hòa. Ý của em là, anh không thể mỗi một lần đều nóng vội như vậy vừa để thương đã lên ngựa cô cúi đầu bắt đầu từng bước khi cúi xuống như vậy tờ mắt không cẩn thận đối diện với cái súng đang chờ sức phát động của hắn mặt của cô cô đỏ lên vội vàng truyền tầm mắt cô bất thình lình biến chuyển làm cho hắn nhướng mày mỗi lần ư cô thu lại cổ áo dùng ngữ khí xấu hổ cùng với e sợ tiếp tục nói hưu nói vượn con gái ấy à là muốn cẩn thận che chở anh dịu dàng với em một chút đi cô nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ quay tròn mắt, thỉnh thoảng lướt qua đầu vai hắn nhìn về hướng cửa, phảng vất mọi người tụ họp lại xem đang thưởng thức diễn xuất của cô. Hắn nháy mắt toàn thân trở nên cứng ngắc, ý thức được cô đang làm cái quỷ gì, hắn nhíu mắt rất thông thả, rất là thông thả mà quay đầu lại. Quả nhiên cửa đã sớm chật ních khách cô mời mà đến, tất cả đều trợn lớn ánh mắt tâm như đang xem diễn xiết, thưởng thức bọn họ thân mật trình diễn tại chỗ. Ở bên trong phòng tràn ngập sự yên tĩnh không được tự nhiên cửa chặt đích cả trai lẫn gái, già trẻ lẫn bé, tất cả mười mấy người đều cố vươn dài cái cổ, gian nan hoạt động thân mình, muốn ở chỗ không gian eo hẹp này cướp được vị trí xem tốt nhất. Tràn Trúc ngày ngày đầu hàng chính là Aza mặc quần áo thoải mái, trên tay hắn mang theo túi ni lông, tay cầm máy chụp ảnh, trung thực ghi lại tất cả trước mắt. Thẳng đến lúc này, Tư Mi mới phát ra một tiếng than nhẹ, như mới phát hiện là có người đứng ở trước cửa thẹn thùng không tôi trốn vào chăn bông dù là biểu tình hay là động tác đều có thể gợi lên tưởng tượng vô hạn cho người ở bên ngoài cô muốn làm cho người ta hiểu lầm hại trương triệt nhất trăm lời không thể biện giải cô là một cô nương hình tượng trong sáng thanh bạch bị hắn kéo lên tường chỉ cần ứng phó với câu hỏi của các vị trưởng bối cũng đủ để làm hắn đau đầu nếu như cô trợ giúp địa tài câu chuyện không khiến hắn đưa tay đầu hàng mới là lạ đi à đừng hại chúng ta các con chậm rãi làm việc, chậm rãi làm việc tiếp đi. Kha Tố Quyền phục hồi lại tinh thần, hai tay vung loạn, muốn đem toàn bộ hàng xóm đi ra ngoài. Ở trong lòng con thâm ca ngợi Nguyệt Lão tinh nghiệm. Đi cầu Nguyệt Lão quả nhân là đúng mà. Mới chỉ có ít ngày mà sự tình đã chuyển biến. Xem hai đứa trẻ tuổi kia ôm nhau như bánh bột mì. Nếu vào chậm vài phút, thì nói không chừng liền đã... Lại nói Nguyệt Lão này cũng quá là lời biến đi. Tờ hồng thần tay rất một cái, lại còn giải quyết cả con trai con gái của bà cùng một lúc. Nhóm hàng xóm vốn là đến ăn thọ yến tiệc, nào biết đâu lại gặp được một màn hết sức phấn khích như thế này. Tì nói bọn họ mới đến, chi tiết không nhìn được bao nhiêu, nhưng vừa nghe thư mi, nguyễn hồn kiều ngữ, bọn họ cũng đã có thể nhìn ra được một chút manh mối. Đoán đôi nam nữ trẻ tuổi này, từ dịp không có ai ở nhà, ở trong phòng làm một chút chuyện tốt. À nhất à, con cũng không nên nóng vội như vậy chứ. Trường chắn lắc lắc đầu thờ dài Không nghĩ tới con mình là thằng đàn ông Lại không hiểu thường hướng Tiết Ngọc là gì Thế nào nhỉ Những người trẻ tuổi bây giờ thật là Trước lên xe lại mua vé bổ sung sau A da -ja sen mồm Không lo nghĩ mà nhún nhún vai Thời đại tiến bộ rồi Đây chính là trào lôi đương thời Đôi tình nhân nào còn chưa tiến vào lễ đường Liền trước đó đã Còn chưa nói xong Vài viên hạt rẻ luộc đồng thời đập vào đầu hắn Làm cho mắt hắn nổi đong đóm nhè răng trợn mắt bởi vì đau. Thầy nhóc hỗn nhà cậu, không cần phải nói hưu nói vượt. Đúng vậy, lại còn dám nói vậy, cẩn thận tôi lột ra cậu nha. A à ra bưng cái đầu xưng đầy, u cục, biểu mùi cất lời than thở lôi đến cấp tường, phán hận không vui Cho dù không đồng ý, vì sao lại động thủ đánh người như vậy chứ? Hắn cũng không phải là người làm chuyện xấu. Người làm chuyện xấu vẫn còn ngồi ở trên giường kia kia. Cả chồng mối thật đúng là bất công, Nhờ thế nào lại không chất vấn quản đốc chứ? Trần triệt nhất bị cô gái nhỏ hãm hại. Trận mắt mà lờm nhìn Thư Mi trong chân bông chỉ lội ra đôi mắt. Hùng tận thưởng cho cô một ánh mắt. Em chết chắc rồi. Toàn bộ đi ra ngoài. Hắn nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh đuổi khách. Cố gắng khắc chế mới có thể đem chữ cút kia biến mất. Không làm mặt mà giống lên trước vị trưởng bối thoát ra. Thư Mi vô tội nhé mắt vài cái. Không biết tỉnh lại con mìm cười với hắn. Chúng ta đi ra ngoài. Các con cứ từ từ xuống vạn vạn lần không cần gấp để lần nữa khi rảnh rỗi nhớ đến phòng khách cùng mọi người thương lượng ngày nha ba cái nhà âu dương cười lớn đến toe tết thuận tiện nhún vai thăm dò xung quanh xem chồng đang chán chúc ở ngoài cửa đúng vậy đúng vậy nha chúng ta sẽ đi xem hoàng lịch trước ca tú quyên mãnh liền cắt đầu hoàng lịch nhà bà để ở đâu hả bà chủ văn phòng phẩm hỏi à để tôi đi tìm nha dì lâm xung phong nhận việc thình 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 chạy đi lục tìm không cần đâu tôi có đây Lăng lương Nguyệt Nga lên tiếng ngăn lại Từ trong túi lấy ra một quyền hoàng lịch thông báo Giờ người rời đi Để tôi xem nào Một tám tháng sau chính là ngày lành nha Bà là bà mới ở trấn trên Nhiều năm vì hôn sự Của trai gái trên trấn mà cố gắng Ở trong nhà có một đống tư liệu Bên trong tài liệu là về trai gái Chưa kết hôn trong vòng 500 vạn Bà chú ý trường liệt nhất là lâu lắm rồi Đã giới thiệu qua vài lần nhưng nhà gái đều lấy lý do tính cách không hợp để mà từ chối. Ai, cái tên nhóc này dáng vẻ xương đầu, sự nghiệp đắc ý, nhưng mà cái tính cách kia thật sự là làm cho người ta không dám lĩnh giáo, cho nên mới ở hội độc thân đến nay, chậm chạp không có tiến vào con đường hôn nhân. Hiện tại thì hay rồi, nếu đã bắt được hai người ở trên rừng làm loạn, bà thân là bà mối sẽ không bỏ qua cơ hội, nóng lòng bắt đầu tính toán, quyết tâm muốn kiếm được hồng bao, cùng cô dâu mới đưa thiết thành một đôi. Trấn nhỏ thật sự chất phác, tuy rằng thời buổi tiến bộ, nhưng truyền thống quan niệm cũ vẫn là bảo thủ. Vợ chồng một đêm trăm ngày ân ái, nếu đã thử hàng thì đương nhiên phải phụ trách mua về rồi. Lại nói đôi trai gái này, trước kia anh trai cùng em gái, qua 15 năm, thành trai lớn cùng cô gái xinh đẹp, bất luận thế nào cũng đều thấy cực là sướng đôi. Thời mị ở trong chăn cất tiếng cười trộm, không có ý thức đến, nhóm dài dòng đã khởi động, hành động cực kỳ tuyệt vời. Trong thời gian ngắn nhất, đem hai người kết thành một đôi. Cô về mặt nghi hoặc chậm rãi, Thở đầu ra, chớp mắt nhìn trái nhìn phải. Cô rất là có tinh thần học hỏi cất tiếng. Vì sao lại phải cần hoang lịch cả Ai nhá Làng lường nguyệt nhà vẫy vẫy tay lý cười giải thích. Dễ biết, cháu là con gái ra mặt mỏng một chút. Nhắc tới việc này, có tránh khỏi cảm thấy ngực ngùng. Ngoan, đừng e lệ cha lớn chưa cưới vợ, gái lớn gả chồng. Đây là chuyện thiên kinh định nghĩa nha. Gả ư? Cô không hiểu ra sao? hứng trí chỉ chỉnh sửa trường triệt nhất tạm thời bị đánh gãy. Đúng vậy nha, hai đứa đều ở trên giường làm loạn rồi. Chẳng lẽ còn không nghĩ là kết hôn sao? Cháu đừng có bắt chước học cái kiểu người Mỹ, cái gì mà chủ nghĩa không kết hôn nha. Bàn mối liên tiếp lắc đầu nói. Thơ mi lập tức từ trong chăn bông ngồi dậy. Không nghĩ tới mới vui đùa được một chút lại ngoài ý muốn là lau súng lửa. Ác à ý muốn chỉnh trương triệt nhất không được, lại bị nhiệt tâm của các trưởng bối kéo đến việc hôn nhân đại sự. Ờ, cái kia, cái kia. Cô cưng rắn ta đầu mờ miệng, suy nghĩ làm thế nào để giải thích, mới có thể lập lại trật tự, nói cho bọn họ rằng chuyện này chỉ là cho đùa nho nhỏ của cô. Là có chuyện gì chứ? Đúng lúc này a Aza tiến lên, ông kính đối diện với khuôn mặt của cô, cho cô một kiểu cạn cảnh. Từ à, Cô có gì muốn nói sao? Tinh thần của hắn có thể so sánh với đám chó săn chuyên nghiệp phỏng vấn đương sự. Quần mặt nhàn nhắn ở trong ống kính. Đầu tiên rên lên một tiếng nhìn hắn, rồi do đó quay tròn mắt hướng về phía bên cạnh mình, quan sát biểu tình của trông triệt nhất. A à, ra cũng theo đó mà rời ống kính. Quản đốc à, chúc mừng anh sẽ cùng với Thư Mi kết hôn. Hắn nói câu chúc mừng. Ống kính để sát khuôn mặt Tuấn Tú tức giận. Quản đốc à, anh mất hướng sao? Trường triệt nhất trả lời, chính là một quả đấm mạnh mẽ tràn đầy sức sống. Aza kêu lên một tiếng, cả người lẫn máy bị đánh bay ra khỏi bên giường. Hắn giống như một con gấu bị phá hỏng, bay qua hơn phần nửa cái phòng, âm âm đụng vào vách tường, sau đó chậm rãi, chậm rãi trượt xuống, mềm nhũn nằm sấp ở trên sàn nhà thành một đống. Sau khi giải quyết tên đáng ghét kia xong, trùng triệt nhất chuyển qua, chuẩn bị xử lý cô gái ngồi ở bên cạnh. Hắn vườn hai tay kiềm trộn bảo vai cổ cô, nghiến lăng nghiến lợi cất lời chất vấn. Em đến tụt cùng, là có chủ ý quái quỷ gì hả? Em ư, nói. Làm, làm ơn đường tô lỗi như vậy mà. Cô nhẹ dạo nhắc nhở, nâng lên đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhìn thân sắc thức giận của hắn, làm cho cô đột nhiên thay đổi chủ ý. Quyết định biết thời biết thế, cũng theo mọi người ồn ào. Anh không muốn sao? Cô điềm đạm đáng yêu hỏi thậm chí lại còn rơi ra vài giọt nước mắt trong suốt. Kể thơ mê, không cần phải đóng kịch. Hắn trầm giọng cảnh cáo, âm thanh lạnh lẽo tự như là khối băng, hàm giới cắn chặt tùy thời có thể vỡ vụn. Không khí hiện trường rơi xuống điểm âm. Tất cả mọi người trừng hắn, như là hắn chính là tội phạm tay trời. Ánh mắt như là mũi tên bắn lén vun vút phóng tới, muốn làm cho hắn tên đàn ông phụ lòng này vạn tiễn xuyên tâm. Vậy ra, anh căn bản là không muốn kết hôn cùng em. Như vậy anh lại nói với em những lời đó Tất cả chỉ là gạt em thôi sao Cô diễn đạt dễ sợ Sắc mặt cẩn thận đoan trang nhìn hắn Xác định những lời này hiệu quả chọc giận hắn Ở trong lòng đắc ý đến mức sắp nội thương Nhưng ngoài mặt xem ra vẫn là hoa lê đái vũ Nhóc con giả dối này Trường triệt nhất hít sâu một hơi Cơ bắp căng chặt Ở trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tới tiếng ken két Cái loại này giống như tiếng xương cốt đan vào nhau Lại cũng giống như là tiếng nghiến răng nghiến lợi thầy hắn sắp trở mặt cô tiên hạ cù vi thường buồn bã khóc lên một tiếng ghé đầu vào trên gối đầu ra dáng diễn kịch mười phần quên đi quên đi anh đã không muốn chịu trách nhiệm em cũng sẽ không trách anh nước mắt cổ cô làm ẩm cái chiếu giống như là oán phụ bi thảm khóc đến người đứt ruột can thành từng đoạn lăng lương nguyệt nga thấy thế đã sớm cảm động đến hai mắt phiếm hồng à nhất à đây là do cháu không đúng rồi Cô bé này quả thật là đáng thương. Con bé so với nữ nhân vật chính trong phim 8 giờ kia lại càng bạc mệnh hơn. Đúng vậy, đúng vậy nha. thân là đàn ông thì cần phải có trách nhiệm một chút chứ. Tiểu bê danh đẹp lại thông minh, có gì là không tốt đâu. Cháu được ở cùng một chỗ với con bé, khẳng định là phúc kiếp trước tu luyện được nha. Tiểu bê à, con đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ thay con làm chủ nha. Cà tố quyên cam đam thề săn sắc, trong mắt giờ chỉ có con gái. Đã sớm quên cái người đang bị chỉ trích kia bởi chính là đứa con trai của bà chiến tháng 10 ngày sinh ra. Trong tháng chốc phòng ngủ hừng hực rối nặng mỗi người một câu với việc trường triệt nhất có khuyên có bảo, có cả chỉ trích. Từ mi ghé trên cuối đầu, hai bà vai em mảnh khảnh rung động, một chút lại khóc thút thít nhưng công quyền thưởng thức thành quả của mình. Rất là hưởng thụ, nhìn qua mặt tuấn tố kia, từ đen chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang đen. Sau mấy lần thay đổi, hắn đã gần như không khống chế được. Mắt thấy các vị tiền bối không ngừng lai nhai bên cạnh, từng bước từng bước hướng ra ngoài cửa sổ. Thời cơ chín mùi, nữ nhân vật chính cũng nên quang vinh rời đi. Cô chuyển động cánh tay gầy nhỏ, ủ oán nhìn hắn một cái. Đôi mắt to chứa nước chấp chấp vài cái, nước mắt liền như suối chảy ảo ảo trào ra. Được rồi, mọi người không cần phải nói nữa. tay âm của cô yếu ớt, đầy đủ biểu đạt từ bi thương cho đến thương tâm mọi người lại lập tức dừng lại. Tất cả đều nhìn về mặt đau lòng của cô. Sau khi xác định, mỗi một ánh mắt đều đang cắt cao nhìn cô. Cô chậm rãi tiêu sái xuống rừng, rời xa ba bước. Xác định trường triệt nhất trong cơn giận dữ. Dù có vươn tay cũng sẽ không có biện pháp một tay bắt lạnh được cô. Mới sâu kín bỏ lại một câu thoại cuối cùng. Chuyện này coi như không phát sinh qua đi. Em, em một chút cũng không trách anh trai. Cô mang theo tâm ý khác liếc nhìn hắn Người khác nhìn cô đau lòng chảy lệ Duy chỉ mình hắn nhìn ra Là trong mắt cô chật lóe lên Thần thái tinh nghịch rồi biến mất Cô mau đứng lại đó cho tôi Trường triệt nhất trống lên Nhảy xuống rừng muốn bắt lấy cô Chuẩn bị trước mặt mọi người đánh cô thật đau Nhưng thơ mi lại phản ứng nhanh hơn Cô vừa mới nói xong Thì lập tức xoay người bỏ chạy Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng Rồi lại nhanh chóng khóa cửa lại Cánh cửa gỗ này thật sự rất là chắc chắn. Tuyệt đối là chịu nổi lợi giận như bạo long phun lửa của hắn. Cho dù hắn muốn phá cửa, cũng sẽ phải tiêu tốn không ít công phu. Mà chân chọc là, cánh cửa gỗ này chính là bút tích của trường trệt nhất. Là hắn tự mình thiết kế, tự mình tạo ra, lại tự tay hắn gắn ở trên tường. Cô đối với tác phẩm của hắn có tin tưởng, khẳng định là cánh cửa này tuyệt đối sẽ chắc chắn dùng bền. Kỵ thư mi, ngoài cửa tiếng hôi như sấm âm thanh thật lạ lớn thiếu chút nữa làm bay cả nóc nhà trong tiếng rống giận dữ của hắn các tiền bối vẫn còn đang hỗn loạn thất trì bắt nhiệt đạo đức khuyên bảo lại làm hắn thức giận không thôi cô tránh ở trong phòng đặt mông ngồi trên chiếc giường mềm mại đôi chân thân dài sơ lên ung dung nhìn ngoài cửa gỗ đôi môi đỏ mọng nhích lên cười thật là vui vẻ <laughs> muốn đấu với cô ư vậy thì cứ đợi kiếp sau đi nha đã tội với một cô gái đồ làm cho cuộc sống hàng ngày của một người gặp phải khó khăn thế nhưng đắc tội với toàn bộ phụ nữ trên trấn thì đáng sợ đến mức phải so sánh với ngày tận thế phải bái lại trò đùa dài mà ghê tơ mi ban tặng mấy ngày sau đó toàn bộ phụ nữ trên trấn tất cả đều thêm hắn trở thành kẻ phụ tình đối đãi về hắn như kẻ thù giết cha chẳng có ai nhìn hắn với sắc mặt hòa nhã ngay cả dì lâm cũng bãi công từ chối chuẩn bị đồ ăn cho hắn hắn thế mà lại bị một cô gái nhỏ chỉnh cho đến ngay cả cơm cũng không được ăn. Hắn giận dữ, lại bị cha mẹ hắn trách cứ không thể cãi lại. Giải thích cái gì đều bị coi là nói dọc. Tất cả mọi người đều hướng đến ác mai nhỏ kia, căn bản không nghĩ tới người chân chấn bị hại là hắn. Người phạm tội, làm cho người ta giận sôi gan là thư mi, lại có ý định trốn tránh hắn. Bất luận khi nào nhìn thấy bên cạnh cô, đều có rất nhiều hộ vệ lê mê bọn họ che chở cô, coi cô như là đứa trẻ cưng chiều yêu thương an ủi. Chỉ cần hắn xuất hiện thi liên, bị toàn thể đồng lòng trợn mắt mà trừng nhìn, kiên quyết không cho hắn tới gần nửa bước. Lỡ giận dần dần, dần tích lũy, đến khi phát hiện nhân viên nhà xưởng lại giảm bái công tập thể, thì rốt cuộc bạo lòng cũng bạo phát. Nhà xưởng to như vậy, lại yên lặng không lấy một tiếng động, thứ duy nhất xuất hiện trước mặt của hắn. Lại là một con mèo không biết tức thời, lắc lắc cái đuôi đi tới, đi qua đi lại trước mặt lại còn nhìn hắn. Diễu cợt kêu meo meo một tiếng rồi mới cao ngạo bỏ đi. À ra muốn chết. Chết tốt không chết, lại xuất hiện ở phía sau. Quản đốc khỏe. Hắn vẫy tay chào. Trên tay như tầng lệ còn cầm cái máy ảnh. Mà ở trên mặt còn có một quần mắc bị thâm. Do quả đấm của trường Triệt Nhất lưu lại lần trước. Mọi người chết hết ở đâu rồi hả? Trường Triệt Nhất cầm rú. Ở trên đầu khói đã bốc lên. A à xuất chiêu sử dụng lăng ba vị bộ, nhanh nhẹn lùi về phía sau, lại đem ống kính kéo ra phía trước phóng đại hình ảnh. Hình ảnh đằng đằng sát ký để giận dữ của quản đốc lập tức chiếm giữ toàn bộ màn hình. À chuyện đó là mẹ bọn họ, vợ hoặc là bạn gái quyết định, thành lập liên minh đánh đẹp ông chủ phụ tình nha. Uy hiếp không cho bọn họ đến làm việc nữa rồi. Ở trong màn hình khuôn mặt đẹp trai càng lúc càng xanh mét. A à yên lặng tán thưởng độ phân giải màu sắc của máy chụp ảnh này thật là tốt nha bãi công ư hắn giận không thể nào kiềm chế cắn răng mà rít cào bọn họ nói nếu có một ngày quản đốc không chịu cưới thư mi thì một ngày bọn họ cũng sẽ không làm việc a gia làm tròn chức trách của ống la nhiều chuyện nhóm các bà mẹ kia bởi vì hạnh phúc chung thân của thư mi càn bàn không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào kỳ thật thân là người bị hại Cô căn bàn cái gì cũng chưa nói. Chỉ ngẫu nhiên chớp chớp đôi mắt to. Khi mọi người hỏi han thì chảy xuống mấy giọt nước lệ trong sáng. Nhóm đàn bà con gái suốt ngày xem phim nhiều tập hoàn đảo kia sẽ tự động giúp cô theo dệt nội dung phở kịch. Không đến vài ngày, bát quái vui buồn lẫn lộn đã chuyển đi khắp đầu đường cuối ngõ. Tốc độ truyền bá ở trấn nhỏ này so với cả mạo lại còn nhanh hơn. Sâu trong con mắt đen, phụt ra một luồng ánh sáng quầng rã. Trông triệt nhất nhíu hai mắt lại, trán nổi đầy cân xanh, lửa giận cháy sạch trong phạm vi 5 mét, không ai dám tới gần. A à gia ra đứng cách xa mấy mét, chỉ kém là không bắt trước thằn lằn, trèo theo phách trường để mà trốn cháy chết. Cái kia quản đốc à, tôi nghĩ các trưởng bối nói cũng đúng. Thưa mi xinh đẹp như vậy mà năng lực làm việc cũng tốt, cũng có tâm với anh, bằng không anh liền... Còn chưa nói xong thì cả người hắn đã bị xách lên, ngành diện với lửa giận ầm ầm đốt hắn nên sứt mẹ chán ngay tại trận. Trường triệt nhất giận dữ lầm hắn, tay kia cầm máy anh chụp, dùng sức lực đáng sợ, một tay biến nó thành đống sắt vụn. Ôi trời ơi, quan đốc à, cái máy đấy là hơn 5 vạn nha. A à ra ai ai gọi bậy, đau lòng đến mức xuất huyết. Ôi trời ơi, tôi phải để dành tiền một năm, năm tháng lẻ bảy ngày, mới có thể mua được nó đó. Hắn thật sự là chảy ra nước mắt, bởi vì cái máy chụp ảnh âu yếm mà lại chảy nam nhi chuyện của tôi không cần cậu phải quản hắn lạnh lùng nặn ra lời cảnh cáo mắt khác nếu nhu cậu ở sau lưng tôi giờ trò quỷ để cho tôi biết có ảnh chụp cd phát ở trên trang web hay lưu không ở trên trấn nắm đấm rất mạnh mẽ nên một phát vào khối gỗ nhai mắt khối gỗ liền móp méo biến rằng sẽ không tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có đâu a à ra mãnh liệt tức thời nuốt nuốt nước miếng dùng hết sức để mà lắc đầu chỉ sợ cái đầu cũng sẽ bị như cái máy ảnh kia bị một trường của quản đốc bóp nát. Tốt nhất là như vậy đi. Hắn hung ác tỏ lại lời cảnh cáo, ném A ra xuống đất, gót chân xoay tròn, nhảy qua rồi đi nhanh. Nhìn bóng dáng của Trương Triệt nhất như là một ngọn núi. A ra đầu thường quỳ rạp xuống đất, khóc rống mà nhìn mấy cái máy ảnh bị phay thay. Ôi trời ơi, trời cao à, vì sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ? Hắn ngờ đầu chất vấn ông trời rồi lại run run vơ vét những mảnh linh kiện của máy ảnh. Tiếp theo hai mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà giường. Quản đốc thật sự là bắt nạt người mà. Ở trong văn phòng trống không, duy nhất tám can đảm xuất hiện trong tầm mắt của Trương Triệt nhất. Không phải là con mèo chết tiệt kia, mà là ông chủ của Phước nhĩ ma sa, Lăng Vân. Hắn cái định thần nhằn, đồng thời đặt xuống mục lục sản phẩm mới nhất. Khói miệng vĩnh viễn, viễn đều là như cười như không trong mắt lóe lên ánh sắc độc đáo. Xem ra tiểu mi xác thực làm cho cậu đau đầu rồi. Trường trệt nhất lệnh lùng trường hắn, lo lắng có nên hay không vứt đi tên bạn tốt bao nhiêu năm nay ra ngoài cửa rồi. Cậu không còn có chuyện gì khác hay sao hả? Chuyện quan trọng trước mắt chính là quyết định đưa ra dự án hợp tác cùng với doanh nghiệp làm thị. Hắn mỉm cười, đối mặt với cái người đang điên cuồng giận dữ vẫn bình chân như vậy. Hiện tại mọi người vẫn đang chờ cậu gật đầu. Các người có thể tiếp tục đợi. Mời mỏng cong thanh thành một nụ cười lạnh Nổi trên khuôn mặt sát khí dọa người Lăng Vân nhíu mày lại Cậu lúc trước rõ ràng đồng ý dự tán hợp tác này Đó là lúc trước Cho dù cậu không đồng ý Cậu không nên nhằm vào cái vụ án này chứ Lăng Vân sắp bén nói Thì tính sao hả? Hắn hỏi lại Cho nên cậu thừa nhận Dự án này có thể làm Hơn nữa còn có thể mang lại lợi ích sao Trường triệt nhất không có hé răng Lựa chọn trầm mặc để mà chống đỡ Đúng vậy ở trên phương diện buôn bán. Kỳ tư mi xác thực làm hắn nhìn với cặp mắt sắc khưa. Dự án hợp tác cô thiết kế ra, công bằng mà nói đều là có lợi. Không chỉ như vậy, trong cô hắn thấy được nghị lực cùng nhẫn nại của một người phụ nữ xuất sắc. Phụ nữ bình thường căn bản, sợ không nguyện ý bước vào nhà giường, chỉ đứng ngoài nước mắt một cái rồi chán ghét quay đầu bỏ đi. Cô lại một mừng thuyết phục hắn, tính tình nhẫn này, tiêu chí phần lớn thời gian cùng với tinh thần, xoay quanh chạy ở bên cạnh hắn đối với mỗi chuyện đều là tràn đầy hiếu kỳ, không lãng phí thời gian tiếp thu tri thức tương quan, không ngại việc nặng, cũng không ngại bẩn tay hay là quần áo. Từng đoạn ký ức nhỏ nhạy nhẹn chạy vào trong đầu. Hắn phiền trắng nhướng mày, nghĩ đến sự xuất sắc, lại đồng thời nhớ đến sự xả dối của cô. Chất tiệt, hắn xác thực thừa nhận ý kiến tuyệt vời của cô, nhưng hắn chính là có chịu. Còn người đen sau khi nhìn chiếc kính mắt phiền vàng hiện lên ý cười tôi nghĩ các cậu trước đó là có ân oán gì nên cũng xóa bỏ một chút đi lăng vân nhẹ nhàng vương quơ nói ám chỉ quan hệ của hai người cũng không phải là ít hắn có biết cô gái nhỏ kia lúc trước đã làm gì đắc tuổi tây tân chết nhất nhưng bọn họ đã trở thành tình nhân cũng không sớm nên một đêm ngủ chung hết ân oán hay sao nhắc tới chuyện này khuôn mặt đẹp trai lại đen đi một nửa tôi chưa từng chạm qua cô ấy không có ư mà tôi nghe lời đồn chân chấn thì không phải như vậy nha. Chân chấn đều truyền lừa như trà. À ra chỉ kém được không bán đĩa CD làm bừng chứng. Cậu không phải là ăn cơm bá vương. Ăn xong cô ấy lại không muốn nhận đợi đi chứ. Hắn biết rõ ràng bạn tốt của hắn rất là có trách nhiệm. Tuyệt đối sẽ không phải là loại đàn ông bội bạc tình nghĩa. Trường triệt nhất vặn vẹo, trường mắt nhìn bạn tốt kiêm ông chủ lăng văn. Tôi chưa có ăn hết cơm. Như vậy là đến giai đoạn nào chứ? Hắn thật là cẩn thận chứng thực món khai vị. Lăng Vân bừng tình đại ngộ, đồng tình mà gật gật đầu. Mới chỉ ăn đồ trắng miệng, còn chưa kịp hương dụng toàn bộ, đã bị người ta quấy rầy, lại còn bị người ta cứng rắn, cấp cho cái tuổi xanh Lấy cái hoa đơn cắn ở trên đầu, cũng có trách trường triệt nhất lại là một bụng phát hỏa. Như vậy, món khai vị kia cậu ăn vừa lòng chứ? Hắn cẩn thận cân nhắc câu chữ, vòng quanh luần quần, dùng cơm để làm ví dụ. Nếu như là bỏ qua thì trông Triệt Nhất khẳng định sẽ trở mặt với hắn. Hắn đáp lại là sự trầm mặt Lăng Vân nổi ra nụ cười, ý vị, tiện tay lật xem lục mục, thưởng thức bộ dáng tươi cười kiều diễm của Thơ Mi. Hắn đối với cô gái nhỏ này rất có hứng thú. Phúc nhĩ ma gia giác thực phát triển thật sự thuận lợi, nhưng nếu muốn tiếp tục mở rộng, tự nhiên sẽ gặp phải cản trở. Thơ Mi là nhân tài bọn họ thiếu, vừa vặn đù bù. Từ một khắc ký biết thân phận của Thơ Mi, thì hắn liền hạ quyết tâm quyết định muốn khai thác mấy phần phó vợ nếu như có cơ hội thì nhớ rõ phải động tay động chân hết sức kết hợp bọn họ và lại với tính tình của trương triệt nhất nếu thật sự cứng rắn thì cho dù lão tiên hoàng có cầu tình hắn cũng sẽ đá đôi phương trở về nếu không phải có vài phần ý tứ với thư mi hắn sẽ không dây dưa với cô mà sớm đã trói cô lại dùng dịch vụ chuyển phát quốc tế trong thời gian ngắn nhất cười cô về mỹ rồi Cậu không phải luôn rõ ràng bản thân rất muốn gì hay sao? Lăng Vân lật xem mục lục, không có ngừng đầu lên nói. Người đàn ông đứng trước cửa sổ chậm rãi nhá mắt lại. Mặt khác, nếu cậu đã dùng thử món khai vị, vì sao không đem chỗ cơm đó mà ăn nốt lại đi, mà cam tâm tình nguyện tính tiền chứ? Hà nói không lạnh không nhặt, khẩu khí kia, kia thật giống như đang thảo luận về vấn đề thanh toán tiền vậy. Mà đúng rồi, quen nói cho cậu biết. Mẹ của tôi nói là bà đau lòng tiểu mi không muốn nhìn cô ấy rơi nước mắt nữa. Nếu nói như cậu Lập không đồng ý, bà ấy sẽ giới thiệu đối tượng cho Tiểu Mi. Trong phạm vi 500 dặm sẽ không hề thiếu đàn ông, sẽ chờ muốn ăn hết món cơm này đó. Giới thiệu đàn ông khác cho Tư Mi, để bọn họ có được cô ư. Một hàm muốn chiếm giữ bạo ngực nháy mắt áp chế lừa giận. Trường triệt nhất đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc. Thẳng đến lúc sau mới rõ ràng phát hiện, cô ở trong lòng hắn đã quan trọng đến mức nào. Chưa từng có một cô gái nào có thể thành công chọc giận hắn như vậy chưa từng có một cô gái nào có thể thành công hãm hại hắn như thế cũng chưa từng có cô gái nào có đủ dũng khí mà địch lại hắn không những không bị tính xấu của hắn xoài chạy lại còn dám chống lại hắn khi nhìn hắn soi mái, lại còn dám nhấc lên cái cằm thanh tú dũng cảm quăng xuống chiến thư nói rõ muốn hắn ăn không xong hắn là một người đàn ông quyết định rất nhanh Tuy rằng thỉnh thoảng bị cơn giận dữ che mờ lý trí, nhưng đến thời điểm quan trọng thì vẫn có thể liếc mắt nhận ra bản thân muốn cái gì. Sau một lúc suy tư, Trừng Triệt nhất ngẩng đầu lên, còn người thầm u nhìn về phía bạn tốt, lờ giận lúc trước đã biến mất không còn một mảnh. Cậu có ca kiến gì sao? Không dám là nhận cao kiến, chẳng qua trước mắt có một biện pháp tốt, có thể cứu lại địa vị của cậu ở chốn quê nhà đó. Lăng Vân mỉm cười, không có vạch trần đều ngón tay có một chút đăm chiêu mà biết miết cánh môi. Một chút ý cười nhảy vào con ngươi đen, hắn cong cong môi xoay người liền đi ra ngoài. Cậu muốn đi đâu hả? Trường trên nhất vặn vẹo, lộ ra nụ cười dữ tận, mà khi giờ chỉ làm đối phương bị đau mới có. Trả tiền. Hắn dùng ngữ khí nhẹ nhất nói xong hai chữ này, cũng không quay đầu mà bước ra ngoài. Lăng Vân ở chỗ cũ, không một tiếng động nhíu mày cầm lấy mục lục. Mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp ở trên, âm thầm đoán bạn tốt tính dùng phương thức gì để ăn được hết cơm đây? Xem ra hắn nên thông báo với mẹ đại nhân, bắt đầu chuẩn bị việc vui rồi. Bởi sáng chủ nhật, trên sân trường thể dục là vô cùng náo nhiệt phi thường. Đám học sinh không hiền náo giống như mọi ngày, mà hôm nay tập trung tại chỗ này là đội quân các bà mẹ ở trên trấn. Mọi người vì gây quỹ thay trường tiểu học nghèo mà làm bữa trưa sinh dưỡng, lòng trọng tổ chức một bữa tiệc lớn ở vườn mỗi người đều dắt ra bản lĩnh của mình mang ra các món ăn hương sắc đầy đủ cách làm kéo léo các loại quê hàng được sắp xếp thành một vòng ở trong sân thể dục mạo quản chúng tham gia đều đông như là nêm côi ngay cả phúc nhĩ ma xa cũng cung cấp không ít đồ gia dụng thủ công để bán hàng từ thiện quyền tặng cho các đơn vị có liên quan đấu giá vật phẩm tranh dầu bể kêu giá cũng dồn dập ghi không thôi không khí vô cùng náo nhiệt Tờ mì cũng bị bắt tới để mà giúp đỡ. Chuẩn bị ở chỗ tiếp khách, dùng âm thanh sẽ nghe phục vụ nhóm dân chúng. Không ít đàn ông bị vẻ đẹp của cô làm cho điên đảo, hoàn toàn bám lại không chịu rời đi. Tiểu mì à, có người dùng sao cắt thái bị thương, sức ra một chút, còn đi lấy miếng rán lại đây. Ca tố quyên từ xa, kêu tới thay cô giải vây. Tờ mì lên tiếng uyển chuyển cửa tiệp đám người theo đuổi dây dưa, không do vết mà rời khỏi chỗ tiếp khách đi đến chỗ được chỉ điểm, nhanh nhẹn đi đến phòng của y tế. Cách xa 15 năm, kiến trúc của trường học có nhiều thay đổi. Cô lần mò cả buổi mới tìm được phòng y tế. Phòng y tế không có một bóng người. Ngay cả bác sĩ cũng không thấy đâu. Chắc là người được mời thức ăn tại các quầy trên sân thể dục. Bị bọn con bọ tham ăn trong bụng làm cho không chịu nổi. Cho nên chuồn yêm đi ra ngoài mua cơm trưa rồi. Thuốc tiệt trùng và kéo Cười như vậy để ở trên bàn còn chưa thu lại vào trong ngăn tủ. Thư mi đi vào bên trong, còn người trong suốt ngó trông ngó tay, xem xét tủ kính, lại tìm miếng sán, nhưng Thủy Trung lại không thấy đâu. Cô cũng không nóng vội, chậm rãi tiêu sán đi đến chỗ cửa sổ Đợi bác sĩ quay về, sẽ hỏi giúp. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, tiếp đến là tiếng bước chân hỗn loạn, cô quay đầu lại. Thật là có lỗi, tôi nghĩ... Vào cửa không phải là bác sĩ, mà là vốn tên đàn ông vẻ mặt dữ tợn. Mỗi người thân thể khỏe mạnh, miệng tà cười. Vô luận thấy thế nào cũng không giống như là người bệnh cần đến bác sĩ giúp đỡ. Chính là cô gái này sao? Người đi đầu hỏi, vẻ mặt dân ta làm người ta căm hận. Đúng, chính là cô ta. Đàn em đi theo phía sau, từ trong tuần lấy ra một quyển sổ. Dĩ nhiên là kỳ mục lục mới nhất của Phúc Nhĩ Ma Sa. Xem ra là lớn chuyện đây rồi, mấy tên lưu manh này không phải là muốn tùy hứng lấy mẫu mà là thật sự tìm đến cô các anh là ai cô cất tiếng hỏi cái ánh mắt vô tình nhìn về phía cái kéo nhỏ ở trên bàn bọn này ư ừ, bọn này muốn dựa vào cô để phát tài nha bốn người liếc mắt nhìn cô một cái cùng lộ ra một nụ cười tham lam cầm đầu là một cái tên mắt hít lại bổ sung thêm một câu chẳng qua trước đó bọn này nghĩ muốn khoái hoạt một chút kéo cô lên giường đi hắn khẩn cắt liếm liếm môi Đoán rằng thân thể dưới bộ quần áo mềm mại kia sẽ là cỡ nào tinh tế mềm mại lão đại à không phải là muốn bắt cô ta để đòi tiền sao chờ tao gần qua rồi nói sau cô nàng này thực sự là xinh đẹp hắn chưa từng gặp qua cô gái nào duyên dáng như vậy tham dục cùng sắc dục đang mê hoặc hắn làm hai mắt của hắn đều đỏ lên làm ơn đợi một chút thư mi không bị dọa đến hoa dung thất sắc ngược lại thản nhiên cười các vị có đồng ý cùng tôi giao dịch hay không Cô nhìn giống như rất bình tĩnh, thật ra thì tim đập rất là nhanh. Tên lưu manh cầm đầu không cho là đúng nhìn cô. Một đứa con gái dựa vào cái gì? Muốn cùng huynh đệ chúng ta bàn chuyện làm ăn hả? Từ mi trả lời một cách đơn giản. Tiền nha. Cô giữ ngữ khí bình tĩnh, chú ý về mặt của bốn tên kia. Các vị đưa ra giá, tôi lập tức có thể đưa cho các người. Đám đàn ông trao đầu ké tai bàn luận trong chốc lát. Đối với lời đề nghị của cô rất là động tâm. Chỉ là duy tên cầm đầu kháng nghị không đồng ý Tao rất muốn tiền Nhưng lại càng muốn nếm từ vị của tiểu mỹ nhân nha Nói xong hắn đã tiến lại đây Vườn móng vuốt như muốn bắt con này con về phía cô Mắt thấy đàm phán không thành công Cô chỉ còn một đường để mà đi Chính là chạy Từ mi vươn tay bắt lấy kéo ở trên bàn vông tay đâm Cố gắng chạy ra bên ngoài Lại không đoán được Cô gái nhỏ này không chịu ngoan ngoãn đi vào quân khổ Càng không góc lóc cầu xin ta thứ lại dám có gan cầm kéo lên phản kháng. Bọn họ nhất thời không có phản ứng, cô đã vào tới cửa. Trong đó cánh tay của một người còn bị đâm chảy máu kêu rên không thôi. Cô nhìn cánh cửa mở rộng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái hướng đến phía trước. Lại đột nhiên nhìn thấy có một bóng đen cao to thong thả đi đến trước cửa, cản trở đường đi của cô. Tránh ra, cô cao giọng cảnh cáo, cái kéo trên tay vông ra cho rằng đối phương là đồng bọn của đám lưu manh đứng đề canh chừng. Ánh sáng bạc sáng loáng, ở trong công trung phun ra một đường cong, đâm tới tên càn đường. Trừng triệt nhất trong nghe mắt mạo hiểm tránh đi, mới không bị cô đâm chảy máu tại chỗ. Cô gái ngu ngốc này, chẳng lẽ em muốn giết tôi sao? Hắn không dám tin mà quát, lập tức xoay người lại khống chế cổ tay của cô, đoạt đi hung khí nguy hiểm. Ai bảo anh cản đường của tôi? Chờ từng nghe chó ngoan không cản đường sao hả? Cô hét lên, lễ giáo 15 năm qua, này cũng vút một cái biến mất. Còn mẹ nó, nửa đường lại loại ra một tên trình giàu kim. Tiêu luân manh cầm đầu đuổi theo, không nhận thấy được trong cái liếc mắt của trần triệt nhất có sát khí sắc bén. Mắt thấy truy bình đuổi theo đến đây, mà nếu hắn đã đoạt đi vũ khí của cô, như vậy đương nhiên thận trọng trách này sẽ giao lại cho hắn để mà chống lại địch nhân. Mau mau, những ngày này đều giao lại cho anh. Cô ba bước thành hai bước, vòng chạy ra phía sau hắn. Vườn hai tay dùng hết khí lực đem hắn tiến lên phía trước. Bốn tên đàn ông to lớn, giống như là bò tát sông tới trương triệt nhất. Hắn hít một hơi thật sâu, chợp mắt vẻ mặt không kiên nhẫn, giống như trước mặt là một đám rời bọ bay lẩn, không phải là một đám lưu manh vậy. Tiếp theo thư mi thấy hoa mắt, thần hình cao lớn trong tay không còn mà đã bước vào cuộc chiến, hòa vào trong đám người kia đối phó. Trong phòng y tế, chỉ thoáng một cái đất tràn ngập tiếng kêu trên tiếng nắm tay va chạm răng rắc cùng với tiếng xương cốt chảy rời trái tay không đến một phút đồng hồ Bình lực bên đối phương đã tổn hại đến năm mươi phần trăm còn có hai người bị đánh đến ngã xuống cô biết thần thủ của hắn rất giỏi nhưng tận mắt thấy hắn động thủ vẫn là kinh hoàng làm sao anh biết tôi ở trong này mắt thấy hắn xử lý thật sự gọn càng sự căng thẳng trong lòng của thư mi giảm đi phần nửa đứng ở chỗ an toàn đưa ra nghi vấn với hắn. Mẹ nói cho anh biết. Hắn thuận tay vùng một cái, lại quật ngã một tên. Cô gần như vì thân thủ sạch sẽ gọn gàng kia mà vỗ tay. Trong lòng thống khoái cực kỳ. Thật là tốt quá rồi. Mấy tên trứng thối vọng tưởng muốn nhúng chàm cô, lúc này đều đã bị đánh ngã. Trông triệt nhất, tay tìm tòi bắt được tên cuối cùng. Quay đầu có thâm ý khác liếc nhìn cô một cái. Mà cái liếc mắt này, làm cho thơ mi nhìn đến nỗi da gà nổi lên không đúng không đúng rất là không tốt anh mắt quản rõ ràng nói cho cô sau khi đối phó với đám lưu manh kia xong hắn sẽ đến đối phó với cô tiếng chuông cảnh giác trong đầu vang lên cô bắt đầu lặng lẽ chậm rãi lùi về phía sau thở dịp hắn không chú ý mà mau chóng thoát khỏi hiện trường bất đặc sĩ động tác của cô quá chậm mới lùi không được vài bước mấy tên chướng ngại vật kia hầu như đã bị thua dọn hết Trường triệt nhất tự như tê chấp nhanh chóng đến bên cửa, mở tay chế trụ cầm cổ cô. Em muốn đi đâu? Hắn nhẹ nhàng, là vô cùng hỏi. À không không, không có không có. Cô trả lời ấp á ấp úng, tự sợ lơm tơ sau gáy dựng thẳng đứng hết cả lên. Tôi, là mẹ muốn tôi đi lấy băng cho bà. Cũng không quản có lấy được băng dán hay không. Cô bỏ lại cái cớ vội vàng suy nghĩ muốn rời đi nhưng cầm lại bị bàn tay to giữ chặt lạnh, làm cho cô không khỏi dãy ra. Anh sẽ tìm người khác đi đưa thay. Về phần em, liền tạo anh về nhà. Chúng ta cần phải nói chuyện thật tốt. Trương triệt nhất vừa chậm chậm lắc đầu, đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. So với trước kia có một phần nóng rực mà không nói nên được thành lời. Âm thanh khàn khàn làm cho hai chân cô như nhũn ra, càng nhanh càng tốt. Trên đường trở về nhà họ Trương, Trường triệt nhất một bên lái xe như vậy Một bên đường bày ra kỹ thuật có có thể so sánh Đối với tuyển thủ đua xe May mà trên đường không bị gặp cảnh sát giao thông Nếu không bọn họ không thể Không bị ngăn lại Lính mấy cái vé phạt mang về để làm kỷ niệm Đi đâu cơm Mới tiến vào trong nhà được một bước Hắn liền hạ chỉ thị Từ mì hai tay chống thắt lưng Nhắm mắt lại hỏi Vì sao chứ Anh đói bụng rồi Bảo gì Lâm làm đi Cô từ chối biểu diễn tài nấu nướng. Em quen rồi sao hả? Là nhờ em ban tặng, phụ nữ toàn trấn đều coi anh như là kẻ thù. Anh ở nhà không ăn được, ở bên ngoài cũng không xong, đói bụng, lại còn phải tự lái xe đến trấn bên cạnh để đi mua. Nghe qua quả thật là rất thảm hại. Cô nghiêng đầu về mặt vui sướng khi người gặp họa, một chút cũng không cảnh tỉnh hay là sám hối nói. Nếu như vậy, anh hy vọng tôi bồi thường sao? Cô cười đến ngặt ngào. Chính là anh chẳng lẽ không sợ Tôi bảo trộm thức ăn của anh là loại đậu anh yêu nhất sao? Nếu như em dám, trước khi anh ngã xuống đất sẽ tự tay bóp chết em. Trương triệt nhất bình thản nói. Cô giờ giờ cái cần cô mạnh khảnh. Nghe ra hắn sẽ không dọa xuống, mà là nói được thì làm được. Cho dù là muốn té xỉu thì cũng nhất định phải bóp cổ cô trước. Sau một lúc lo lắng, cô quyết định bảo vệ căn mạng nhỏ sẽ quan trọng hơn. Quên đi, quên đi. Xem như lúc nãy anh biểu hiện công tôi. Tôi liền làm cơm giúp cho anh. Cô ra về hào phóng nói, rồi xoay người đi vào phòng bếp rửa tay nấu canh. Vốn là định xào rau, trên trường ốp lết cho anh ăn để lấp đầy cái bụng là từ bi lắm rồi. Nhưng khi cô làm ra hai bàn đồ ăn, bưng vào trong phòng ăn, mới phát hiện vợ chồng Lăng Vân mang con gái vào bối tới nhà viến thăm, gia nhập hàng ngũ khảo khóc đòi ăn, ngồi ở bên cạnh bàn ăn, lấy phép mà không một chút nào che giấu nhìn thức ăn trong tay của cô. Nếu như khách quý tới nhà Thì đương nhiên không thể keo kiệt thức ăn Cô lại một lần nữa trở về phòng bếp Lại còn bắt đầu thật sự suy nghĩ xem Nên làm cái gì Tuy nói nhiều năm không xuống bếp Nhưng mà lúc này nấu cơm Hay cưỡi đạp xe cũng không có gì khác lắm Một khi học xong sẽ rất là khó quên Cô chỉ cần hơn nửa giờ Cô đã làm ra được một bàn ăn Đầy hương sắc đầy đủ Đợi cho canh trứng hoa chân giỏ hôn khói Tắt bếp Cũng là lúc Hướng cường bước vào trong cửa, còn một chút cách khí gia nhập vào bữa ăn. Các nhân vật linh hồn của Phúc nhĩ ma gia toàn bộ đều đến đông đủ. Từ mì bừng canh nóng lên, nhìn bàn anh có một chỗ duy nhất, chưa ai ngồi, hơi lo lắng một chút. Cô không có đói bụng, còn có, cô cũng không muốn ngồi ở bên cạnh trường triệt nhất. Chính là cuộc nói chuyện ở trên bàn cơm lại hấp dẫn lực chú ý của cô. Cô vành tay trên tâm lắng nghe, rõ ràng là phát hiện bọn họ đúng là đang nói chuyện có liên quan đến cô. Cô không kiềm chế được tò mò, chân nhỏ dường như bị chính chủ, đứng yên ở bên cạnh nghe. Tôi đã tự nói, tôi đã tự mình hỏi qua bọn lô manh. Bọn họ nói là có người ra giá, muốn bọn họ bắt cóc tiểu mi Dương A à A à quấy hạ tầm mắt nhẹ giọng bổ sung. Đối phương còn nói Chỉ cần có thể bắt cóc đến tiểu mi Sống hay chết đều không sao cả Là ai? Cũng không biết Đối phương nói là sau khi làm được việc sẽ liên lạc với bọn họ Nói như vậy chuyện va chạm lúc trước cũng không phải là ngoài ý muốn, là người có người thật sự muốn gây bất lợi cho cô rồi. Thời mi cắn cắn đôi môi đỏ mọng cố gắng nghĩ, rốt cuộc là người nào lại hận cô thấu xương như vậy, dám bằng lòng tốn một lượng lớn tiền mặt để đổi lấy cái mạng nhỏ của cô. Bàn tay dài rộng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô thuận thế lôi kéo, cô nghĩ đến xuất thần không có phòng bị, lệnh như vậy ngồi dựa vào ghế, cùng làm lắng giềng với trường triệt nhất. Em từng đắc tội qua với ai hả? Bàn tay của hắn không buông ra, vẫn là chặt chẽ đem bàn tay mềm mại bao phủ lấy cô. Cô lắc đầu. Anh đợi tôi tính một chút. 5 phút đồng hồ trôi qua. Xin hỏi cô còn chưa tính xong sao? Hướng cương đặt câu hỏi. Ở trên tương trường, có không ít người quan tâm đến tôi nha? Cô vô tội trả lời. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có biện pháp tra ra ai giờ trò quỷ. Lăng Vân thay vợ yêu múc một chén canh nóng, còn không quên thay cô thổi nguội một chút. Cho em một ít thời gian, em có thể bắt được kẻ giống mình kia. Dương oa oa tiếp nhận bắt canh, thì đầu tiên trước hết là đút cho chồng. Nhìn cô mảnh mai vậy thôi, nhưng cực kỳ thân thông quảng đại. Chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, có thể thông qua loại dẫn đường, nhanh chóng tìm ra kẻ gây bất lợi đối với Thư Mi. Hương Cương hạ đũa, từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa rồi ném cho Trương Triệt nhất. Tôi có một ngôi nhà ở trên núi. Nhà có bí mật chỉ dùng để chăm hóc các loại hoa lan. Ở bên đó có điện có nước bố trí thoải mái. Không bằng cậu trúc đưa Tiểu Mi lên núi tranh tránh, mũi nhọn đi. Để đến khi Oa Oa xử lý sự tình một cách hòa đáng, rồi trở về cửa hành hôn lễ. Từ Mi trợn mắt nhìn cái chìa khóa kia, vội vàng ngẩng đầu, mắt nhìn mỗi người một vòng. Đợi một chút, một chút, cửa hành hôn lễ cái gì chứ? Cô có phải là nghe lầm hay không vậy chứ? là ai với ai muốn cử hành hôn lễ đây? Trường triệt nhất vừa thu lại cách chìa khóa, dùng khẩu khí bàn luận chuyện thời tiết chậm rãi mở miệng. Anh có một việc, quên không muốn nói với em. Ý cười thâm trường kia lại xuất hiện. Cô không tự chủ được mà toàn thân căng thẳng. Dự cảm có chuyện hắn muốn nói, tuyệt đối sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Là, là chuyện gì chứ? Anh quyết định kết hôn cùng em. Cho dù lúc này hắn tuyên bố, hắn thực ra là phụ nữ, cô cũng sẽ không kinh ngạc hơn lại hiện tại đâu. Thế nhưng là kế đột nhiên có cái gì chọc vào. Từ mi cả người nhảy dựng lên, kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lại nói không ra được nửa chữ, chỉ có thể tiếp tục rắt ra âm thanh gì đó giống như là bị bóp chặt cổ, tay nhỏ nhỏ chỉ vào chốc mũi của hắn run rẩy không ngừng. Tất cả thực khách đều con sen mồm vào, trên tay khắp đồ ăn, miệng dùng bữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người chặt chẽ chú ý tình thế phát triển. Nếu như toàn chắn mọi người đã hy vọng chúng ta kết hôn, như vậy anh quyết định như mong muốn của mọi người. Dù sao, anh cũng chắn phải lái xe lên chân khác để ăn cơm rồi. Hắn thưởng thức vẻ mặt phấn kích ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia rồi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Anh cũng đã nói với bà mẹ cùng với bà mối, bảo bọn họ chuẩn bị hôn lễ. Anh là muốn đem quân của tôi, phản lại có phải hay không hả? Từ mi rốt cuộc có thể nói chuyện thành âm đã có một chút run run cô lập tức phán đoán cân nhắc toàn bộ tình huống nghiến răng nghiến lợi nói ra quyết định được anh thắng tôi đầu hàng vậy thì được nhưng mà hôn lễ vẫn đúng hạn cửa hành anh còn bằng em suy nghĩ về hướng tốt Làm vợ của anh em sẽ có thể lấy được dự án hợp tác kia hắn cũng không nhanh không chậm hứa hẹn thực chất dù sao cô gái nhỏ này tính tình giàu hoạt tuyệt đối sẽ không thể khắp nơi thuận theo cô chỉ cần để cho cô phát hiện hắn có một phần nhượng bộ, cô sẽ tiếp tục bỏ lên đầu quán để mài nhảy múa. Đôi mắt của Thư Mi những phun ra lửa đến nơi rồi. Tội sẽ không vì việc làm ăn mà bán chính mình đâu. Cô lớn tiếng nói. Nội tâm của mỗi một người phụ nữ đều có cái chân quý không thể dùng sao dịch. Đúng vậy, tiền rất là quan trọng. Vô vô cùng quan trọng. Nhưng mà sao vẫn còn kém hơn việc trung thân đại sự của cô. Như vậy, anh cần kiên trì muốn cưới em làm vợ. Trần triệt nhất khóe miệng ý cười càng thêm sâu Như là cô hô lên kháng nghị Ngoại yêu muốn lấy lòng quán vậy Thư mi toàn thân mãnh nhiệt rát run lắc đầu Mơ hồ phá xác Hắn thật sự quyết tâm muốn quế cô vào cửa Sự tình phát triển đến mức này Lòng của cô đều loạn hết cả lên Chưa từng nghĩ tới trò đùa lúc trước nay lại báo ứng ở trên đầu của mình Cô không ngừng dùng sức lắc đầu Lắc đến độ là máu não chấn động rồi sau đó đột nhiên xoay người ở bên ngoài phóng đi. Không được, chuyện này dừng ở đây, tôi sẽ đi giải thích cho ba mẹ. Mới chạy không được vài bước, thì ngang hông cô liền căng thẳng, tự như là một chiếc túi bị trừng triệt nhất khiêng lên đầu vai. Trừng triệt nhất, cô tức giận kêu, vùng đôi tay trắng như phấn thành vào vùng lưng cùng với cái mông sắn chắc của hắn. Cái tên đàn ông chết tiệt này, dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Một bên còn có người đang nhìn. Cô cũng không phải là da mặt dày như hắn đi Thật lấy một chút Chúng tôi cần phải đổi chỗ Đồ vân tháp cố gắng thuyết phục cô ấy Trường triệt nhất tuyên bố rồi khiến cô đi vào bên trong Xin cứ tự nhiên Các thực khách nâng đũa chào Toàn thể mang theo nụ cười hiểu chuyện Nhìn hai người rời đi Sau giữa trưa Mặt trời không thấy bóng dáng Bầu trời âm u Rồi sau đó mưa rào nổi lên một hồi sấm chấp oanh oanh liệt liệt Mới bước vào phòng có đã bị ném lên chiếc giường cỗ lim lớn. Tiếp theo chính là nụ hôn nóng mỏng của hắn. Cô lúc đầu hết sức sảy sụa phản kháng. Tiếp theo tàn thân chậm rãi mềm nhũn. Rồi tiếp theo bắt đầu lại không tự chủ được mà đáp lại. Tay trắng đang đánh trên đầu vai của hắn cũng dần dần hạ xuống. Sau một lúc lâu, khi trường triệt nhất chấm dứt nụ hôn đôi mắt ngập nước của cô đã mơ mơ màng màng, đầu óc trắng váng. Em có muốn đổi lại đáp án hay không? Ánh mắt của hắn lóe sáng tựa như là ánh sao, cực kỳ yêu thích vẻ mặt hồng hào thở gấp của anh. Cả cho anh, thật ra cũng là lựa chọn không tồi. Cô ngọt ngào như vậy, hắn có thể thưởng thức cả đời, cũng sẽ không chán ghét. Từ mi phát ra tiếng ngâm than, thật sự là quá hèn hạ. Tên này dám sử dụng sức quyến rũ của đàn ông, hắn khẳng định biết nụ hôn của hắn đối với cô là có bao nhiêu sức lực ảnh hưởng. Cô nhanh chóng bắt lại một chút lý trí cuối cùng, dùng hết kỹ lực để hắn ra nắm lấy cái gối lá trà trở thành tấm che chắn ở trước ngực anh 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 không lại đây được cô liên tiếp hít thở muốn điều hòa hô hấp của mình tôi sẽ không có khả năng cả cho anh vì sao chứ chúng ta mới ở chung có được ba tuần mười lăm năm trước chúng ta cũng từng ở chung vài tháng lại nói tuy rằng trong khoảng thời gian này chúng ra tách ra rất lâu nhưng anh thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến em nhất thời thời điểm hắn bị chứng dị ứng đậu phát tác anh là muốn đánh tôi đi Vậy cũng là nhớ không phải hay sao Hắn dựa vào lại càng gần hơn Đúng là ngụy biện mà Từ mi đang phiền não chuyện hôn sự Mắng mỏ ngậm trong miệng Tức giận trợn mắt nhìn hắn một cái Cái gối lá trà đầy mạnh ra phía trước Muốn cách xa hắn một chút Không nghĩ tới hắn đột nhiên rút cái gối đi Bàn tay dày rộng nắm lấy cánh tay nhỏ của cô Bắt buộc cô chạm đến Quân ngực ấm áp Cách một chiếc áo sơ mi của hắn Chẳng lẽ em không thích những thứ này sao Đúng là nói vậy Tôi tôi mới không thích cái đó Cô đào bừng mặt Cho dù nụ hôn của hắn thật sự lay động thần hồn của cô Cho dù chạm đến hắn Làm cho cô ban đêm lăn luận khó ngủ Nhưng cô cũng quật cường không chịu thừa nhận Chính mình thật sự đã bị hắn hấp dẫn Chỉ là cô không rõ Trường triệt nhất vì sao đột nhiên muốn kết hôn Cùng với cô như vậy chứ Cô bắt hết óc Nghĩ đi, nghĩ lại Lại vẫn không thể tìm được một cái lý do gì Viện não đến đau đầu nhức óc. Không sao, chúng ta sẽ tìm xem em rốt cuộc là thích cái gì. Hắn rủ hoặc khôn, chậm rãi chậm rãi cắn môi cô. Em thích như vậy sao? Bàn tay to lớn thô ráp tiến vào trong quần áo của cô, ven theo phần áo mềm mại của cô mà chuyển động. Hay là như thế này chứ? Lớn mật chạm đến như thế, làm cho cô run rẩy mềm nhũn cả người, càng lúc càng không, không thể cầm giữ chính mình được. Từ mì à, Ngoan ngoãn theo anh đi lên núi Chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu Hắn dụ dỗ Không được Nếu không nghĩ được biện pháp ngăn cản trường triệt nhất xâm lược Thì cô khẳng định sẽ bị hắn ăn sạch Tôi đáp ứng anh lên núi Nhưng mà về phần hôn sự Cần phải đợi cho sự tình hiện giờ giải quyết hết Chúng ta lại sẽ tiếp tục bàn Còn em ra kế hoạch hoãn binh Chỉ cần mau rời khỏi cái giường này Tiếp theo cô sẽ lấy cớ Đi tắm rửa thô dọn quần áo Rồi cầm lấy hộ chiếu đi thẳng ra sân bay đáp chuyến bay sớm nhất bỏ chạy về nước Mỹ. Trường triệt nhất lại lắc đầu không có buông tay. Anh không tin em. Anh làm sao có thể không tin chơi chứ? Vì tín bị nghi ngờ cô phá lệ tức giận. Em đã dùng hết số lượng hạn chế rồi. Hắn bắt đầu thoát quần áo của cô, dùng tốc độ nhanh nhất mà đem cô vạch trần. Chúng ta ngày mai lên núi, nhưng mà trước đó, ai sẽ không cho em rời khỏi cái giường này? Hắn lộ ra nụ cười như là sói đói chuẩn bị ăn luôn cô bé chăn cừu là cô. Bàn tay của cô vội vã kéo lận, muốn giữ quần áo che đậy thân thể. Nhưng mà ký lực nam nữ trời sinh khác biệt thật là lớn. Cô lại một lần rồi lại một lần bại trận. Quần áo từng cái từng cái bị vứt xuống giường, mắt thấy sắp bị lột trần hết trơn. Mọc, mà, mau dừng tay, không được. Tờ mì bối rối kêu lên, thậm chí quay đầu nhìn về phía cửa, lo lắng không biết có nên mặt dày cầu cứu hay không. Hắn hiểu rõ ý đồ của cô, không cho cô có cơ hội mở miệng, dùng phương pháp nguyên thì hiệu quả nhất chặn lại miệng của cô. Hắn hôn cô. Anh, anh mau dừng tay lại. Cô thở dốc từng hồi, dưới sự vuốt ve của hắn, làm ra lần dãy ruột cuối cùng, mà môi mỏng lại một lần nữa hạ xuống, lần này nụ hôn lại càng thêm sâu. Nụ hôn nồng nhiệt phát huy y lực vô địch, âm thanh ô ô kháng nghị của cô càng lúc càng yếu cuối cùng chỉ còn lại là tiếng thì thào thở dốc tất cả ý thức bay ra khỏi đầu cô mơ mơ mang mang cảm giác được mời của hắn lướt qua từng thức xa thịt của cô kể tiếp yên lại từng dấu hôn vụn nhỏ đêm nay thư mi rốt cuộc cũng bị tử hình tại chỗ bởi rằng chín giờ ba mươi phút trời xanh mây trắng báo hiệu là một ngày nóng rực kỳ thư mi chẳng có mục đích đi trong trấn nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy như là mây đen ở trong lòng hỗn loạn tới cực điểm trời ạ à, cô cùng với chương triệt nhất bọn họ hắn cùng với cô sự kiện phát sinh buổi chiều ngày hôm ấy tại phòng y tế cô liền mơ mơ màng màng bị hắn lần lên giường bởi sáng ngày hôm sau phía chân trời mặt trời vừa mới xuất hiện hắn liền sách cô toàn thân đau nhức đến ngôi nhà gỗ nhỏ ở trên núi mới nếm thử nam nữ tình dục cô là người mới gặp nhiều trúc trắc bị hắn bài bố không lực lượng chống đỡ cô không biết ở trong nhà gỗ cùng hắn cằn quế mấy ngày mấy đêm hắn vô cùng tinh lực ép cô thể lực của cô không phải lúc dùng cơm để cho cô ngủ bù thì chính là ở trong lòng hắn đổ mồ hôi đầm đìa học tập chương trình dạy gần gũi của hắn thẳng đến ngày hôm qua khi cô bởi vì hôn mê đến mệt mỏi trường triệt nhất mới dựa vào bên tay cô nhắc lại hôn sự của hai người trong nháy mắt sau ngủ ở trong cô toàn bộ đã lui binh. Cô đột nhiên bừng tỉnh mở to hai mắt nhìn trần nhà, tức trắng cả một đêm. Thẳng đến khi sắc trời sáng trăng, cô lên lút bỏ xuống giường, dùng bàn tay nhỏ run run mặc quần áo. Sau đó tay chân nhẹ nhàng thoát khỏi quầy nhỏ gỗ nhỏ, như thế này mới chạy trốn xuống núi. Ở trong lòng cổ cô hỗn loạn, một lòng thầm nghĩ muốn chạy trốn, cách xa tên đàn ông khiến trái tim cổ cô loạn nhịp. Căn bản đã quên mất người giấu phía sau mình còn chưa xuất hiện, uy hiếp vẫn còn chưa được giải trừ. Lúc cô trốn đi, trường triệt nhất vẫn trong tình trạng hoan ái mà ngủ say, dáng vẻ nằm trên giường chất tiệt là gợi cảm. Hình ảnh hoạt sắc sinh hương kia ở trong đầu cô không ngừng đẩy đi, cô theo đó lại không tự chủ được mà nhớ tới. Mấy ngày nay hắn hôn cô như thế nào? Yêu cô, bàn tay thôi ráp mơn trớn, từng tức ra thịt, Lặn môi ấm nóng, dịu sang mà ngang ngực hôn đi nước mắt bởi vì quá vui thích mà chảy xuống cổ cô. Khuôn mặt phấn nụn bởi vì nhớ lại kích tình quá đủ mà nổi lên một mặt đỏ ửng xinh đẹp. Đúng là chán ghét chán ghét mà. Cô xấu hổ đến mức thở dốc, hai tay vùng loạn ở trên không, một ném hình ảnh của trường triệt nhất cho khỏi đầu óc. Bà đặc sĩ quần mặt đẹp trai của hắn, như đã yên dấu ở trong lòng. Mặc kệ cô cố gắng như thế nào, vẫn là không đuổi đi được. Sau một lúc lâu sau, Cô dừng lại động tác vung tay vô nghĩa. Bàn tay nhỏ bưng lấy vào má nóng như là lửa đốt. Đứng ở bên đường bắt đầu thở dài. Chuyện cho tới lúc này, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô vốn chỉ tính toán cùng trương triệt nhất nói chuyện làm ăn. Rồi thần tiện chỉnh ác hắn. Giống như con mèo nhỏ đùa với sư tử. Nhìn hắn nổi trận lôi đình. Cô liền đã cảm thấy tâm tình khoái trá. Nào đâu biết rằng sư tử phát y. Quay đầu dùng công sư phu tổ ngậm mà nuốt cô luôn. Hiện tại, Cô còn biết dây thần kinh của hắn bị hỏng ở chỗ nào Lại còn nói là muốn kết hôn với cô Cô ấy mình, cô ấy mình ư Anh ta muốn cùng mình kết hôn ư Cô bưng má phấn đứng ở tại chỗ Không dám tự tin mà hỏi lại Đúng là gian trá mà Cô tự nhận ngoài trương triệt nhất Chưa có một người đàn ông nào Có thể ảnh hưởng tới cô sâu như vậy Hắn tục tẳng gợi cảm như vậy Hại mắt cô không thể nào rời khỏi được hắn Mà cô cũng thật sự Là rất tiếc thú hưởng thụ cùng hắn dương gương múa kiếm để rồi cô nguyện ý tự nhận trong lúc cùng với hắn dương gương múa kiếm gì đó thì cô đều rất là hưởng thụ nói thật ra hắn tuy rằng nhìn thì thô lỗ nhưng mà bình tĩnh xem xét từ bé tới giờ hắn chưa bao giờ thật sự là tổn thương cô thậm chí ngẫu nhiên còn có thể toát ra sự cưng chiều đối với cô nhưng quan trọng nhất là tên kia từ đầu tới cuối căn bản chưa nói tiếp cô một lần nào cả lại càng miễn bàn là nói yêu cô. Dưới tình huống như vậy, cô làm sao có thể gả cho hắn đây? Gả cho người đàn ông cô yêu, nhưng hắn lại không yêu cô. Đùa dẫn cái gì vậy chứ? Loại giao dịch này tính như thế nào cũng là không được đi. Mặt của thơ mi trận lớn như là bị sách đánh, cả người không thể nào động đẩy. Cái gì vậy chứ? Cô vừa mới vừa rồi là suy nghĩ cái gì? Yêu ư? Cô yêu hắn sao? Cái chữ yêu kia ở trong đầu cô phóng đại vô hạn, còn từng bước từng bước tới gần, khiến cho cô không thể nào chạy trốn. Cô kinh ngạc hút khí, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, rốt cuộc là không thể lờ gạt chính mình được nữa. Cô làm sao có thể? Cô mới không có ngu ngốc như vậy. Cái tên kia thật là thô lỗ vô lễ, cái tên đàn ông kia thật là dã man. Đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh trái tay đột ngột vang lên bên tay, rốt cuộc cũng đã câu dẫn được sự chú ý khiến cô tạm thời thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn của mình. Từ mi mì phục hồi lại tinh thần quay đầu lại, liền đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đứng ở bên người cô. Xe thậm chí còn lái lên trên đường dành cho người đi bộ, đủ để thấy đối phương không tuân thủ theo quy tắc giao thông quốc tế. Trong lòng của cô rùng mình, còn chưa kịp xoay người chạy trốn, thì cửa xe liền nhanh chóng mở ra. Hai tên đàn ông lao xuống như diều hâu bắt cả con, không có ý tốt vươn tay một trái một phải bắt trụ lấy cô. Các người, các người làm gì vậy? Cô kinh hoàng thét trái tay. Còn chưa nói xong thì đôi môi đỏ mọng đã bị một chiếc căn tay thấm mùi lạ che lấy. Mùi lạ làm người ta buồn nôn sông thẳng vào óc. Nhảy mắt tiếp theo tư mi càng người mềm nhũn trước mắt đen kịp, rồi sau đó liền mất đi ý thức. Này này, mấy người kia. Có người đi đường phát hiện điều không thích hợp, cách đường cái khô to, lại còn có ý chạy tới can thiệp hai tên to lớn thần sắc khẩn trương dùng tốc độ nhanh nhất đem Thơ mi hôn mê bất tỉnh tiếp theo liền đóng cửa người qua đường hét lên một tiếng nhưng ở bên trong lái xe nhanh ngang mà rời đi một cảm giác ghê tởm tràn ngập cổ họng Thơ mi trong mày nhỏ trong cơn hôn mê khó chịu khẽ rên rỉ lông mi dài run run sau một lúc lâu ý thức của cô chậm rãi khôi phục mắt cũng chậm rãi mở đập vào mi mắt là từng mảng rỉ sắt bong ra đắp thành nóc nhà đầu của cô choáng váng não cũng căng ra trong nhà mắt không lý giải được mình đang ở chỗ nào chính là trong mũi ngoài cái mùi vị kỳ dị kia lại còn tràn ngập mùi nước sơn cay mũi làm cho cô khó chịu tới mức muốn buồn nôn cái mùi vị này thật đúng là đáng sợ mà từ mi muốn xoay người nôn ra nhưng không ngờ phát hiện bản thân mình lại không có cách nào nhúc nhích được Tay chân mạnh khảnh đã sớm bị người ta dùng dây thừng thô lỗ trói chặt, cột vào bàn gỗ cứng ngắc. Như thế này thật là không được rồi. Chỉ nhớ trước khi hôn mê nhanh chóng tiến mạnh vào đầu, thế này cô mới phát hiện bản thân đã gặp phiền toái lớn rồi. Thời mi kích động, nhìn trái phải xung quanh, phát hiện bản thân mình bị mang đến một sườn xa cụ. Bên cạnh cách đó không xa, có một người đàn ông mặc đồ tây đứng ở một bên, thưởng thức dáng vẻ chật vật cổ cô dáng vẻ tên kia đáng kinh vẻ mặt tái nhợt không có một chút máu trên làn da có thể thấy rõ mạch máu như là chưa bao giờ phơi nắng qua hai tay còn không ngừng vào lấy cái mũ trong tay cái mũ đội đầu tốt như vậy bị hắn vò đến nhăn nhó như là rau phơi khô cô tỉnh rời sau thấy cô tỉnh hắn không có ý tốt đưa mặt lại gần âm thách xót xa, xa cười lạnh cô nhìn qua mặt tiến đến mùi hôi thối đánh úp tới cảm giác ghê tởm mãnh liệt trào lên cổ họng từ mi dùng sức quay đầu đi Thật là vất vả mới nhịn xuống cơn xúc động Không có ngay tại chỗ phun lên mặt của người đàn ông kia Cô cố gắng đối kháng với cảm giác kê tầm Dần dần nhớ lại Trước kia đã từng gặp qua khuôn mặt tái nhật này Lúc trước trong nhà sườn Phúc Nhĩ Ma Cô từng gặp qua Người này cùng với một số người nữa đến Để mua sản phẩm Người bắt cóc cô cơ nhiên là người phụ trách Mỹ lệ trí đạo Sao chất sản phẩm hút máu Phúc Nhĩ Ma ư Anh nghe đây anh cùng với Trương Triệt Nhất có ân oán, thì mặc kệ. Tóm lại là không liên quan tới tôi, anh mau chóng tả tôi ra, nếu không thì... Cô hết sức phùi sạch, tính sau khi được tự do mới cùng hắn tính toán sổ sách thật tốt. Thả cô ư, nghĩ cô hay quá nhỉ, tôi đã chờ ngày đã lâu rồi nha. Người nọ cười đến càng đáng kinh, dáng về kia là có bao nhiêu tì bỉ. Chờ ngày này đã lâu rồi ư, cô nghe gốc chớp mắt một cái. Không biết vì sao từ khi cô trở về Đài Loan, Tự hồ có không ít người đều thích lấy câu này để hỏi thăm ân cần với cô. Ví dụ như trường triệt nhất sau khi nhận ra cô, cũng là nghe răng què nói ra những lời này. Nhớ tới khuôn mặt đẹp trai kia, từ mi đã khôi phục một chút ít bình tĩnh. Cô nhớ mày, cảm hận nhìn tên đáng kinh ở bên cạnh. Cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ, nên dùng phương pháp gì để dỗ đối phương mở trái. Chỉ là cái vẻ tươi cười, tái nhợt ghê tầm này cô càng nhìn lại càng giống như đã từng quen biết Họ nữa cái mùi lạ ở trên người của hắn cũng làm cho cô có lại cảm giác quen thuộc kinh sợ cô mơ hồ nhớ rõ rất nhiều năm trước kia từng gặp qua khuôn mặt này người qua loại hương vị này tiếp theo nháy mắt hộp trí nhớ như là được mở ra một hình ảnh đã bị xóa bỏ từ lâu đột nhiên nhảy vào trong đầu một thiếu niên âm mưu ở trong phòng tiêm chất lòng không rõ vào trong cơ thể sau đó ngửa mặt tái nhợt sông như quỷ rôn rôn hít sâu Cô nhận ra người này Trần Kiến Hy Không phải anh đã bị tống vào tù rồi sao Từ mì hô lên một cái tên đã quên nhiều năm Toàn thân vụt qua một trận rôn lạnh Đúng vậy là nhập phúc của mày Mặt của hắn tái nhợt Nhé mắt trở nên vô cùng dữ tợn Tay quăng cho cô một cái tát Còn tiện nhân nhà mày Dám vụ trộm báo cảnh sát sau lưng của tao Đáng chết Thật là đau mà cái tắt kia đánh làm cho khuôn mặt của cô rôn lên Đầu óc lại trên đến một trận tráng váng Mấy năm trước lúc 9 tuổi Cô đừng thân thích thu dưỡng Bà mẹ nuôi đối xử với cô thập phần không tốt Đem cô trở thành trẻ lao động miễn phí mà sai bảo Mà chân chính làm cho cô không thể chịu được Chính là đứa con duy nhất của nhà đó Trần Kiến Hy Cô từng mắt nhìn thấy Trần Kiến Hy tránh ở trong phòng hít thuốc viện Hắn không biết tỉnh lại còn dám hung tợn uy hiếp cô không cho phép tiết lộ nợ câu. Năm đó tuy rằng cô tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã thông minh hơn người. Nếu biết nuông chiều ngày này, cuối cùng xuôi dèo nhất định chính là cô. Vì thế cô mặt ngoài là làm bộ nghe lời, chờ đợi cơ hội, chờ đợi cho hắn lấy lòng phòng bị. Cô trong lúc vô tình, nghe thấy hắn hẹn những tên lưu manh khác, chuẩn bị giao dịch buôn lậu thuốc viện. Ngày đó Trần Kiến Hy chân vừa bước ra khỏi nhà, cô đã lập tức bỏ chạy đến bên điện thoại gọi điện thoại nặng danh báo Huy, kể lại địa điểm cùng với thời gian giao dịch của bọn họ. Vài ngày sau nhân viên xã công đi cùng với cảnh sát tới nhà, nghiêm túc đồng tình nói với cô, Trần Kiến Hy đã bị bắt, cô thu dọn hành lý tạm thời chuyển đến trong cục xã hội. Vốn cho rằng nếu như Trần Kiến Hy đã bị đá vào trong nhà tù, cô từ nay về sau sẽ thoát khỏi kiếp cổ ai. Làm sao dự đoán được người này ở môn công tiêu, sau 15 năm cư nhiên lại xông ra. Đúng là ghê tưởng. Lúc nãy cô không nhìn lại Mà hẳn phải nên phun trực tiếp vào mặt quán mới đúng Tao đã tìm mày nhiều năm như vậy Vốn định phải buông tha Nhưng không nghĩ tới mày lại chuôi đầu vô lưới Mà trở lại tránh Trần Kiến hi hèn mọn nhìn cô Oán hận nở nụ cười Vật đuổi sao trời lúc trưng ở trong nhà sân phúc nhiễm ma xa Bọn nào đều không nhận ra đối phương Nhưng âm thanh sơ thừa gầm của chân triệt nhất kia Hét tên của cô Đến cả mấy người ngoài phố đều nghe thấy Làm cho cô bị lộ Xem ra mấy chuyện phát sinh ngoài ý muốn lần trước đều là Trần Kiến Hy ở phía sau điều khiển. Từ một phút bắt đầu nhận ra cô, hắn liền trong vương nhìn kế, nghĩ muốn báo thù. Như vậy anh rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Khuôn mặt của Tư Mi lạnh lạnh, cắn răng nhìn đối phương. Nếu không phải hai chân cũng đang bị trái chặt, thật đúng là muốn đá cho hắn một cước. Nhìn làn da tái nhợt, thiếu mất tự nhiên của Trần Kiến Hy. Cô trăm phần trăm khẳng định sau khi ra tù hắn căn bản là vẫn không có hối cải vẫn như cũ trầm mê vào trong vực sâu thuốc viện hắn chậm rãi đeo bao tay rồi lại một lần nữa tới gần cô em gái thân yêu mà cho rằng tao nghĩ như thế nào hả hắn vân tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cảm giác kê tờ mãnh liệt một lần nữa nảy lên thiếu chút nữa là cô tự sự đã nôn ra thẳng đến lúc này trong nháy mắt cô mới khắc sâu thật rõ cùng là trang vào nhưng hai tay của Trần Triệt nhất có thể khiến cho cô say mê, nhưng Trần Kiến Hy lại làm cho cô cảm thấy kê tởm không thôi. Cô tận lực nghĩ đừng lui, cảnh giác lên tiếng. Nếu nhanh dám cảm đàn chậm vào tôi, tôi nhất định sẽ giết chết anh. Cô vô trơn thanh thế mà kêu lên, trong lòng lại không ngừng run sợ. Yên tâm đi, tao không có hứng thú với thân thể của mày. Đúng nha, từ mì thế này mới nhớ đến. Lúc nhỏ hắn đặc biệt thích những cô bé, con, Năm đó hắn có ý đồ vươn ma chồng với cô, nhưng mỗi lần lại bị cô dùng xào rượu tránh thoát. Chẳng những không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn bị chỉnh thể thảm vô cùng. Nguy hiểm, nguy hiểm thật đó. Xem ra cô Trương Thành có thể hấp dẫn được Trương Triệt nhất, nhưng lại không hợp khẩu vị của tên tao tử trước mắt. Cô đầu tiên nhẹ nhàng thở ra, giây tiếp theo lại thấy Trần Kiến Hy xoay người đi tới chỗ dụng cụ, nhấc tay ấn vài cái mở chốt. Một loạt âm thanh trái tay khủng bố vang lên đột nhiên vang lên trên đầu cổ cô. Âm thanh bén nhọn càng lúc càng đến gần, khiến cho da đầu cổ cô run lên, máu toàn thân đều sợ hãi mà đông cứng lại. Từ mi quá mức sợ hãi quay đầu nhìn phía bên cạnh, rõ ràng phát hiện có một cái cưa tròn đang xoay xoay hiện ra, khởi động ngay bên tay trái của cô. Ôi trời ạ, à, cô ở nhà giường phước nhĩ ma xa, đã xem qua loại cưa tròn đặc thù này. Thợ thủ công trẻ tuổi nói với cô, loại cưa tròn này sắc bén vô cùng, cối khối cố cứng dễ dàng như cắt đậu hũ. Tuy mì hậu trì hậu giác phát hiện, bản thân đúng là bị trói ở trên đài cưa. Băng tay di động, chậm rãi mà không có một chút so dự. Cô đưa tay trái về phía lưỡi cưa. Cho tôi xuống dưới. Chẳng kiến nghị anh điên rồi, mau thả tôi xuống. Sợ hãi giống như mấy con sâu kỳ quái ở trên da thịt. Cô rôn rôn thét lên trái tay. Dãy dầu suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng dây lưng buộc quá chặt. Cô giải ruộng mồ hôi đè người Mà vẫn không thể thoát thân Kỳ tử mi Mày nằm ngoan ngoãn cho tao Tao chuẩn bị cơ tay của mày trước Đợi lát nữa sẽ đến chân Rồi sau đó là Ánh mắt nhỏ gian tà lóe lên một tia cắt máu Hắn ma sát hai tay đeo bao Hương phấn cười hề hề không ngừng Cơ tay cơ chân của cô ư Cái này thật sự là không tốt lắm đâu Cô không phải là biểu diễn ảo thuật David Nếu như thật sự cưa thì tuyệt đối không thể quay về đâu nha. Tình thế trước mắt, người mạnh hơn ta. Từ mi nhanh chóng hiểu rõ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Rừng xanh còn đó, sợ gì không có quỷ đun. Cô lập tức trước hết cần phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ đến đây, cô thay mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Lập tức nổ ra nụ cười ngọt, hai mắt kích động trợn qua, nhìn cái cơ tròn đang rung động sèn sẹt. Mẹ xuất ra tuyệt chiêu gọi hơ gọi vượn, tích cực muốn thuyết phục Trần Kiến Hy. Đợi một chút đã. Đợi một chút, anh cái đó, Trần Trần Thiên Sinh à? Tôi nói bằng công anh đem tôi bán đi. Như thế so với chém đứt tay chân, lại càng khiến tôi sống không bằng chết có đúng không? Hơn nữa có vẻ cũng kiếm lời là tốt hơn. Anh nói xem, dáng vẻ của tôi cũng không phải là kém. Tuy rằng là không học khẩu vị của anh, nhưng vẫn rất nhiều tên đàn ông thích. Cho nên anh xem xét một chút bán tôi đi có vẻ lời hơn hay không? Bán mày ư? Ừ. Cả thế tay chân của mày. Rồi đem bán mày đến tập đoàn ăn xin quăng ra đường làm ăn mày đều kiếm được giống nhau cả. Nhưng mà như vậy kiếm được ít hơn đó. Mắt thấy cái cưa xoay tròn kia, càng ngày càng tiến đến gần, cô kinh hoàng thất thanh mà thét lên trái tay. Đột nhiên bên ngoài nhà xưởng truyền đến động tĩnh. Những người canh giữ ở bên ngoài xoan xao một trận. Hình như có người có ý đồ xông vào trong nhà máy. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, tiếng đánh nhau bên tay không rất vang lên. Tiếng nhóm mặc đồ đen đánh nhau reo hò. Nhanh chóng hóa thành tiếng kêu lên thảm thiết Tiếp theo một tên mặc đồ đen Mặt mũi bị đánh bầm dập Bị ném vào trong Ngã ở trên mặt đất thật là mạnh Cũng không biết người nọ có bất tình hay không Vẫn là chịu không được đòn hiểm quyết định giải chết Tóm lại sau khi hắn bị đánh nằm úp sấp Cũng không thấy đứng lên Làm cái quỷ gì vậy hả? Trần Kiến hi mắng cảnh sát nhìn về phía cửa Một thân ảnh cao lớn đứng ở đằng kia bà vai rộng lớn che khuất ánh nắng chói chang khí thế cường đại kia khiến tất cả mọi người đều run rẩy là trông kiệt nhất từ mì thời chút nữa thì mừng đến phát khóc cô lớn như vậy chưa từng nghĩ tới bản thân có một ngày thật là vui mừng khi được gặp hắn trông triệt nhất trong mắt đen bán ra ánh sáng nguy hiểm sắc mặt lại âm trầm một cách đáng sợ hẳn như là vào chỗ không người từ từ tiến vào đám người áo đen ở ngoài cửa đều bị nắm đấm sắt của hắn tiếp đón ngã xuống đất không thể nào dậy nổi. Nhưng đường vô điều kiện, tùy ý hắn đi vào trong nhà xưởng. Khi nhìn thấy cô gái nhỏ nằm ngờ ở trên đài, ánh sáng đồng đậm lo âu nào đó ở bên trong đôi mắt đen phát ra thẳng đến lúc này mới có thể biến mất. Mau mau mau, bảo tới giúp em kể dây lưng. Tờ mi vừa mừng vừa sợ kêu lên, không ngừng giật giật lấy cái dây trói ở trên cổ tay. Trường triệt nhất đi đến, Ánh mắt chuyên chú xoay qua toàn thân cô, xác định cô bình an vô sự, hai bàn tay dày rộng mới rằm rơi xuống dây trói, chuẩn bị giải cứu cho cô thoát khỏi sự uy hiếp của cái cơ tròn. Trong cái mắt có bong đen chật lé, cô sợ hãi hết ẩn lên. Cẩn thận đằng sau. Trần Kenhi Hy tránh sau chỗ đựng dụng cụ. Từ dịp này muốn hèn hạ đánh lén từ phía sau, nhặt một ống cậy sắt hung ác đánh tới. Trường triệt nhất lập tức xoay người không kịp ngăn cản nhưng hắn cũng không tránh né cứ đứng ở chỗ cũ để ông sắt đánh thật mạnh vào vai kiên định thừa nhận công kích hắn kêu lớn một tiếng cả người do phải chịu đòn nghiêm trọng mà lùi về phía sau bàn cưa một gậy thật mạnh tuy rằng đập vào người hắn thế nhưng lại làm cho trái tim cô thiếu chút nữa ngừng đập tẻ ngốc này ta nói anh cẩn thận rồi tại sao anh còn công tránh hả có phải thần kinh vận động của anh không tốt lắm hay sao thơ mi đau lòng mắng thế mới chậm nửa nhịp nghĩ đến lấy thần thủ nhanh nhẹn của hắn nếu như có ý định muốn tránh thì trần kiến hy chỉ còn nửa cái mạng sâu bọ kia có muốn chạm vào góc áo của hắn cũng không được hắn không tránh tất cả đều là vì bảo vệ cô bởi vì nếu như hắn tránh gã sắt kia sẽ nện thẳng vào người của cô cảm động này lên trong lòng cô ghẹ cắn đôi môi trào mỏng, xác định người đàn ông này thật là tốt với cô trường triệt nhất đứng vững cũng rút ra một cây gậy sắt làm vũ khí nhưng lại cắt một nhát cưa trên đài ngăn cản sự y hiếp của dao cưa dỡ cô vào cái cưa vào lúc đó còn lại nó mày bắt lo chuyện của người khác đi trần kiên hy thấy mắt đại kế báo thù bị cản trở thì ánh mắt vẫn hận đỏ bừng khả quan mặt tái nhợt xanh lét người không ra người quỷ không ra quỷ hắn vùng gậy sắt tưởng như nổi điên vung lặn lại một lần nữa triển cài công kích Trường triệt nhất đưa tay ra Vùng lên từng nắm đấm chắc chuẩn xác Ngay tại phía sau Ông sắt to thôi chạm đến cao đưa Nhất thời tiêu lược bức Đến mức cô sợ người Rụt mạnh người lại Vội vàng lên tiếng cầu cứu Trường triệt nhất một tới, một tới cứu em Một bên hai người đàn ông Quần lấy nhau thành một khối Căn bàn không dành chú ý Thời mì sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịch Tiếp tục quỷ cao gào thét Trường triệt nhất anh động tác nhanh một chút đi Cái loại hạng này không phải chỉ đến 2 giây là giải quyết được hay sao Phụn đến em Lỡ vô đến em Váy của em Tiếng gọi của cô làm hắn phân tâm trúng mất một gậy Cô gái này Chẳng lẽ em không thấy trên tay hắn là gậy sắt sao hả Anh tay không sao Hắn cảm thức quay đầu hết về phía cô Trả lời hắn chính là tiếng thét để dê ven trói tai. tay Trường trượt nhất thì thao mắng Quyết tâm không để ý tới Tụ lại tâm trạng ứng phó với tên nửa điên cuồng là Trần Kiến Hi đây. Mặt đèn nhíu lại, giỏ sách kẽ hở, bàn tay phóng ra như tia chớp. Nắm lấy tay cứng rắn như là sắt thép, nhằm ngay chính giữa khuôn mặt tái nhợt kia, bốp một tiếng đánh bay hắn ra. Đầu của Trần Kiến Hy bị đánh cho choáng váng, hò khủ khủ quỳ rạp ở trên mặt đất. Không không thông khí, cổ áo đột nhiên lại ngăn căng thẳng, cả người bị nâng lên. Mày, mày bắt đầu chuyện của người khác kia, đứa con gái kia, đứa con gái kia. Hắn không biết sống chết còn muốn cường điệu. Đây là ăn oán một người. Cô ấy là của tao. Trường triệt nhất, lạnh lùng tuyên bố. Giọng nói rất nhẹ như hòa, so với lúc cào thét to lại càng sợ người hơn. Mày hắn rất là may mắn. Trước khi tao xuất phát, Lăng phần đã thông báo trước với cảnh sát. Nếu không ta thực sự sẽ tự tay giết chết mày. Hắn tiếc hận nói xong, lại vung nắm tay lên một lần nữa. Dùng hết khí lực bổ xuống một quyền, chính thức đánh tên khốn này hồi mê bất tỉnh này này này, anh đánh đủ chưa vậy hả? Mở tới đây cứu em đi. Từ mi vẫn còn ở trên đài cưa, có tiếng cầu cứu. Hắn lại khí định thần nhằn, kéo lại áo sơ mi bởi vì đánh nhau mà không trình tề. Rồi do đó chậm rãi vỗ vỗ âm tay áo, cũng không liếc nhìn cô lấy một cái. Cái dáng vẻ nhằn nhã đó, khiến cho cô không thể tin được mặt trận tròn mắt. Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Nhảy một chút lại đây cho em xuống dưới đi. Trời ơi, nóng, nóng quá. Tiếng cưa gai ấp trái tay Khiến cho cô căng thẳng muốn ngất xỉu Mà tiên lời nhỏ lại không ngừng bán tung té đốt quần áo của cô Tuy rằng không nghiêm trọng Nhưng mà lại cảm giác vô cùng đau đớn Thế nhưng hắn vẫn là dáng vẻ không liên quan đến mình thằng đến khi cô kinh sợ thúc giục Mới sẽ bước đi tới Nếu như không phải buổi sáng em trốn đi Ngoan ngoãn theo anh đi lên núi Thì sẽ không xảy ra chuyện này Hắn đứng ở bàn cưa Không cười bào dây trái thậm chí là không ngừng máy, ngược lại là ung dung nhìn cô nói. Đối với các loại máy móc, hắn nắm rõ ở trong lòng của bàn tay. Biết rõ cái cơ tròn kia, nhìn thì dọa người, nhưng tốc độ không nhanh. Chỉ một lát sẽ không làm tổn hại đến da thịt mềm mại của cô. Nhưng mà trước khi thảo cô ra, giữa bọn họ còn có chuyện cần phải nói rõ ràng. Buổi sáng ngày hôm nay khi hắn thức dậy, phát hiện cô đã sớm chạy đi. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa, thì hủy đi căn nhà gỗ của hướng cương hắn vắt điên lao xuống núi, đến trấn trên quảng loạn mà tìm. Thẳng đến giữa trưa mới nhận được thông tri của ao a nói người có mục đích bắt cóc thư mi. Bởi vì xuất ruột báo thù, trần cắn hy phát rồ, giám phái thuộc hạ của chính mình ra mặt, nhờ thế mới lòi ra cái đuôi. Trường triệt nhất dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Dọc đường đi, các loại tưởng tượng đáng sợ không ngừng tra tấn hắn. Hắn ẩn thầm thề mỗi khi cứu cô ra, cả đời này hắn sẽ lấy dây thừng trói chặt cô vào bên cạnh miễn chỗ cô lại gặp phải cái nguy hiểm gì, làm cho mạng nhỏ của mình gặp phải tai họa. Mắt thấy hắn đứng ở một bên mà không chịu thả người. Từ mây dãy ruộn lợi hại hơn, cảm động vì hắn lúc trước. Lúc này đây tất cả đã tan thành mây khói. Em đương nhiên là muốn chạy trốn. Em mới không muốn bị ép vào phải và lập gia đình nha. Cô tức giận mà kêu lên. Em không thể không cả. Vì sao chứ? Bởi vì anh bằng lòng cưới em. Anh bằng lòng cưới thì em nhất định phải lấy anh sao? Cô lâm hắn không thể tin được mà quát lên. Đúng vậy, hắn đáp trả như là đinh đóng cột. Trường triệt nhất nói như là lẽ đương nhiên, khiến cô im lặng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Em có lấy chồng hay không? Không lấy chồng, cô giận dỗi nói. Không lấy chồng ư? Ừ. Được, như vậy cũng được. Tay cô hắn sờ sờ cái cằm luôn vốn sâu. Là vì một mực tìm cô mà không có kịp cạo. Thần thái thoải mái và nhún vai nói. Dù sao, Chờ cờ ông sắt này xong sẽ tới lượt em Hàn Sâm biết muốn đối phó với ác ma quỷ cái đa đoan này Tuyệt đối là không thể dùng thủ đoạn bình thường để mà nói được Cái gì chứ? Anh đây chính là uy hiếp Từ mi hít một ngụm khí hồn hển kêu to Em làm anh không có lựa chọn nào khác cả Hàn nhún vai một cái, hai tay để ở trong túi Trông triệt nhất Hàn nhớ một bên mày, vẫn khoanh tay đứng nhìn Tay ở trong túi nắm thành quyền Còn nén xúc động mấn thảo cô xuống Ông dắt còn thở lại năm tấc, Nhiều thêm một tấc nữa hắn liền không có biện pháp nào. Cho dù cô không đáp ứng, hắn cũng phải thoan ngoãn thà người. Cô gái chết tiệt này, vì sao lại không chịu đồng ý kết hôn cùng với hắn chứ? Cô thật sự thà rằng bị cơ thành từng đoạn, cũng không chịu gả cho hắn sao? Nắm chắc cơ hội cuối cùng, trường triệt nhất mặt không biểu tình mà hà lại. Em có thay đổi chủ ý hay không hả? Tiền lửa bán ra lại phun đến cô rồi. Mắt thấy dáng vẻ bất động như núi của hắn, dưới tình thế cấp bách Bởi vì bảo toàn mạng nhỏ Cô đành phải bối rối gật đầu đợi rồi, được, được rồi Em đáp ứng cả cho anh Em đáp ứng mà Nhanh một chút tắt nguồn điện Mở trói thay em đi Sau trong đôi mắt đen hiện lên một tia thoải mái Hắn đi đến giữa dụng cụ Ấn xuống cái nút Cờ tròn vốn đang xẹt, xẹt trung động Bất chợt dừng lại Thư mi toàn thân run rẩy Nhìn hắn thấy cô gợi dây trái Quần áo sơ mi đen bạc bị mồ hôi lạnh thấm ướt hơn phân nửa Cô bám lấy cánh tay vững chắc của hắn khởi động chân nhỏ run run miễn cưỡng bước xuống tài cưa gần như lúc thoát khỏi nguy hiểm ánh mắt xinh đẹp kia bắt đầu loạn chuyển cô cúi đầu ra hoạt tính toán rồi lại ngẩng đầu lên cố gắng suy nghĩ như thế nào mới có thể hòa nhau một bàn kệ thơ mi tiếng nói đàn ông trầm thấp tựa vào bên tay cô vang lên em không cần cho anh cái chủ ý quái quỷ gì cả gần như lúc ánh mắt cổ cô chuyển một cái hắn đã biết ngay cô đang suy nghĩ cái gì anh nói cái gì chứ? Cô già ngu không nói. Em không phải nghĩ tới kế sách qua xong đoạn cầu không chịu nhận nợ đi. Cô vụng về đỡ trán, muốn cùng hắn kéo dài cuộc so tài. Anh nói cái gì chứ? Em một chút nghe cũng không hiểu nha. À vừa rồi mới bị kinh hách, khả năng đầu óc có một chút hồ đồ. Hiện tại nghĩ lại thì căn bản đã quên mất bản thân đang nói cái gì rồi nhá. Mặt đèn thoáng nhíu lại. Thật là tốt lắm mà. À ra. Dạ. Trường kiệt nhất dương giọng kêu lên A gia xuất kỳ nhập thần lại một lần nữa hiện thân Từ bên ngoài cửa tình hình chạy vào Đã thu hết lại chưa Tôi rõ ràng rồi ạ Tôi còn dùng phương thức thu âm một cách đặc biệt nữa đó A gia vỗ ngực cam đoan Trên tay kia là cái máy ảnh mới tinh Đã sớm thu lại căng cảnh anh hùng kiểu mỹ nhân Với tình hình thừa cô bức hồn đầy đủ Trường cơ chớp mắt Nếu hắn ra lệnh một tiếng Tùy thời có thể làm thành CD Và ra quảng cáo với hàng xóm Cô chống chế cũng không xong rồi Thủy Mi tức giận trợn mắt, giống như một con mèo nhỏ vẫn nộp nhảy qua muốn cướp đi cái máy chụp ảnh, muốn đập thành đống sắt vụn ngay tại chỗ, hoàn toàn hủy diệt chứng cứ. Chỉ là cô mới chạy không được vài bước, thì bên hông đột nhiên bị căng thẳng. Trường triệt nhất rưỡi tay vòng chữ thắt lưng của cô, mạnh lẽ dùng lực, một lần nữa tha cô vào trong lòng. Nhận đi, em chỉ có thể cả cho anh. Hắn ngang ngực tuyên bố, khiến cô đang dãy ruộng không tôi lên cầu vai, mà đi nhanh ra ngoài trở lại nhà họ Trương. Trương triệt nhất đơn giản báo bình an, nói tóm tắt vài câu với người nhà và bạn bè, liền kêu cô đi vào phòng ngủ của mình. Như thế này mới buông thư mi đang thở hồn hển ra. Dọc theo đường đi, cô mắng không một chút ngừng nghỉ nào, nguyên rồi hắn ngang ngược cùng với thô bạo, mắng cho đến khi miệng đắng lưỡi khô. Bàn tay trăng nõn giống như là mưa, lùng tung mà đánh ở trên lưng của hắn. Nhưng hắn không có một chút phản ứng, không đánh trả cũng không mắng lại, chỉ là tùy ý để cho cô phát tiết Ngồi xuống trước đi Anh lấy cốc nước cho em Trường triệt nhất đặt cô lên ghế thái sư biết cô khẳng định là mắng đến khát rồi Tư mi hư một tiếng Cắn môi lầm bóng sáng của hắn Nhìn hắn ra ngoài lấy nước Trong đôi mắt trong suốt lầm ra cái cửa Thẳng đến lúc hắn lấy cốc nước trở về Ánh mắt tức giận vẫn chưa biến mất Cốc nước đưa, đưa tới trước mặt cổ cô Cô quật cường quay đi Coi thường cái cổ họng khát cô không nhận cốc nước kia. Nhưng hắn cũng không thúc giục, cực là kiên nhẫn chờ. Bừng cốc nước đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mặt đèn ô ám thủy chung nhìn cô thật sâu. Sau một lúc lâu cô không chịu nổi con gát, rốt cuộc phải dựng cờ trắng đầu hàng. Vì duy trì sự tôn nghiêm, cô hất cảm lên, cũng không thèm nhìn hắn một cái, cái tay chè ra. Cốc nước được đưa vào bàn tay nhỏ lạnh bút của cô. Cô không nói gì đưa cốc nước đến bên môi. Nước khoáng lành lạnh, làm ngọt môi cùng với miệng lưỡi của cô. Thật đúng là dễ chịu mà. Thẳng đến khi uống nửa cốc nước, cô dần dần dỡ xuống sự phòng vệ. Cả người bởi vì sợ hãi mà tri sắc trì đồn mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Cốc nước được ôm trong tay bắt đầu rôn rẩy, Chất lòng chấn động, càng về sau thì nước như muốn tràn ra khỏi cốc. Trường triệt nhất rồi nhẹ ra tiếng, ươn tay rồi ôm cô vào lòng, biết rằng cô đang sợ hãi. Hơi thở đàn ông quen thuộc với lấy thân thể của cô Nhiệt độ cơ thể ấm áp An ủi tâm hồn bị chịu đủ sợ tra tấn của cô Thẳng đến sau đó Nước mắt mới giống như những hạt trân trâu bị cắt đứt Từng hạt từng hạt rơi khỏi hốc mắt Tại cô ôm lấy hắn Dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ẩm ướt ngượng ngùng Ở trong lòng quán mà trả sát Khi phát hiện bản thân bị lọt vào trong tay quẹt trần kiến hy Cô thật sự nghĩ mình tuyệt đối là chết chắc rồi Cô không dám tưởng tượng nếu như trường triệt nhất không đuổi tới đúng lúc Thì cô Bả vai mạnh thành Bởi vì sợ hãi mà rôn rôn Cả người ấn lạnh không dám tiếp tục nghĩ đến nữa Đừng sợ Anh sẽ bảo vệ em Trường triệt nhất nói nhỏ lau đi nước mắt trên mặt của cô Cô ôm hắn góc một hồi lâu Tiếng góc kia quả thật là đáng thương Khiến cho người ta nghe được tầm đều đau đớn Vì sao anh lại bảo vệ em Bởi vì là muốn kết hôn với em sao như vậy người khác cũng có thể bảo vệ em Người muốn kết ném với em Có thể xếp hàng chờ đến tận khi là New Zealand đó Cô khóc tốt thít nghẹn lời nói Nhớ tới hắn bức hôn thì liền cảm thấy thật lạ vì khuất Có chung thân đại sự của cô gái nào Lại bị quyết định qua lai như vậy hay chưa chứ Đúng là bọn họ đã lên giường Nhưng mà cô Thủy chung không biết Trong lòng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào Trong lòng của cô Có hình bóng của hắn thân thể của cô cũng chỉ có hắn mới có phản ứng. Nhưng hắn chưa bao giờ ưng thuận hứa hẹn, thậm chí ngay cả lời nói dịu dàng cũng là không có. Cô vẫn chỉ có nghe thấy từng trận tiếng rống giận như sống của hắn. Nghĩ đến tính xấu của hắn, cô vừa khóc lại vừa oán giận. Em, em mới không cần phải gả cho anh. Cô chua đôi môi đỏ mỏng, tự như là đứa nhỏ đáng thương sắp bị đầy vào hố lửa. Chờ đến khi chúng ta kết hôn, anh nhất định mỗi ngày sẽ bị đánh mông anh sẽ không. Thật sự sao? Cô chứng thực hỏi. Hắn thành cảm quan đoan nói. Anh sẽ không nốt lời. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn tỏ xét, xác nhận hắn không giống như đang nói dối. Nhưng mà buồn tuổi vẫn chiếm cứ trong lòng cổ cô. Thật ra anh cười em, chính là mô đồ muốn chiếm tiện nghi đi. Em biết, anh chỉ là muốn có thân thể của em thôi. Hắn rút cuộc không thể nhịn được nữa. Bị sự trì đột cổ cô làm bức điên lên rồi. Hắn nặn trội lôi đình mà hét lên. Cái gì mà mô đồ chiếm tự nghi chứ? Nếu không phải anh yêu em, làm gì lại kiên trì muốn kết hôn với em hả? Hôn nhân cũng không phải là trò đùa. Hắn là người đàn ông truyền thống, trùm thân đại sự, so với cái gì cũng là quan trọng hơn. Tự như là một trò ảo thuật, thơ mi vốn là đang khóc rất mướt. Nhưng vừa nghe thấy lời này thì lập tức nín khóc mỉm cười. Biểu tình u oán biến mất vô tung, trong mắt hiện lên ý cười giả dối hắn quen thuộc nhất. À hả, bị em bắt được rồi. Cô vui vẻ, thật là không uổng công cô khổ tâm. Cuối cùng cũng lừa được hắn nói ra lời thật tâm. Tâm tình cao hứng tự như là hoa mới nở. Hắn lại yêu cô đó nha. Tên đàn ông nghiêm khắc nóng này này, thế nhưng lại nguyện ý thả ra mà thừa nhận rằng hắn yêu cô. Cô vui đến mức sắp bay lên trời rồi. Trong lòng vốn có một chút xíu không xác định. Lúc này đây cũng đã tan thành mây khói. Trường triệt nhất đầu tiên là ngây người. Tiếp theo lại nhớ mày bởi vì bị lừa gạt mà tức giận không thôi. Em, nữ nhân này. Hắn tức giận kéo đồ cổ cô lên, Xong lên cái váy bị lờ theo đến lỗ chỗ của cô, dây tao tao lên cao, lại muốn đi chiếu cố cái màu trắng của cô. Đợi chút, đợi chút, anh nhớ rõ nha, đại nam nhân một lời đáng giá ngàn vàng, anh vừa mới đáp ứng em sẽ không đánh mông mà. Tư mi vội vàng đưa ra kim bài miễn tử, bàn tay tao đang dơ cao kia, nghe thấy một lời đáng giá ngàn vàng, thì quả nhiên liền ngưng trụ bất động. Xem ra chiều này dùng rất được đi. Trường triệt nhất nhíu mày lại, nhìn kỹ nhóc con quỷ kế đa đoan này, tờ mắt lướt qua mông nhỏ nở năng kia. Hình ảnh vài ngày trước hai người hoan ái, một màn đột nhiên hiện lên trong đầu, nhé mắt giận dữ biến mất, khóe miệng ánh cong cong lên một nụ cười tà. Biết muốn xử phạt cô, có thể có phương thức khác tốt hơn. Có thể đoán được trong cuộc sống hôn nhân sau này, bọn họ tuyệt đối sẽ phấn kích phản phần. Nhìn thấy hắn thật sự không xuống tay Cô vui mừng không tự kìm hãm được bản thân Từ nay về sau sẽ an toàn vô lo Nhưng lại không nghĩ rằng Hắn đã nghĩ ra một phương thức hiệu quả hơn Thủ đoạn vô cùng thân thiết kia Sẽ không làm cho da thịt của cô đau Nhưng cô sẽ tuyệt đối Làm cho cô ngâm khẽ mà sinh khoan dung Từ mi chuyển động thân hình Mềm nhũn tiến vào trong lòng của hắn Hai tay quẳng lấy cái cổ cường trắng của hắn đùa đôi bẩn đuôi tóc của hắn đôi môi đỏ mọng trôi ra cười bản tính khó rời sử dụng mỹ nhân kế anh thật sự là muốn cưới em sao cô cất tiếng hỏi thật sự đây rồi như vậy trước khi kết hôn chúng ta trước nói đến cái dự án kia em cảm thấy hắn không nhịn nữa mà hôn trụ cô cái miệng nhò nhắn huyên náo không lâu sau liền đặt ra những tiếng ngâm khẽ mê người cái gì là dự án hợp tác sớm đã bị nhóm tình nhân ném ra khỏi đầu rồi ngoài cửa sổ Cây tương tư nhẹ nhàng lay động, tồn ra một đóa hoa rồi lại một đóa hoa cúc nhỏ. Sắc xanh ấm áp có thể che gió che mưa, lại còn có thể rô đi mùa hè nóng bức. Ở trong cửa rổ, chỉ còn lại là tiếng mềm kẽ ngâm lầm bầm. Người đàn ông ở bên cạnh cô nghiêm mật bảo vệ, tựa vào bên cây cô nói nhỏ, sẽ đặt cô trong lòng cả đời. Hàn hiếm khi thở ra dịu dàng, cô vùng trộm dùng môi, ở trong ngực hắn, nhấn xuống lời đồng ý chân thành nói cho trái tim của hắn biết, không nói cho tai hắn nghe. Lúc này đây, cô sẽ không như chuồn chuồn lướt nước nữa, mà sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, bởi vì nơi đây chính là mái nhà chân chính của cô. Vậy là về rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cô vợ xả bộ ngoan. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.